Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 16. Nếu bình thường có thể gặp được Kim Lũ Y, Tôn Văn Thành chắc chắn sẽ vui vẻ sáp lại xung xoe. Tiếc là hôm nay mình đang ở khoảnh khắc chật vật xấu hổ nhất, ngay cả người ngoài cũng ngại gặp, huống chỉ là người thương Kim Lũ Y. Tôn Văn Thành rất là xấu hổ. Nhất là khi nghe Kim Lũ Y nói muốn trả thù thay. Mình, Tôn Văn Thành vừa mừng vừa sợ vừa vô cùng xấu hổ. Không có, không có, Tôn Văn Thành vội vàng che giấu, là tôi sợ ý bị ngã. Tôn Văn Thành tìm bừa một lý do. Dù sao thì mình cũng là một người đàn ông, mình cũng sĩ diện, sao có thể để cho một người phụ nữ trả thù thay mình được. Huống chỉ người phụ nữ ấy còn là người phụ nữ mà mình yêu thầm đã lâu và muốn bảo vệ cả đời. Làm vậy còn khiến anh ta khó chịu hơn cả giết anh ta nữa. Phụt, nghe vậy, Phó Quan Ân Hồng Trang. Không nhịn được bật cười thành tiếng, Tôn Thiếu, anh ngã kiểu gì mà ngã sưng cả hai bên mặt vậy? Hai cái tát của Diệp Lâm có tác dụng chậm không nhỏ. Vậy nên khiến cho khuôn mặt của Tôn Văn Thành càng sưng càng lớn. Trong lúc nói chuyện với Kim Lũ Y, một nửa khuôn mặt bên phải mới vừa bị đánh đã sưng như là đầu heo, khiến người ta buồn cười. Ân Phó Quan, cô đừng chê cười tôi. Tôn Văn Thành không muốn tiếp tục xấu mặt trước mặt Kim Lũ Y, lại thêm khuôn mặt sưng lên có chút không chịu nổi, căn phải đi trị thương ngay. Vậy nên, Tôn Văn Thành tìm bừa một lý do đi về anh ta chạy như bay ra ngoài rồi chạy thẳng về phía bệnh viện ở gần đây. Không biết hôm nay Tôn Thiếu gặp kẻ cứng đầu nào mà bị đánh thành như vậy. Ân Hồng Trang nhìn bóng dáng xa dần của Tôn Văn Thành, lên tiếng cảm thán liên tục. Có điều người đánh cũng lớn gan lắm. Ngay cả cháu trai của viện trưởng viện kiểm sát cũng dám đánh mạnh tay như thế, khâm phục thật đấy. Kim Lũ Y nhớ lại dáng vẻ đầu heo lúc nãy của Tôn Văn Thành, cười khẽ nói, bình thường anh ta ỷ vào thân phận võ trạng nguyên và danh tiếng của ông nội đi làm trời làm đất ở bên ngoài, coi thường hết tất cả mọi người, hôm nay cứ để anh ta ăn một chút đau khổ cũng tốt. Người khác kính anh ta, sợ anh ta, nhường anh ta, không phải vì anh ta lợi hại thế nào, mà là vì nể mặt ông nội anh ta. Theo tôi thì chức quan võ trạng nguyên của anh ta chỉ có tiếng chứ không có miếng, một mình tôi có thể đánh 10 anh ta. Nhắc đến Tôn Văn Thành, Ân Hồng Trang chia sẻ, tin đồn mình nghe được, tôi nghe nói Tôn Thiếu thường xuyên nhắc tên đại nhân, nói đại nhân là vợ chưa cưới của anh ta. Hừ, tự mình đa tình, tôi là tôi chướng mắt loại người như anh ta. Kim Lũ Y tất nhiên là coi thường loại ăn hại không tự biết mình như Tôn Văn Thành. Cũng đúng, Ân Hồng Trang cười phụ họa, với năng lực của đại nhân. Chỉ có loại chiến thần tương lai giống như Diệp Côn Lôn mới có thể xứng đôi với đại nhân. Nghe vậy, Kim Lũ Y mỉm cười. Có điều, nhớ đến Diệp Côn Lôn, lại không nhịn được nhớ tới lần gặp gỡ tình cờ ở Bạch Vân Quan mấy ngày hôm trước. Không biết anh ta có trở lại Yến Kinh hay chưa? Nhớ đến ngày ấy mình giúp anh ta một việc nhỏ là đưa anh ta ra khỏi Bạch Vân Quan, anh đã hứa là sẽ lại ân tình cho mình. Vừa lúc dạo này mà có một vụ việc khó giải quyết. Cần cao thủ như Diệp Côn Lôn giúp đỡ. Đi Vân Thượng Phong Hoa xem thử đi. Kim Lũ Y quyết định tự mình đi nhà của Diệp Côn Lôn một chuyến, để xem anh ta có trở về hay chưa. Bên kia, tiệc ăn mừng trong khách sạn vẫn được tiếp tục. Có điều, bởi vì có một khoảng thời gian không mấy vui vẻ mới vừa rồi, bầu không khí có vẻ nặng nề hơn một chút. Diệp Tiên Sinh, tôi có việc đột xuất, tôi đi về trước đây. Diệp Tiên Sinh, sắp đến giờ tôi bay về rồi. Hôm nào gặp lại nhé. Diệp Tiên Sinh, tôi còn phải ra nước ngoài ký hợp đồng, xin lỗi không ở tiếp được nữa. Đám đại lão đến từ các nơi vừa ngồi xuống không được bao lâu là sôi nổi đứng dậy, tìm lý do nhanh chóng đi về, dường như là sợ người của viện kiểm sát tới đây, bọn họ bị liên lụy không thể thoát thân được, vậy là không xong thật rồi. Rốt cuộc thì vừa rồi người mà Diệp Lâm đắc tội và ra tay tát chính cháu trai của viện trưởng viện kiểm sát, sao đám đại lão này có thể không sợ được. Chỉ một lát sau, trong đại sảnh to rộng chỉ còn lại đám người Hoa Quốc đống. Đúng như người ta nói lúc huy hoàng thấy nhân tính lúc thung lũng thấy nhân tâm. Đám khốn kiếp kia, Hoàng Tam gia nổi giận, chạy nhanh hơn cả tôi nữa. Thật ra thì Hoàng Tam gia cũng rất muốn chạy, nhưng mà ông ta không thể chạy được, bởi vì mạng nhỏ của mình còn đang ở trong tay Diệp Lâm. Nỗi khổ trong lòng ông ta cũng chỉ có ông ta biết. Vậy nên khi nhìn thấy người khác có thể nhân cơ hội thoát thân. Ông ta hâm mộ ghen tị biết bao nhiêu. Ai ra, đám người Hoa Quốc đống bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ cảm thấy hành động lúc nấy của Diệp Lâm thật sự là rất lỗ măng. Có điều, vì Diệp Lâm là sư phụ và cấp trên của bọn họ,
bọn họ không dám nói thẳng mặt. Huống chỉ, chuyện đã xảy ra rồi, dù có nói gì thì cũng vô dụng thôi. Đừng thở ngắn than dài nữa. Lúc này, Diệp Lâm trấn an mọi người, đám người kia vốn dĩ không phải khách mời, là bọn họ tự mình tới đây, đi hay ở đều không sao cả. Không bao lâu nữa là bọn họ sẽ phải cầu xin quay lại. Diệp Lâm tin rằng chỉ cần sự nghiệp dược phẩm ở Phụng Thiên có khởi sắc thì tất nhiên là sẽ không thiếu người hợp tác. Sư phụ, chúng tôi không lo đám người kia. Bàng Văn Hiên lo lắng, chúng tôi lo Tôn Thiếu kia. Cậu ta chính là cháu trai của viện trưởng viện kiểm sát đấy. Anh đánh cậu ta, viện kiểm sát sẽ không chịu để yên đâu. Cho dù có Khổng đại nhân bộ tài chính chống lưng cho anh, thì chắc là cũng khó giải quyết xong được. Ở trong mắt mọi người, Diệp Lâm dám có lòng tin và can đảm ra tay với Tôn Thiếu, là vì sau lưng có Khổng đại nhân bộ tài chính chống lưng. Có điều viện trưởng viện kiểm sát và bộ trưởng bộ tài chính không ai phục ai, là đối thủ một mất một còn của nhau. Một khi viện kiểm sát nghiêm túc lên thì ngay cả bộ tài chính cũng không giữ được Diệp Lâm. Đúng vậy, hơn nữa, Tôn Thiếu còn có cậu là chiến thần Kinh Châu. Mọi người đều biết Diệp Lâm rất giỏi đánh nhau. Nhưng nếu đối thủ của Diệp Lâm là cao thủ hàng đầu cấp bậc chiến thần, dù là thân phận địa vị hay là thực lực thì cũng đều hơn Diệp Lâm một bậc. Ha ha, không ngờ Diệp Lâm lại khinh thường cười to. Chiến thần cũng được, viện trưởng cũng được, Diệp Lâm không hề sợ bọn họ. Chờ tháng sau mình đi Ung Châu, trở thành chiến thần Ung Châu, mình liền có thể kề vai sát vai với viện trưởng viện kiểm sát và bộ trưởng bộ tài chính, bằng nhau về cấp bậc, có thể nhìn thẳng vào đối phương. Đến lúc ấy, dù Tôn Thiếu có làm ầm ĩ tận trời thì cũng chẳng thể làm gì được mình. Phải rồi, gia chủ. Lúc này, người nhà họ Trương báo cáo với Diệp Lâm vẽ việc gia chủ cũ Trương Văn Viễn chuyển một số tiền khổng lồ ra nước ngoài. Ông ta thông qua hợp tác với Thanh Môn để rửa tiền. Tất cả số tiền mà ông ta chuyến đi được gửi trong một quỹ, quỹ kia là quỹ do Thanh Môn dẫn đầu thành lập. Khi Trương Văn Viễn chết, số tiền khổng lồ ấy đã bị Thanh Môn chiếm đoạt. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu Thanh Môn gửi trả số tiền kia, nhưng đều bị từ chối. Thanh Môn? Lại là Thanh Môn nước ngoài. Nghe vậy, Diệp Lâm liền nhíu mày. Lần trước mình thả ông cụ Thanh Môn kia, bảo ông ta truyền lời cho Thanh Môn là muốn giải tán hay là muốn quy phục. Nhưng mà đến tận bây giờ Thanh Môn còn chưa cho mình câu trả lời. Vậy là bọn họ định tự tìm đường chết rồi. Bây giờ còn dám chiếm đoạt, không chịu trả lại tiền của mình nữa. Diệp Lâm lập tức quyết định chờ tháng sau mình. Trở thành chiến thần Ung Châu rồi, mình sẽ đi tìm Thanh Môn tính sổ. Các người không cần lo chuyện này nữa Diệp. Lâm nói, còn lại cứ giao cho tôi là được. Người nhà họ Trương nghe vậy đều hiểu lầm ý của Diệp Lâm là muốn bọn họ bỏ qua chuyện này. Rốt cuộc thì đối phương chính là Thanh Môn nước ngoài, thế lực trải rộng toàn thế giới. Nhìn lại Diệp Lâm, chỉ có một cái Long Môn ở Đại Hạ thôi mà Diệp Lâm còn chưa hoàn toàn thống nhất. Lại thêm đắc tội với cả nhà họ Tôn, có thể nói là loạn rong giặc ngoài, làm gì còn dư sức chống đối hoặc là đòi tiền Thanh Môn chứ. Vậy là rất khó để đòi lại số tiền kia. Bữa tiệc ăn mừng nhanh chóng kết thúc trong bầu không khí nặng nề yên tĩnh. Sau bữa tiệc, Diệp Lâm dặn dò nhà họ Trương và đám người Hoàng Long nhất định phải làm tốt sản nghiệp dược phẩm mà anh giao cho bọn họ, đợi tháng sau khi có thể chính thức rót vốn vào, anh sẽ đi Phụng Thiên gặp bọn họ. Long Vương đại nhân cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ bảo đảm về chất lượng và số lượng, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Long vỗ ngực đảm bảo. Nhà họ Trương cũng báo là đang thu mua dây, chuyển sản xuất dược phẩm trung y khác để chuẩn bị cho việc tăng lên sản xuất trong tương lai. Mọi người giải tán. Hoa Quốc Đống tự mình lái xe đưa Diệp Lâm về nhà, tiện đường đưa luôn cả Susan. Vừa lúc mẹ của Susan cũng tan làm về nhà. Nhìn thấy con gái bước xuống từ siêu xe, bà ta phấn khích đi lên chào hỏi. Diệp Tổng, làm phiền cậu lại tự mình đưa San San nhà tôi về nhà, ngại quá đi mất. Ây da, Hoa Nha nội đây hả, cậu có muốn vào nhà chúng tôi chơi một lát không? Nghe San San nhà chúng tôi nói hôm nay là ngày quý công ty thành lập thương hội mới, tất cả đều thuận lợi hả? Bà Tô Hám Dầu thấy hai người ngồi trên xe đều có thân có phận, thầm nghĩ nếu con gái mình gả cho bất cứ ai trong hai người họ thì đều không cần phải lo lắng cuộc sống nửa đời sau. Vậy nên bà ta nhiệt tình ghé vào cửa xe nói đông nói tây để bồi đắp tình cảm. Thấy vậy, Susan cũng chẳng biết làm gì với mẹ mình nữa. Lần trước gặp Diệp Lâm, bà lạnh nhạt hờ hững. Bây giờ gặp lại, bà lại nhiệt tình hỏi han.
Su Dần thầm nghĩ nếu mẹ mình biết hôm nay Diệp Lâm đánh tiểu thiếu gia nhà họ Tôn thì chắc là sẽ thay đổi sắc mặt nữa. Mẹ, mau về nhà thôi. Ây da, con kéo mẹ làm gì, mẹ còn chưa nói xong với Diệp Tổng và Hoa Nha nội mà. Bà Tô cố mà nói thêm vài câu nữa mới lưu luyến phất tay chào tạm biệt. San San, con có được tăng lương không vậy? Trên đường về nhà, bà Tô tràn đầy hứng thú hỏi. Mẹ nghe nói rồi, thương hội mới mà các con vừa thành lập sẽ thay thế địa vị của thương hội cũ, nổi tiếng Lâm luôn rồi. Hơn nữa, nghe nói hôm nay bộ trưởng Khổng, Khổng đại nhân cũng tới ủng hộ các con nữa hả? Ây da, cậu bạn cấp 3 của con không đơn giản chút nào, bởi vậy người ta mới nói người từng ở tù đều là nhân tài. Bà Tô lái nhái liên tục, khâm phục sát đất cậu bạn cấp 3 từng ngồi tù của con gái, thậm chí không hề phản đối hai người qua lại với nhau, còn ủng hộ con gái theo đuổi đối phương nữa. Có điều, sau khi về đến nhà, một câu nói của ông Tô giống như một thau nước lạnh tạt nguội sự nhiệt tình của bà Tô. San San, có phải hôm nay cậu bạn kia của con đánh Tôn thiếu hay không? Vừa thấy Su Dần, ông Tô liền căng thẳng hỏi để xác nhận xem tin tức là thật hay giả. Nghe vậy, Su Dần vốn dĩ không giỏi nói dõi có chút hoảng hốt, cuối cùng chỉ có thể yên lặng gật đầu dưới sự ép hỏi của cha mình. Cô không định nói tin tức xấu này cho cha mẹ nghe, để tránh bọn họ suy nghĩ lung tung. Không ngờ cha mình làm việc trong cơ quan chính phủ lại biết tin nhanh hơn mẹ mình nhiều. Thôi xong rồi, lần này phiền phức lớn rồi. Sau khi xác nhận tin tức, ông Tô liền thay đổi sắc mặt giục con gái, ngày mai con hãy nộp đơn từ chức đi, đừng đi làm ở công ty đó nữa. Bà Tô ở bên cạnh nghe vậy thì không hiểu ra sao. Thôi xong rồi là sao? Đánh ai hả? Bồi thường một ít tiền là xong rồi. Dù sao thì người ta cũng mở, công ty, tiền bạc nhiều lắm. Hơn nữa, công ty người ta mới vừa thành lập, thương hội mới, đang trong đà phát triển, sao ông có thể bảo con gái từ chức, ông uống lộn thuốc hả? Ông ta vội vàng la lên, bà biết cái gì chứ? Bà biết cậu bạn của con gái đánh ai không hả? Nói cái gì bồi thường một ít tiền, táng ra bại sản cũng không đủ bồi thường nữa là, xui xẻo một cái là cửa nát nhà tan. Thấy chồng mình nói chuyện với giọng điệu nghiêm túc, bà Tô giật nảy mình, vội vàng hỏi, Tôn thiếu mà ông nói là ai vậy? Cậu ta chính là cháu trai của viện trưởng viện kiểm sát Tôn đại nhân. Ông Tô sợ hãi nói, hơn nữa, cậu của người ta còn lại chiến thần Kinh Châu nữa. Cái gì? Nghe vậy, bà Tô sợ tới mức thay đổi sắc mặt, viện kiểm sát. Cháu trai của Tôn đại nhân. Chuyện lớn thế này, sao tôi chưa nghe ai nói? Ông Tô hừ lạnh nói, chính là vì chuyện ầm ĩ rất lớn nên mới không có người ngoài biết. Bà làm việc ngoài đường, sao có thể biết được? Tôi ở trong nha môn nghe người ta nói, có chút không dám tin là sự thật nên mới đi hỏi con gái. Nói đến đây, ông Tô thở dài một hơi, nói, ai ngờ là sự thật cơ chứ. Cậu bạn kia của con ghê gớm thật đấy. Ngay cả Tôn thiếu cũng dám đánh. Bà Tô cuối cùng cũng hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng nắm chặt tay con gái, dục, con còn thất thần làm gì. Mau chạy về phòng viết thư từ chức đi. Ây da, chuyện lớn thế này, sao con không nói sớm? Nếu con nói sớm thì lúc nấy mẹ đã bảo con từ chức ngay mặt thằng nhãi kia rồi. Bà Tô vừa giục con gái đi viết thư từ chức vừa mắng Diệp Lâm, đúng là chó không đổi tính ăn phân. Ấn tượng tốt đẹp với Diệp Lâm lúc nãy hoàn toàn tan biến. Mẹ biết ngay mà, kẻ ra tù sao có thể là người tốt được. Chỉ biết đi gây chuyện khắp nơi thôi. Lần trước đánh Tạ Thiếu, lần này đánh luôn cả cháu trai Tôn đại nhân, mẹ thấy là cậu ta chán sống rồi. San San, con mau vạch rõ giới hạn với thằng nhãi kia đi, đừng để nó liên lụy đến con và liên lụy đến cả nhà chúng ta. Bên kia, Hoa Quốc Đống lái xe đưa Diệp Lâm tới chân núi Phượng Hoa. Anh ta dùng mình một cái, nói, sao cứ cảm thấy bên này đột nhiên trở nên âm trầm lạnh lẽo vậy. Diệp Lâm xuyên qua cửa sổ xe, nhìn về phía giữa sườn núi, phát hiện chim La Sát xuất hiện, dường như đang đối đầu với ai đó. Xem ra khu vực này lại không yên ổn nữa rồi. Cậu mau về đi. Diệp Lâm xuống xe, Đu Quốc Đống đi về. Sau đó, anh một mình đi lên núi. Lúc này, bên ngoài Phong Hoa Sơn Trang, có ba người đen nhánh giống như là bị xương đen quấn quanh người, đứng ở một chỗ cách biệt thự không xa, ngửa đầu lên nhìn bầu trời. Trên bầu trời có một con chim La Sát khổng lồ đang giang hai cánh ra cản ở phía trước ba người, phát ra từng đợt tiếng cười kỳ lạ. Trùng hợp là Kim Lũ Y và Phó Thủ Ân Hồng Trang cũng đang ở gần đây. Bọn họ vốn định tới Vân Thượng Phong Hoa tìm Diệp Côn Lôn,
Kết quả là thấy được một màn không thể tưởng tượng nổi trước mặt. Đại nhân, bọn họ là ai vậy? Ân Hồng Trang cảm thấy nguy hiểm, không nhịn được đặt tay lên súng bên hông. Là người của Diêm Vương Điện, Kim Lũ Y cũng thay đổi sắc mặt, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ bọn họ hành động trước thời gian? Kim Lũ Y ngạc nhiên là vì đội cận vệ Yến Kinh bọn họ mới nhận được một nhiệm vụ bí mật, đó là bảo vệ một nhà khoa học sắp về nước. Theo tin tình báo, có người ra giá trên trời mời người của Diêm Vương Điện giết chết nhà khoa học mới về nước kia. Vậy nên Kim Lũ Y mới muốn đi thăm hỏi Diệp Côn Lôn, hy vọng anh ta có thể ra tay giúp đỡ mình bảo vệ nhà khoa học quan trọng kia. Có điều, cô tuyệt đối không ngờ rằng đối tượng bị bảo vệ còn chưa tới thì người của Diêm Vương Điện đã tới trước rồi. Kim Lũ Y không hiểu ra sao, thầm nghĩ, chẳng lẽ mục tiêu của bọn họ là mình? Giết mình trước rồi mới giết nhà khoa học về nước kia. Đại nhân, con chim kỳ lạ trên không trung kia, là chim gì vậy? Hình như nó có mặt người. Ân Hồng Trang ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi. Kim Lũ Y lắc đầu, cô không hiểu cho lắm. Chỗ ở của cha nuôi có chút quỷ dị. Kim Lũ Y chợt nhớ đến lần trước còn thấy rắn qua lại trên núi, bây giờ lại lòi ra thêm một con chim kỳ lạ nữa. Đúng lúc này, con chim kỳ lạ trên không trung đột nhiên mở miệng nói tiếng người, chủ nhân nhà tao về rồi. Tao không chơi với bọn mày nữa. Ha ha ha. Một đợt tiếng cười kỳ lạ lại vang lên. Ngay sau đó, con chim kỳ lạ kia đột nhiên biến mất. Chủ nhân. Kim Lũ Y ngẩn người. Sau đó, cô nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân sột soạt. Lại có người đến hả? Kim Lũ Y vừa quay đầu lại liền ngạc nhiên phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang đi về phía bên này. Sao anh, lại tới đây? Kim Lũ Y giật mình. Diệp Lâm, Ân Hồng Trang cũng rất ngạc nhiên, không ngờ lại gặp được Diệp Lâm ngay đây. Phải biết rằng cô ta từng gọi điện thoại cho Diệp Lâm nhiều lần nào anh cũng từ chối không nghe. Không ngờ ngay giây phút mấu chốt này anh lại đột nhiên xuất hiện. Anh mau ra khỏi đây đi, Kim Lũ Y cảnh cáo, ở đây rất nguy hiểm. Đi mau. Tuy rằng Kim Lũ Y hận kẻ thù giết mẹ tận xương tủy, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, cô không muốn người không liên quan bị cuốn vào rồi bị thương. Rốt cuộc thì sát thủ Diêm Vương Điện nổi tiếng đang ở đây, lại còn có tới ba người, một khi ra tay thì chắc là cả khu vực quanh đây sẽ không còn một người sống. Kim Lũ Y không muốn Diệp Lâm chết một cách không rõ ràng tại đây. Anh ta dù có chết thì cũng phải chết trong tay mình. Có điều, Diệp Lâm dường như không nghe thấy lời. Nói của Kim Lũ Y, vẫn cứ từng bước đi tới. Bọn họ, tới đây vì tôi, Diệp Lâm bình tĩnh nói. Lúc này, Diệp Lâm cũng đã thấy ba bóng đen kia từ từ quay người lại, cùng nhau nhìn về phía mình. Diêm Vương Điện, tới đúng lúc làm, tôi đang lo không tìm thấy các người đây này. Cái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe xong lời nói của Diệp Lâm, Kim Lũ Y tức. Giận đến mức bật cười. Tuy rằng anh tội ác tày trời, nhưng mà cái mạng nhỏ của anh còn chưa xứng để sát thủ cấp bậc thế giới như Diêm Vương Điện đến lấy đi đâu. Đừng có tự mình đa tình. Bọn họ ngay cả chiến thần cũng dám ám sát, sao có thể ra tay với người thường như anh? Lại còn đi một lần ba người nữa chứ? Sự phân phối theo quy cách cao thế này, chắc là chỉ có mục tiêu cấp bậc chiến thần mới xứng có. Không sao cả, Diệp Lâm không hề sợ hãi đi lên phía trước, có bao nhiêu người cũng không sao cả. Dù sao tôi Sĩ Chin sẽ giải quyết hết. Anh ra tay hả? Nghe lời nói của Diệp Lâm, Kim Lũ Y lại tức giận bật cười lần nữa. Không biết hôm nay anh ta có uống lộn thuốc hay không mà chạy tới nơi này nói ẩu nói tả. Tôi đã nói rồi, bọn họ là người của Diêm Vương Điện. Ai ra, thôi bỏ đi, nói cho anh nghe có lợi ích gì đâu, anh nghe có hiểu đâu mà nói. Rốt cuộc thì đối với đa số người thường mà nói. Chắc là cả đời cũng không thấy được phần tử nguy hiểm như là sát thủ này nọ, huống chỉ là loại tổ chức. Sát thủ đứng đầu thế giới như là Diêm Vương Điện, thật sự là một sự tồn tại khó lường đối với người thường. Kim Lũ Y lười phải nói nhiều với Diệp Lâm, dù vậy, cô cũng không thể trơ mắt ra nhìn anh ta đi tìm chết. Hồng Trang, dẫn anh ta ra khỏi đây đi. Vâng, Phó Thủ Ân Hồng Trang đồng ý, vừa định đi lên ngăn cản Diệp Lâm thì bước chân cứng lại, hai chân như bị rót chì. Khó có thể nhúc nhích. Ngay sau đó, một luồng lực lượng không thể tưởng tượng nổi tuôn trào bên chân, toàn bộ thế giới dường như đã xảy ra một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Kim Lũ Y cũng đã nhận ra sự khác thường, tinh thần trở nên căng chặt. Lúc cô suy nghĩ muốn nói gì hoặc là làm gì thì đã không thể nữa rồi. Ngay giây phút này, Kim Lũ Y và Ân Hồng Trang
giống như hai pho tượng bị nhốt tại chỗ, không có phản ứng, không có tiếng động. Ha 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 ha. Lúc này, ba bóng đen đối diện lần lượt phát ra tiếng cười tàn nhẫn. Không ngờ chuyến đi này còn gặp được người của đội cận vệ Yến Kinh. Cô ta chính là chỉ huy sư Kim Lũ Y đội cận vệ, Yến Kinh nổi tiếng đấy hả? Nhân tiện bắt cô ta bán ra nước ngoài, chắc là có. Thể bán được giá cao. Đương nhiên rồi, dù sao thì cô ta cũng là nữ võ thần của đại hạ, đám nước ngoài cầm thú kia chắc chắn rất muốn chinh phục cô ta. Đối với bọn họ mà nói, có người tồn tại mới đáng giá, cũng có người chết đi mới đáng giá. Ví dụ như, tầm mắt của cả ba người đều dừng trên người Diệp Lâm. Giây tiếp theo, vẻ đắc ý trên mặt ba người họ lập tức khựng lại. Dưới sự áp chế của lưỡng lực lượng quỷ dị kia, Diệp Lâm không hề bị ảnh hưởng, vẫn cứ thong dong đi về phía bọn họ. Sao có thể chứ? Ba người bọn họ tuy rằng đến từ Diêm Vương Điện, nhưng mà lúc này bọn họ như là thật sự gặp quỷ, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên sợ hãi. Lĩnh vực sát thần, quả nhiên là đúng như lời đồn. Diệp Lâm cảm thán. Lúc ở trong tù, anh từng nghe cửu sư phụ nhắc tới lĩnh vực sát thần, hôm nay gặp được thì thấy đúng là lợi hại. Lĩnh vực sát thần là một loại năng lượng đặc thù. Khi đứng trong phạm vi ảnh hưởng của năng lượng, thời gian của mọi sinh mệnh đều dừng lại. Nói đúng hơn là bị thả chậm gấp trăm lần. Như vậy thì bất cứ mục tiêu nào, cho dù là chiến thần thì cũng sẽ như thịt cá trên thớt, mặc kệ người ta sâu xé. Đương nhiên, lĩnh vực sát thần không phải muốn dùng là dùng. Năng lượng có nguồn gốc từ một loại hoa đặc thù tên là hoa bỉ ngạn. Nghe nói hoa bỉ ngạn là một loại hoa u minh, có thể thả chậm thời gian, khiến người ta như rơi xuống ổ ma quỷ địa ngục. Chỉ có tổ chức sát thủ thế giới mới có được cách trồng hoa u minh. Lại nói hoa bỉ ngạn rất khó trồng, chỉ có khi ám sát mục tiêu khó giải quyết mới có thể dùng một cánh hoa bỉ ngạn để bày lĩnh vực sát thần. Nếu không có cây dao găm mà cửu sư phụ cho, thì hiện giờ Diệp Lâm chắc cũng sẽ giống như bọn Kim Lũ Y, trở thành pho tượng, đứng yên tại chỗ, để mặc cho người ta chém giết. Mày biết lĩnh vực sát thần hả? Ba người đến từ Diêm Vương Điện nghe vậy thì giật nảy mình. Mày rốt cuộc là ai hả? Sao mày có thể biết được lĩnh vực sát thần, còn không bị ảnh hưởng nữa vậy? Đầu tiên, trên toàn thế giới này, ngoài đám sát thủ đứng đầu Diêm Vương Điện ra thì không có bao nhiêu người biết được bí mật về lĩnh vực sát thần. Bởi vì những ai từng trải qua lĩnh vực sát thần đều đã đi gặp Diêm Vương hết rồi. Tiếp theo, trên toàn thế giới này, chỉ có vài người đếm được trên đầu ngón tay là có thể không bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực sát thần. Cho dù là cao thủ cấp bậc chiến thần của đại hạ thì cũng khó trách được sự trói buộc của lĩnh vực. Vậy mà người thanh niên trước mắt, mới hơn 20 tuổi, lại có thể nói cười đi dạo bên trong lĩnh vực sát thần. Ba người Diêm Vương Điện đều cực kỳ chấn động. Chẳng lẽ thằng nhãi này có mối quan hệ gì đó với Diêm Vương Điện? Không thể nào, ba người lập tức phủ định suy đoán lớn mật này. Thứ nhất là vì chưa từng gặp anh ta, thứ hai là vì anh ta chính là mục tiêu bị treo thưởng. Nếu là người có liên quan đến Diêm Vương Điện thì nhiệm vụ ám sát sẽ không được gửi xuống. Diêm Vương Điện lúc nào cũng tiến hành điều tra kỹ càng mục tiêu của mình. Tự báo tên đi, Diệp Lâm tò mò hỏi, danh hiệu của các anh là gì vậy? Lúc ở trong tù, Diệp Lâm từng nghe cửu sư phụ nói là trong tổ chức sát thủ thế giới, mỗi một người sát thủ đều có một danh hiệu có liên quan đến địa ngục. Ví dụ như Diêm Vương Điện ở phương Đông sẽ có danh hiệu là Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa này nọ. Còn sát thủ phương Tây thì sẽ có danh hiệu là Sa Tăng, Lucifer này kia. Nghe thấy Diệp Lâm hỏi danh hiệu của bọn họ lại giật mình, xem ra mày biết cũng không ít đấy chứ. Có điều, vì làm Diệp Lâm có thể chết rõ rằng, ba người vẫn lần lượt báo danh hiệu của mình. Mặt ngựa, Hắc Vô Thường, Thập Điện, Diêm La Vương. Nghe vậy, Diệp Lâm cười nói, xem ra Diễm Vương Điện khá là coi trọng tôi, vì lấy mạng của tôi mà phái ra sát thủ cấp bậc không thấp. Thập Điện Diêm Vương đã là sát thủ hàng đầu trong Diêm Vương Điện. Vốn dĩ chỉ có hai người là tao và mặt ngựa. Người đàn ông danh hiệu Diêm La Vương trầm giọng nói, Hắc Vô Thường có mục tiêu khác, vừa khéo là ở vùng Yến Kinh nên cùng tới luôn. Bọn họ cho rằng có ba gã sát thủ là dư sức đối phó Diệp Lâm rồi. Bây giờ xem ra là có chút không đủ. Bởi vì đối phương có thể miễn dịch với lĩnh vực, sát thần mà bọn họ tự hào nhất. Chuyện có chút khó giải quyết rồi đây. Tôi có một thắc mắc. Lúc này, người đàn ông danh hiệu Hắc Vô Thường mở miệng hỏi, mày cũng biết lĩnh vực sát thần lợi hại thế nào cơ mà. Vậy sao mày lại không bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực sát thần?
chẳng lẽ bên ngoài đã phá giải được lĩnh vực sát thần của bọn họ rồi hả? Nếu thật sự là như vậy thì mức độ khó khăn trong các nhiệm vụ sau này của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều. Ha ha! Đối mặt với vấn đề này, Diệp Lâm cười lạnh lùng. Tôi cũng sẽ cho các người được chết rõ ràng. Dứt lời, Diệp Lâm lấy cây dao găm mà cửu sư phụ cho mình ra. Long nhận. Ba người lại lộ ra vẻ mặt chấn động giống như là gặp quỷ. Ba người cảm thấy chấn động đồng thời hiểu ra vấn đề. Thảo nào thằng nhãi kia không bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực sát thần, hóa ra là có mang theo long nhận. Nghe nói long nhận được rèn giữa nhiều lần từ long cốt và ma chơi u minh. Vậy nên long nhận không bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực sát thần được phóng ra từ hoa bỉ ngạc ở địa ngục. Toàn thế giới chỉ có 9 thanh long nhận, và chỉ có sát thủ hàng đầu mới có tư cách có được long nhận. Diêm Vương Điện tại Đại Hạ chỉ có được 2 thanh long nhận, cho dù là sát thủ cấp bậc tầm cỡ thập điện Diêm Vương cũng chưa có tư cách có được long nhận. Bởi vì bên trên vẫn còn có 2 vị khủng bố hơn nữa. Mày rốt cuộc là ai hả? Sát thú danh hiệu mặt ngựa lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, từng bước lùi ra sau. Bởi vì mục tiêu lần này đã hoàn toàn vượt qua dự đoán của bọn họ. Đừng nói là ba người bọn họ, cho dù là thập điện Diêm Vương đến đây đầy đủ hết thì cũng chưa chắc có thể thẳng được Diệp Lâm. Không, không thể nào, Diêm La Vương cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Anh ta từng có may mắn gặp vài lần 2 vị phía trên của Diêm Vương Điện, thật sự là có quăng 8 xào cũng chẳng liên quan gì đến thằng nhãi trước mắt. Nói là ăn trộm long nhận thì càng không thể nào. Rốt cuộc thì mày lấy ở đâu ra thanh long nhận này vậy? Hắc Phô Thường cực kỳ hoảng hốt. Chẳng lẽ Diệp Lâm là sát thủ nước ngoài? Nhìn chung mà nói, các mục tiêu ở Đại Hạ đều do Diêm Vương Điện ra tay giải quyết, nước ngoài rất ít xen vào, giữa hai bên cũng rất ít hợp tác. Cửu sư phụ của tôi là một trong 2 nhị vương của Diêm Vương Điện. Diệp Lâm nói thẳng, quả nhiên. Nghe vậy, ba người vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ. Quả nhiên là có liên quan đến 2 của Diêm Vương Điện. Hóa ra cậu là truyền nhân của bọn họ hả? Nói rõ xem là ai? Diệp Lâm gắn từng chữ một, Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử. Nghe cái danh hiệu này từ trong miệng Diệp Lâm, cả ba người đều cảm thấy da đầu tê dại. Phía trên thập điện Diêm Vương là 2 danh hiệu cực kỳ khủng bố. Đó là, Âm Thiên Tử, Địa Tạng Vương. 2 người họ không chỉ là sự tồn tại tôn quý nhất Diêm Vương Điện, mà còn là sự tồn tại có 102 trong cả giới sát thủ. Âm Thiên Tử. Cậu là truyền nhân của Âm Thiên Tử hả? Tôi nhớ rõ. Thanh long nhận của Âm Thiên Tử tên là Thao Thiết. Nghe nói thanh long nhận kia được luyện chế từ long cốt Thao Thiết nên gọi là Thao Thiết. Ba người vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ nhiệm vụ lần này trông có vẻ đơn giản, kết quả lại là gặp được truyền nhân của Âm Thiên Tử. Xem ra là phải lật xe rồi. Bịch. Ngay sau đó, sát thủ danh hiệu Hắc Phô Thường bị dọa sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, liên tục lùi ra sau xin tha mạng. Đừng giết tôi. Nhiệm vụ lần này không liên quan gì đến tôi. Hắc Phô Thường hối hận muốn chết rồi, rảnh thì rảnh đi, đòi đi theo xem trò hay làm gì chứ. Mục tiêu của anh ta là một người khác, đó là một nhà khoa học sắp về nước. Anh ta vừa lúc thấy Diêm La Vương và Mặt Ngựa cũng nhận nhiệm vụ bên này nên mới cùng đi theo. Nếu biết trước chuyến đi này sẽ gặp truyền nhân của Âm Thiên Tử thì Hắc Phô Thường thà rằng hủy bỏ mọi nhiệm vụ, cũng sẽ không lẳng vàng ở Yến Kinh. Không đúng. Sau cơn chấn động, Diêm La Vương lại nảy sinh lòng nghi ngờ. Anh ta chưa từng nghe chuyện Âm Thiên Tử có truyền nhân gì đó. Chuyện này rất lớn, nếu là thật sự thì chắc đã truyền ồn ào trong giới sát thủ rồi. Sao mà phía Diêm Vương Điện không nghe ra một chút tin tức nào được? Lại nói, đã lâu lầm rồi anh ta chưa nghe thấy tin tức về Âm Thiên Tử. Đương nhiên, đám sát thủ đứng đầu bình thường đều mai danh ẩn tích, ít có người biết. Hoặc là trà trộn trong đám người thường. Hoặc là sống ẩn giật trong rừng núi, không hề qua lại với nhau. Bình thường trông có vẻ tầm thường, không chút nổi trội, nhưng mà một khi nhận được nhiệm vụ rồi, bọn họ sẽ như sát thân bám vào người, không nương tay một chút nào. Tóm lại có cực kỳ ít người có thể thấy được khuôn mặt thật của bọn họ, bởi vì phần lớn thấy được đều đã chết. Cậu nói dối. Tôi chưa từng nghe nói Âm Thiên Tử thu truyền nhân gì cả. Cậu bớt lấy mấy chuyện đó ra dọa tôi. Người đàn ông danh hiệu Diêm La Vương mở to mắt chừng Diệp Lâm một cái. Có điều, dù chuyện truyền nhân là giả, nhưng mà long nhận ở trong tay Diệp Lâm lại là thật, nếu không thì cũng sẽ không tránh được sự ảnh hưởng của lĩnh vực sát thần. Rốt cuộc cậu là ai hả? Diêm La Vương chừng Diệp Lâm,
lớn tiếng chất vấn. Nghe vậy, Diệp Lâm mỉm cười, nên nói và không nên nói, mình đều nói hết rồi. Dù đối phương có tin hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến mình. Tôi là tử thần lấy mạng các anh. Diệp Lâm vung dao găm lên, hôm nay sẽ dùng máu của ba người bọn họ tẩm bổ dao găm. Thấy Diệp Lâm định ra tay, Diêm La Vương liền trở nên bình tĩnh lại. Mọi người đừng sợ. Thằng nhãi kia chỉ đang làm ra vẻ thôi. Tôi chưa từng nghe nói Âm Thiên Tử có truyền nhân, chắc chắn là cậu ta cố ý nói dối để dọa sợ chúng tại. Dứt lời, Diêm La Vương cũng rút vũ khí của mình ra. Là viên Nguyệt Loan đao. Dù cậu ta có là truyền nhân thì sao chứ? Sát thủ hàng đầu không phải cứ là truyền nhân là được, mà phải trải qua thực chiến và kinh nghiệm. Mà tôi, chính là Diêm La Vương, một trong thập điên Diêm Vương. Ánh mắt của người đàn ông mang mật danh Diêm La Vương dần dần chuyển từ hoảng sợ, bình tĩnh sang khinh miệt. Ông ta nhìn Diệp Lâm, chẳng qua chỉ mới 20 tuổi, cho dù thật sự là truyền nhân của Âm Thiên Tử, thì cũng có thể học được bao nhiêu phần trăm thực lực của Âm Thiên Tử chứ. Còn ông ta là một sát thủ hàng đầu đã trải qua hàng trăm trận chiến, từng bước giết được thập điện Diễm Vương trong Diêm Vương Điện. Sức mạnh và địa vị của ông ta sao có thể bị một tiểu tử non nớt lật đổ? Cho dù anh có Cam Long đao trong tay, không bị ảnh hưởng bởi lãnh vực sát thần thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Huống hồ, bên cạnh ông ta còn có hai sát thủ khác mật danh Mã Diện và Hắc Vô Thường. Đúng vậy, Mã Diện cũng đột nhiên bị lời nói của Diêm La Vương đánh thức. Ba người chúng ta liên thủ, còn không thể đối phó với tên tiểu tử này sao? Vừa rồi bọn họ quả thực bị Thanh Long đao trong tay Diệp Lâm cùng cái tên Âm Thiên Tử làm cho kinh hãi. Nhưng khi bình tĩnh nghĩ lại, cũng không phải là đang đối mặt với Âm Thiên Tử, có gì phải sợ. Hừ, thật là cáo giả uy hồi. Hắc Vô Thường cũng xấu hổ đứng dậy, cũng may, xung quanh đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của lãnh vực sát thần, có lẽ không có ai nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ vừa rồi của ông ta. Tiểu tử thối, dám đem Âm Thiên Tử tới dọa chúng ta. Vậy tôi cũng nói tôi là truyền nhân của Địa Tàng Vương đấy. Trong khi nói, ba người trở nên có tỉnh thần hơn, một lần nữa tạo thành áp lực cực lớn, tấn công Diệp Lâm. Cho dù cậu không chịu sự ảnh hưởng của lãnh vực sát thần, ba người chúng tôi liên thủ cũng vượt qua cậu. Còn Thanh Long đao của cậu, ánh mắt ba người nóng rực, đều muốn chiếm lấy cho riêng mình. Dù sao, điều đó tượng trưng cho vinh quang tối cao của giới sát thủ. Đồng thời, với Thanh Long đao, cũng không phải lo lắng về việc bị đồng nghiệp sử dụng lãnh vực sát thần âm mưu. Vậy chúng ta cùng ra tay. Diêm La Vương đề nghị, ai lấy được đầu tiểu tử này trước thì người đó sẽ là chủ nhân của Thanh Long đao. Được, Mã Diện đồng ý, cách này hay, nhưng thực lực của tôi không bằng hai người. Giết đầu tiên chắc là vô vọng rồi. Nhưng Hắc Vô Thường cũng nóng lòng muốn thử, sẵn sàng nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này để tranh tài với Diêm La Vương. Nếu ông ta có thể thành công chiếm được Thanh Long đao, địa vị của ông ta trong Diêm Vương Điện sẽ tăng vọt trong tương lai. Chưa kể thập điện Diêm Vương sẽ có chỗ đứng riêng, thậm chí mật danh Âm Thiên Tử cũng có thể bị chính ông ta thay thế. Trong phút chốc, mục tiêu của ba người không chỉ là Diệp Lãm, mà còn là Thanh Long đao trong tay anh. Nhìn thấy tình huống này, Diệp Lâm nhẹ nhàng mỉm cười. Chỉ có mình giết người khác để đoạt bảo vật, đám sát thủ cấp thấp này cũng muốn giết chính mình để lấy được bảo vật sao? Đúng là nghĩ quá nhiều rồi. Tôi khuyên các người nên viết di chúc trước đi. Diệp Lâm tốt bụng khuyên nhủ, đừng để lát nữa chết thế nào cũng không biết. Ồn ào. Diêm La Vương lên trước, vung thanh đao vòng trăng tròn trong tay và tấn công Diệp Lâm. Hắc Vô Thường và Mã Diện cũng theo sát. Đã quá muộn để nói điều đó, nhưng sẽ sớm thôi. Ba người giống như một cơn cuồng phong lao về phía trước. Không hổ là những sát thủ hàng đầu thế giới, nếu đối mặt với người bình thường, thậm chí không kịp phản ứng, e là đã đầu rơi xuống đất rồi. Nếu kết hợp với lãnh vực sát thần, sẽ càng không thể ngăn cản. Nhưng thật đáng tiếc, người bọn họ đối mặt lần này là sát thần thật sự Diệp Lâm. Đi chết đi. Diêm La Vương lộ ra vẻ mặt hung ác và tàn nhẫn, như thể thứ mà ông ta đang nhìn chằm chằm là một xác chết. Cái mạng nhỏ của hắn, là của tôi. Hắc Vô Thường theo sát phía sau, cũng vung lưỡi liềm trong tay, dùng thế gió mùa thu quét lá rụng, quét sạch mọi thứ. Phụp. Nhưng giây tiếp theo, vẻ mặt của Diêm La Vương ngưng tụ. Khi ông ta kịp phản ứng lại thì thấy Thanh Long đao đã đâm sâu vào tim mình. Ông ta thậm chí còn không nhận ra rằng Diệp Lâm đã ra tay khi nào.
nhưng con dao trong tay ông ta lại không thể rơi xuống được. Sau đó trời đất chao đảo, ông ta ngã về phía sau. Không hổ là truyền nhân của Âm Thiên Tử. Nhanh! Diệp Lâm ra tay nhanh như chớp. Kẻ sát nhân có mật danh là Diêm La Vương chết cũng nhắm mắt rồi. Thậm chí là ở cuối sự nghiệp, có thể chết dưới tay. Một kẻ mạnh như vậy cũng coi là một cái chết rất xứng đáng. Soạt! Một giây tiếp theo, người đàn ông có mật danh Hắc Vô Thường, cầm lưỡi liềm trong tay tạo ra một cơn cưỡng phong, quét qua. Chúng rồi! Hắc Vô Thường nhìn thấy lưỡi liềm trong tay đã thành công cắt nút thắt lưng của Diệp Lâm. Giống như cắt cỏ, cắt một người làm đôi. Nhưng lập tức, sắc mặt Hắc Vô Thường cứng đờ, hẳn ý thức được có điều gì đó không đúng. Thứ mà lưỡi liềm cắt được chính là tàn ảnh. Và giây tiếp theo, ông ta chỉ cảm thấy vị ngọt trong miệng và cảm giác ớn lạnh trong cổ họng. Ông ta vô thức đưa tay chạm vào, trước ngực ông ta toàn là máu. Ngay sau đó, máu chảy ra như nước. Một đao cắt cổ họng. Hắc Vô Thường trợn to hai mắt sợ hãi, ôm cổ, họng chảy máu, ngã về phía sau. A! À, nhìn các đồng sự của mình lần lượt ngã xuống trước mặt, lại là chỉ trong chớp mắt. Mã Diện bị dọa cho sợ hãi đến hét lên. Đồng thời trong lòng cũng vui mừng, cũng may thực lực của mình yếu hơn hai người này, nếu không. Lúc này người ngã xuống chính là mình rồi. Lần đầu tiên trong đời, ông ta cảm thấy may mắn vì sự yếu đuối của mình. Nhưng giây tiếp theo, thanh long đao trong tay Diệp Lâm như một lời nguyễn nguy hiểm đến tính mạng, lao thẳng đến Mã Diện. Và vẽ một nét dày lên trước ngực ông ta. A! À, cùng với một tiếng hét thảm thiết, Mã Miên cũng ngã xuống vũng máu và bị thương nặng. Tha mạng, xin tha mạng. Mã Miên hít một hơi, phát hiện mình vẫn còn sống, liền cầu xin tha mạng. Nếu ông muốn sống thì làm thay tôi một việc. Diệp Lâm dẫm lên vết thương trên người Mã Diện, khiến ông ta thống khổ kêu lên. Tôi làm, Mã Miên liên tục đáp lại, cậu bảo tôi làm gì cũng được. Tôi cho ông thời gian một tháng. Diệp Lâm lạnh lùng nói, giúp tôi tìm địa tàng vương. Cái tên Diệp Côn Luân vừa muốn nói ra đến cửa miệng, nhưng ngay lập tức, Trần Thi Nhã lại ngây ra. Bởi vì cô chợt phát hiện ra rằng người trước mặt mặc dù trông hơi giống Diệp Côn Luân nhưng lại không phải. Trần Thi Nhã tò mò nhìn Diệp Lâm, mặc dù không phải Diệp Côn Luân cứu cô, nhưng cô vẫn cảm thấy người trước mặt nhìn rất quen mắt. Nhất thời, lại không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Diệp Lâm cũng nhìn chân của Trần Thi Nhã, phát hiện cô đã hoàn toàn bình phục, cũng yên tâm. Cả hai chỉ tạm thời bị ngất đi thôi, một lát sẽ khỏi. Vừa nói, Diệp Lâm vừa đặt hai người xuống rồi quay người rời đi. Này, Trần Thí Nhã sửng sốt một chút, sau đó, từ phía sau kêu lên, cảm ơn anh. Không dễ dàng gì mới đưa được hai người vào trong biệt thự, Trần Thí Nhã đã mệt đến mức đổ mồ hôi đầm đìa. Thật sự không biết người vừa rồi, làm sao mà bế được cả hai người vẽ đây, khỏe thật đấy. Sau khi Trần Nhã thi tự lực cánh sinh, mới đột nhiên phát hiện ra việc bế hai người cùng một lúc khó đến mức nào. Thời gian một tách trà lại trôi qua. Kim Lũ Y và Ân Hồng Trang lần lượt tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Hai người cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Trần Thi Nhã vội vàng mang nước tới. Tôi, tại sao tôi lại ở đây? Ký ức của Kim Lũ Y còn dừng lại ở khoảnh khắc cô nhìn thấy tên sát thủ của Diêm Vương Điện. Kết quả là không ngờ, chỉ trong chớp mắt, bản thân mình lại trở về biệt thự rồi. Còn về việc vừa xảy ra, cô và Ân Hồng Trang cũng không biết gì cả. Điều này cũng là do ảnh hưởng của lĩnh vực sát thần, quan niệm về thời gian của Kim Lũ Y và Ân Hồng Trang dường như chậm lại gấp trăm lần, mọi thứ xảy ra xung quanh giống như một cái nhìn thoáng qua, rất khó để hình thành một chuỗi ký ức hoàn chỉnh. Vừa rồi có một người tốt bụng đưa hai người về đây. Lúc đầu tôi còn tưởng là anh Diệp Côn Luân cơ, anh ta nhìn có chút quen mắt. Qua mô tả của Trần Thi Nhã, Kim Lũ Y ngay lập tức nghĩ rằng người tốt bụng đưa cô về rất có thể là Diệp Lâm. Sao có thể là anh ta? Sau khi Trần Thi Nhã biết được sự thật, cô cũng rất kinh ngạc. Sau khi nhận ra, cô nói, chẳng trách nhìn quen đến thế. Anh ta chính là hung thủ năm đó. Trong tiềm thức, Trần Thi Nhã nhìn vào cái chân bị thương của mình. Nếu không có người anh tốt bụng Diệp Côn Luân đã chữa khỏi bệnh cho mình, e là bây giờ mình vẫn phải ngồi trên xe lăn. Tuy nhiên, chân của Trần Thi Nhã đã được chữa lành nên sự oán giận của cô đối với Diệp Lâm cũng vơi dần theo thời gian. Chỉ là Trần Thi Nhã lại nhìn Kim Lũ Y và thấy vẻ mặt cô ấy có vẻ không vui. Rất hiển nhiên, cô vẫn chưa thoát khỏi hận thù vẽ cái chết của mẹ mình,
càng căm thù tên hung thủ đã gây ra chuyện năm đó. Đại nhân, lẽ nào vừa rồi, thật sự là Diệp Lâm ra tay giải quyết sao? Lúc này, trợ lý Ân Hồng Trang ở một bên nghĩ tới vẻ mặt không chút sợ hãi của Diệp Lâm khi đối mặt với tên sát thủ của Diêm Vương Điện, thậm chí còn tự ra tay giải quyết. Nhưng bây giờ, bọn họ quả thực đã bình an vô sự, còn được đưa về đây. Sao có thể như vậy được? Kim Lũ Y chế nhạo điều này. Anh ta làm gì có bản lĩnh đó? Hơn nữa, những sát thủ đó đều là người của Diêm Vương Điện. Ngay cả hai chúng ta cũng đã rơi vào bẫy của chúng, trở thành người không biết gì, huống chỉ là Diệp Lâm. Khi nghĩ đến việc vừa rồi, bản thân không hiểu sao lại bị khống chế, sau đó dường như rơi xuống vực sâu, Kim Lũ Y cũng sợ hãi. Không hổ là sát thủ hàng đầu của Diêm Vương Điện, đúng là khiến người ta khó đề phòng. Ân Hồng Trang nghỉ hoặc hỏi, vậy có thể là ai đã cứu chúng ta? Còn phải hỏi sao, đương nhiên là Diệp Côn Luân sống bên kia rồi. Vừa nhắc đến Diệp Côn Luân, Kim Lũ Y chợt nhớ ra rằng cô đang lên núi thăm Diệp Côn Luân và muốn anh ra tay giúp cô một việc nhỏ. Không ngờ trên đường đi lại gặp phải sát thủ của Diêm Vương Điện. Hai, ta còn phải đi Vân Thượng Phong Hoa một chuyến, tìm Diệp Côn Luân nói chuyện. Dù sao, việc chính vẫn còn chưa làm. Tôi đi cùng cô, Ân Hồng Trang cũng đứng dậy, chuẩn bị quay lại hiện trường xem xét một chút. Cả hai vừa đứng dậy, Kim Lũ Y bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ sếp của cô. Lại thông báo với cô à, nhiệm vụ bảo vệ nhà khoa học đó đã bị hủy rồi. Hả, tại sao? Kim Lũ Y bối rối hỏi. Cô đang định đi tìm Diệp Côn Luân để nhờ giúp đỡ chuyện này, nhưng nhiệm vụ lại bị hủy bỏ. Là sợ mình không thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Tôi vừa mới nhận được thông báo tên sát thủ đó. Đã chết, cho nên nhiệm vụ bảo vệ có thể tạm thời hủy bỏ, không cần huy động người nữa. Cái gì? Chết rồi. Thì ra là vậy. Kim Lũ Y đột nhiên nhận ra rằng ba tên sát thủ vừa rồi quả nhiên là nhằm vào mình mà đến. Mà nếu bọn chúng đã chết rồi thì càng chứng. Minh vừa rồi chính là Diệp Côn Luân ra tay. Cái tên Diệp Côn Luân này, thật lợi hại. Sau khi nhận được cuộc gọi, Kim Lũ Y ngưỡng mộ. Tán thưởng nói. Bản thân mình còn chưa đi tìm anh ta đã âm thầm giúp cô hoàn thành mọi việc rồi. Đại nhân, chúng ta có đi thăm ông Diệp nữa không? Ân Hồng Trang ở bên cạnh hỏi. Bỏ đi, Kim Lũ Y suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, đã muộn rồi, hơn nữa nhất định Diệp Côn Luân bảo Diệp Lâm đưa chúng ta xuống, điều đó có nghĩa sau một trận chiến lớn, anh ấy đã mệt rồi, chúng ta không đi làm phiền nữa. Hôm khác cảm ơn anh ấy đã ra tay cứu giúp sau vậy. Lúc này Mã Diện cũng đã trốn thoát, đồng thời gửi tin tức lần ám sát này đã thất bại về. Khi biết được hai sát thủ hàng đầu có mật danh Diêm La Vương và Hắc Vô Thường trong Diêm Vương Điện đều đã chết, lập tức gây náo động toàn bộ giới sát thủ. Trong diễn đàn ngầm dành riêng cho thế giới sát thủ, những sát thủ từ khắp nơi trên thế giới cũng hiếm khi được thảo luận. Đã lâu như vậy, không có mục tiêu nào có thể phản kích chúng ta đại hạ lần này là tình huống thế. Nào, có căn Europa chúng tôi phái người tới trợ giúp không? Lần hành động này tổn thất hai chủ lực. Phía Diêm Vương Điện đang làm cái quái gì vậy? Không có năng lực thì đừng có nhận những việc quá sức chứ, thật là mất mặt. Nghe nói còn bị một chàng trai trẻ giết chết. Thật không thể tin được, lẽ nào các người không sử dụng lãnh vực sát thần sao? Mục tiêu ám sát không thể miễn dịch với sức mạnh của lãnh vực, phải không? Không phải còn có một sát thủ trốn thoát quay. Về sao, người đâu, ra đây nói cho chúng tôi biết tình hình cụ thể đi. Mã Diện chỉ nhìn chằm chằm vào các bình luận, thân là đương sự, nhưng cũng không lộ diện. Bởi vì ông ta đang chờ đợi mật danh quen thuộc đó. Cuối cùng, công sức bỏ ra đã không phụ người có lòng, người đó cuối cùng đã để lại bình luận trên diễn đàn. Mật danh Địa Tàng Vương, chuyện của Diêm Vương Điện chúng tôi, không đến lượt một đám người ngoài các người nhúng tay vào. Nhiệm vụ thỉnh thoảng thất bại là chuyện bình thường, có gì phải làm ầm ĩ lên. Nếu tiểu tử đó thâm tàng bất lộ, vậy thì tôi sẽ đích thân đi tìm hắn, lấy mạng hắn. Nhìn thấy mật danh sát thủ mạnh nhất đại hạ lên tiếng, mọi người cũng ngầm hiểu mà im lặng. Mã Diện nhìn người đàn ông đó lên tiếng, tim cũng đập nhanh. Sau đó, điện thoại rung lên, là số lạ. Sau khi Mã Diện nhấc máy, đối phương nói, tôi là Địa Tàng Vương. Anh Lâm, vừa rồi có phải có một vài người rất đáng sợ đến không? Nhìn thấy Diệp Lâm bình an trở về. Bạch Phi Ví ở trong biệt thự cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì. Cô trốn trong biệt thự,
không dám ra ngoài. Nhưng dường như có một sức mạnh vô hình nào đó chặn bước chân của những người đó. Cô cũng lo lắng những người đó tới tìm mình, đang định liên lạc với Diệp Lâm, thậm chí còn muốn nhờ Yến Kinh Vệ sống dưới núi giúp đỡ. Nhưng đúng lúc này, đám người Diệp Lâm đã kịp thời tới. Không sao rồi, tôi đã ra tay giải quyết rồi. An ủi Bạch Vi Vi xong, Diệp Lâm trở về phòng mình ở tầng trên cùng. Lần này mày làm rất tốt. Diệp Lâm khen ngợi con chim Raksasa trên mái nhà. Trong đám người đó có một người rất mạnh. Chim Raksasa cười nói, nếu không tôi đã nuốt chứng bọn chúng từ lâu rồi. Nhưng cuối cùng, người đó cũng không thể thoát khỏi miệng tôi. Chim Raksasa đương nhiên ám chỉ kẻ sát nhân có mật danh là Diêm La Vương. Mà có thể nuốt chửng đám sát thủ lợi hại như vậy, nó cũng mỉm cười mãn nguyện. Raksasa vốn dĩ được sinh ra từ năng lượng của xác chết và ăn xác chết. Ngay sau đó, Diệp Lâm lại lấy ra cánh hoa từ thế giới bên kia đó. Ý, vừa rồi tôi nuốt cái này vào, cảm thấy rất khó chịu nên lại nôn ra. Chim Raksasa tò mò cúi xuống nhìn kỹ cánh hoa đó, cảm thấy rất tò mò. Một cánh hoa tưởng chừng như bình thường lại có thể mang lại cho mình cảm giác kỳ lạ, khó chịu. Đây không phải là một cánh hoa bình thường. Diệp Lâm giới thiệu, đây là loài hoa u minh trong truyền thuyết. Hoa u minh. Khi chim Raksasa nghe thấy điều này, nó ngay lập tức giật mình và thậm chí có chút sợ hãi. Bản thân là do năng lượng xác chết biến đổi, lại vô tình nuốt hoa u minh, may mà nôn ra kịp thời, nếu không thì có thể lúc này đã không còn tồn tại nữa. Trên thế giới này, có một quỷ vật như vậy sao? Chim Raksasa lẩm bẩm kinh ngạc, chợt cảm thấy cánh hoa này còn kỳ lạ hơn mình gấp trăm lần. Diệp Lâm cũng cầm cánh hoa nhìn một lát. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay cào xước, cánh hoa, sức mạnh được giải phóng chính là cõi lãnh vực sát thần trong truyền thuyết, có thể làm chậm thời gian của mọi thứ xung quanh, như thể rơi vào cõi u minh. Thậm chí còn có truyền thuyết rói rắng nếu là hoa của thế giới bên kia thật. Nó thậm chí có thể mở ra cánh cửa nổi giữa hai thế giới âm dương. Tất nhiên, những truyền thuyết cổ xưa này không thể được xác minh. Diệp Lâm may mẫn lần đầu tiên được nhìn thấy cánh hoa thật từ thế giới bên kia, tuy chỉ có một mảnh nhỏ nhưng cũng là mở rộng tầm mắt. Nhìn hồi lâu, vẫn không thấy được manh mối gì. Nghĩ rằng thứ này thật phi thường, ban đầu Diệp Lâm định thử sao chép một chiếc, nhưng không có. Manh mối gì? Nếu có thể có được một bông hoa từ thế giới bên kia hoàn chỉnh để nghiên cứu thì thật tốt. Diệp Lâm lắc đầu bất lực, lại cẩn thận cất cánh hoa đó đi, phòng khi căn dùng ti. Raksasa, chuẩn bị một chút. Diệp Lâm lại ra lệnh, mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi xa một chuyến. Đi đâu? Chim Raksasa háo hức muốn thử. Ăn ai thế? Là Ung Châu, vừa nói, Diệp Lâm vừa từ trong gương lấy ra một tấm lệnh bài bằng đông, xoa xoa trong tay một lát. Đây là cái gì? Chim Raksasa tò mò nhìn nó và hỏi. Hổ phù, thứ mà Diệp Lâm cầm trong tay chính là hổ phù có thể huy động 30 vạn đại quân Ung Châu. Lúc này việc đã xong, Diệp Lâm chuẩn bị đi đến Ung Châu để đảm nhận vị trí chiến thần, mà hổ phù có thể điều động binh lính Ung Châu cũng sẽ xuất hiện trở lại trên thế gian. Sau khi biết Diệp Lâm đi Ung Châu, tuy mọi người đều có chút bất ngờ, nhưng cũng không có phản đối gì lớn. Tên Lục Long kia hình như đang ở Ung Châu phải không? Hắc Long sờ sờ cảm nói, tên này đã nhiều năm không có tin tức gì, Long Vương lệnh được đưa ra cũng không trả lời. Cũng không biết còn sống hay đã chết, Bạch Long không khỏi lo lắng, nếu vẫn còn sống, vậy thì lần này Long Vương qua đó, Lục Long e là cũng phải mất mạng. Số gã Lục Long này cũng thật là khổ. Tử Long cười nói, hắn lấy ba người vợ, bị cắm sừng cả ba lần, nhưng hắn vẫn có thể làm ra vẻ như không có. Tôi cũng phục hân ở điểm này. Diệp Lâm nói. Tôi đã ba lần hạ Long Vương lệnh, nhưng đều không nhận. Nếu anh ta không cho tôi một lý do đủ thuyết phục, thì sẽ giết không tha. Đám rồng nghe vậy đều cảm thấy đau lòng và thầm cầu nguyện cho Lục Long, mong rằng anh ta có thể tìm được một lý do thích hợp, nếu không sẽ cận kề cái chết. Sư phụ, chuyến đi này có cần tôi đi cùng không? Hoa Quốc Đống Xung Phong, muốn đi theo. Không cần. Diệp Lâm từ chối mọi người đi cùng, quyết định một mình lên đường. Bởi vì chuyến đi này, anh không còn là Diệp Lâm, cũng không phải Long Vương, người đứng đầu nhà họ. Diệp Lâm sẽ lình đến Ung Châu với thân phận là Diệp Côn Luân. Ung Châu là gì? Hắc Thủy Tây Hà, cắt ngang Côn Luân. Diệp Lâm muốn kế thừa chiếc áo choàng của tứ sư phụ, để cái tên Ôn Luân lại một lần nữa vang vọng khắp Ung Châu, chấn động thế giới. Côn Luân không chỉ là một cái tên, một phong hiệu mà còn là một loại tinh thần, một loại di sản.
Tôi, Diệp Côn Luân, đến rồi. Sau khi sắp xếp một chút, Diệp Lâm đáp máy bay và đến thành phố Trường An, Ung Châu. Vừa xuống máy bay và rời sân bay. Kết quả là gặp một cô gái trẻ ăn mặc thời trang. Trông khoảng 20 tuổi, vô cùng xinh đẹp, giống như một con nai sợ hãi, chạy về phía trước, nắm lấy cánh tay Diệp Lâm. Cứu tôi với, cô gái vẻ mặt rất hoảng sợ nhìn quanh, nắm chặt lấy cánh tay Diệp Lâm, giống như đang nằm một cọng rơm cứu mạng. Hả, Diệp Lâm giật mình, có chút mơ hồ. Lẽ nào trước khi trở thành chiến thần, lại có thể mang đến cho người khác cảm giác an toàn. Thậm chí sự cầu cứu của người qua đường cũng có thể chính xác tìm đến mình. Làm sao cô biết tôi có thể giúp cô? Diệp Lâm tò mò hỏi, dù sao hai người cũng chưa từng gặp mặt. Tôi vừa gặp một ông lão, cô gái thở hổn hển, ông ấy chỉ cho tôi con đường này. Và nói rằng người đầu tiên tôi gặp khi đến sân bay có thể cứu tôi. Ồ, Diệp Lâm nghe xong càng tò mò hơn. Rốt cục là người nào đã chỉ cho cô một con đường rõ ràng, còn dẫn cô về phía mình. Ông lão, Diệp Lâm suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ tới ông lão Thiên Cơ Tử. Bởi vì trong số những người quen biết anh, dường như chỉ có ông ta mới có thể làm được việc như vậy. Ông lão đó là ai? Diệp Lâm tò mò hỏi. Tôi không biết, cô gái lắc đầu. Diệp Lâm mô tả ngắn gọn về ngoại hình của Thiên Cơ Tử cho cô. Cô gái vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, thì ra anh biết ông lão đó. Vậy là anh thật sự có thể giúp tôi phải không? Tôi được cứu rồi à? Diệp Lâm thấy vậy, bất đắc dĩ nở nụ cười, anh thật sự không hiểu ông lão Thiên Cơ Tử vì cái gì muốn gây phiền toái cho anh như vậy. Muốn giúp, tại sao ông ta không tự giúp đi? Diệp Lâm cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ thấy mấy chiếc xe thương vụ đang lao đến. Cô gái vừa quay đầu lại, sắc mặt thay đổi lớn, lập tức trốn ở phía sau Diệp Phong. Gia đình tôi đã cử người đến bắt tôi rồi, làm ơn hãy giúp tôi. Diệp Lâm nói, tôi không có nói là sẽ giúp cô. Ông lão đó nói anh có thể giúp tôi, cô gái tủi thân nói. Không thể nói thêm nữa, lượng lớn xe đã vây, quanh hai người họ. Ngay sau đó, một nhóm người đàn ông mặc đồ đen bước xuống xe, ăn mặc như vệ sĩ và côn đô. Đại tiểu thư, cùng chúng tôi quay về đi. Một người đàn ông dáng vẻ hung ác dẫn đầu nói với cô gái đang trốn ở phía sau Diệp Lâm. Mặc dù xưng hô cung kính nhưng vẻ mặt của anh ta lại rất không tử tế. Như thể một đám thợ săn đang vây quanh con mồi với vẻ mặt đầy đắc ý. Tôi không về, cô gái nói, tôi đã tìm được người bảo vệ tôi rồi. Một câu nói của cô gái lập tức nhắm thẳng vào Diệp Lâm. Nhất thời, mấy chục ánh mắt ác ý đều tập trung vào Diệp Lâm. Cho dù Diệp Lâm có đồng ý giúp đỡ hay không, anh đều trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Tiểu tử, nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn cút khỏi đây đi. Kẻ cầm đầu hung hãn uy hiếp Diệp Lâm. Chúng tao là người nhà họ Tân, mày không đắc tội được đâu. Thấy vậy, Diệp Lâm bất đắc dĩ lắc đầu nói, tôi không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng tôi ghét nhất chính là người khác uy hiếp tôi. Kể từ sau khi ra tù, tôi chưa từng gặp người nào. Mà tôi không đắc tội được cả. Lời này vừa nói ra, đám côn đồ không khỏi bật cười. Ha ha, chẳng trách mày dám khiêu chiến chúng ao, thì ra mày đã từng ở trong tù. Tiểu tử! Đừng nghĩ rằng từng ở trong tù thì là ghê gớm. Lúc tao đi giết người, mày còn mặc quần thủng đít đấy. Vốn tưởng rằng Diệp Lâm chỉ là một tên xã hội đen nhỏ bé không đâu từng ngồi tù. Chỉ dọa nạt được người bình thường, nhưng không thể làm gì được những tên côn đồ hung ác bọn chúng. Nhưng giây tiếp theo, người đàn ông có vẻ ngoài hung dữ cảm thấy háng lạnh buốt, phân và nước tiểu đột nhiên chảy ra ngoài. Vừa ôm háng, vừa quỳ xuống. Lão đại! Nhóm côn đồ vội vàng bước tới giúp đỡ, bọn chúng bàng hoàng và tức giận khi thấy lão đại của mình bị đối phương đá đến trọng thương. Tiểu tử thối, mày còn dám động thủ. Tao thấy mày không muốn sống ở Ung Châu nữa rồi. Người đàn ông hung dữ cũng có vẻ đau đớn, rất lâu vẫn không thể đứng dậy được. Tuy nhiên, có một điều anh ta vẫn có thể nhìn ra, chàng trai trẻ trước mặt chắc chắn không tầm thường. Cú đá vừa rồi giống như một cú đá không bóng. Dù đã trải qua hàng trăm trận chiến nhưng anh ta thậm chí không thể phản ứng. Không ngờ người từ trong tù ra cũng thật có chút năng lực, ít nhất thân thủ của anh ta cũng tốt hơn chính mình. Tiểu tử thối, coi như mày độc ác. Người đàn ông hung dữ đó tức giận nói. Nhưng mày đã chọc nhầm người rồi. Vị tân tiểu thư này, nếu mày dám đưa cô ấy đi, không chỉ nhà họ Tần ở Ung Châu sẽ không tha cho mày, mà nhà họ Tần trong giới cổ võ cũng sẽ không tha cho mày. Hừ hừ,
thân thủ của mày không tệ, hẳn là người tu luyện, nhất định phải biết cổ võ đúng không? Vốn tưởng rằng nếu mình mang cổ võ ra, sẽ khiến đối phương sẽ rụt rè và lùi lại. Không ngờ, Diệp Lâm nghe vậy, cười khinh thường, câu tiếp theo của anh có phải muốn nói cổ võ không thể sỉ nhục? Đúng vậy, người đàn ông hung ác hài lòng gật đầu, xem ra mày vẫn hiểu quy tắc này. Nếu đã biết sự lợi hại của cổ võ, còn không mau cút đi. Ha ha, Diệp Lâm lại cười nhạt, vậy anh cũng quay về nhắn lại một câu, cổ võ không thể sỉ nhục, nhưng Diệp Lâm tôi càng không thể sỉ nhục. Nhóm người kia có thể dọa người khác bằng cách tiết lộ danh tính của nhà họ Tân, nhưng đừng mơ có thể dọa được Diệp Lâm. Hay lắm, tên nhóc, xem như anh giỏi. Hy vọng lát nữa gặp võ cổ giả rồi anh vẫn có thể, mạnh miệng như vậy. Nhìn thấy Diệp Lâm dám nói những lời ngạo mạn, võ công lại ngang ngửa với võ cổ giả, đám người kia đành phải tạm thời rút lui. Lên xe rồi vội vã bỏ chạy. Wow, anh giỏi quá. Lúc này, Tân Tịch Giao, người đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện, vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ. Ông già đó đúng là giỏi thật, tìm được một trợ thủ đắc lực như vậy cho tôi, một chiêu đánh lui vệ sĩ nhà họ Tân. Nói xong, Tần Tịch Giao vươn bàn tay thon dài hướng về phía Diệp Lâm, cười nói, tôi tên Tân Giao, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Diệp Lâm bắt tay cô ấy rồi nói, tôi tên là Diệp Côn Luân. Đi thôi, sau đó, Tân Tịch Giao lại nằm lấy cánh tay Diệp Lâm, kéo anh về phía sân bay, chúng ta nhanh rời khỏi Ung Châu thôi. Không khéo lát nữa bọn họ lại đuổi theo, không chạy được thì nguy. Chờ một chút, Diệp Lâm dừng lại, nói, tôi vừa mới đến Ung Châu thôi mà, đi cái gì mà đi. Tôi đến đây có việc, cô tạm thời đã an toàn rồi, có thể tự lên máy bay rời đi. Hả, Tân Tịch Giao chợt sửng sốt, không nghĩ đến việc Diệp Lâm vừa mới xuống máy bay, cô ta còn tưởng rằng mình có thể tiện đường đi theo anh trốn đi nơi khác. Nhưng sau đó, Tân Tịch Giao lại thuyết phục. Nhưng mà anh vừa mới đánh người nhà họ Tân chúng tôi, bọn họ sẽ không chịu để yên đâu. Và những võ cổ giả mà họ nói rất đáng sợ, tôi khuyên anh nên nhanh chóng chạy trốn cùng tôi. Diệp Lâm mỉm cười, nếu như tôi sợ, tôi đã không giúp cô rồi. Được rồi, cô có thể tự lên máy bay một mình. Nói xong, Diệp Lâm xoay người rời đi. Tân Tịch Giao do dự một chút, vẫn tiếp tục đi theo Diệp Lâm. Cô đi theo tôi làm gì? Diệp Lâm nghỉ hoặc. Tôi tin lời ông già kia nói. Tân Tịch Giao nói, nếu ông ta đã chỉ cho tôi một con đường rõ ràng, tôi đi theo anh hẳn là sẽ an toàn. Diệp Lâm không khỏi liếc nhìn Tân Tịch Giao, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là thông minh. Đi theo anh đúng là sẽ an toàn, ít nhất những cổ võ giả mà người khác sợ hãi đều không đáng nhắc tới trong mắt Diệp Lâm. Nhưng Diệp Lâm lại không muốn dẫn theo vật cản đường này. Hi hi, Tân Tịch Giao nhìn thấy Diệp Lâm đang nhìn mình. Cố gắng bày ra dáng vẻ đáng yêu, dường như có ý muốn lấy lòng. Lúc này, điện thoại của Tân Tịch Giao chợt vang lên. À, là bạn thân của tôi gọi, Tân Tịch Giao nhanh chóng trả lời điện thoại. Vốn dĩ cô ấy đã muốn gọi cho bạn thân tới đón và đưa cô ấy rời khỏi Ung Châu. Lao Giao, bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ sẽ đón cậu, bạn thân của cô, Đường Y Y hỏi. Tớ đang ở sân bay đây, Tân Tịch Giao nói địa điểm. Được rồi, cậu đợi chút. Tớ đang ở gần đó, tớ tới đón cậu ngay. Mới đặt điện thoại xuống không bao lâu, một chiếc BMW đã lao tới với tốc độ cực nhanh. Ngay khi cửa xe mở ra, một đôi nam nữ trẻ tuổi bước ra. Người đàn ông cao to vạm vỡ, trong khi người phụ nữ có vòng eo thon gọn và duyên dáng. Y Y, ở đây, Tân Tịch Giao vẫy tay với hai người. Cậu không sao chứ, Đường Y Y kéo bạn trai tới, nói. Tớ còn gọi bạn trai là quân nhân của tớ ra ngoài giúp cậu đấy. Tần Tịch Giao cảm ơn lòng tốt của bạn thân, nhưng vẫn có chút lo lắng, nhưng mà, lần này đối phương có bối cảnh lớn, chính là các võ cổ giả đứng sau lưng nhà họ Tân bọn tớ. Võ cổ giả, Đường Y Y nghe được lời này thì sửng sốt, vậy thì đúng là có chút phiền toái thật. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Tần Tịch Giao phát hiện mình nói cũng như không. Hay là như vậy đi, Hàn Mộc Xuân đề nghị. Anh sẽ đưa hai người đến doanh trại Ung Châu của anh ẩn náu. Võ cổ giả dù có ngang ngược đến đâu cũng không dám xông vào doanh trại Ung Châu đâu. Mà ngày tuyển chọn chiến thân cũng sắp đến rồi, trại Ung Châu cũng mở cửa cho công chúng, mời mọi người từ mọi tầng lớp đến chứng kiến cuộc tuyển chọn chiến thần. Khi nghe nói đến việc có thể chứng kiến trận đấu tranh chức chiến thần, hai cô gái đều rất thích thú. Tân Tịch Giao thậm chí còn cho rằng nếu có được sự bảo hộ của chiến thần, đám võ cố kia chắc chắn sẽ không dám làm phiền cô nữa. Diệp Lâm ở bên cạnh nghe được lời này,
không ngờ lại trùng hợp đi cùng đường với bọn họ. Vốn dĩ, khi nhìn thấy Tần Tịch Giao gặp lại bản thân, Diệp Lâm muốn nhân cơ hội này để thoát khỏi cô ta rồi. Nhưng thấy họ cũng tới doanh trại Ung Châu nên anh quyết định sẽ đi cùng họ. Này, Giao Giao, anh chàng đẹp trai này là ai vậy? Nói chuyện hồi lâu, Đường Y Y chợt phát hiện bên cạnh bản thân Tần Tịch Giao có một người đàn ông xa lạ. Cô ta chưa hề nghe đến việc bản thân của mình có bạn trai cả. Chẳng lẽ kẻ độc thân ngàn năm như cậu lại tìm được bạn trai à? Đường Y Y ngạc nhiên hỏi. Cậu đừng nói bậy, Tần Tịch Giao đỏ mặt, vội vàng giới thiệu, tớ quên nói, đây là Diệp Côn Luân, vừa rồi đã giúp đuổi đi vệ sĩ của nhà tớ đi. Tớ may mắn mới gặp được anh ấy, nếu không bây giờ đã bị gia tộc bắt về rồi. Diệp Côn Luân. Nghe đến cái tên này, Đường Y Y cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là cảm thấy cái tên này khá độc đáo. Nhưng Hàn Mộc Xuân lại hơi sửng sốt, bởi vì Côn Luân là danh hiệu của chiến thần Ung Châu bọn họ. Anh ta thầm nghĩ, tên của anh chàng này khá ấn tượng đấy, dám đặt tên là Côn Luân. Làm sao một người bình thường như đối phương lại có thể xứng với một tên tuổi lớn như vậy? Vừa hay tôi đang tới doanh trại Ung Châu, Diệp Lâm nói, vậy chúng ta đi cùng nhau nhé. Ồ, anh Diệp, hóa ra anh tới đây là để xem cuộc thi tuyển chọn chiến thần. Tần Tịch Giao tự mặc định rằng Diệp Lâm tới đây để xem thi đấu. Dù sao cũng là chứng kiến sự ra đời của một chiến thần mới, khó trách trong khoảng thời gian này lại có nhiều người bên ngoài đến Ung Châu như vậy. Đường Y Y nói, đi thôi, tôi sẽ dẫn mọi người đi xem. Hàn Mộc Xuân nói. Đúng lúc một nhóm người chuẩn bị lên xe rời đi. Đột nhiên, những chiếc xe thương vụ ban nãy bỗng lại chặn họ lại. Xong rồi, Tần Tịch Giao không ngờ vệ sĩ của mình lại quay lại nhanh như vậy. Họ mời các võ cổ giả nhanh đến vậy sao? Cửa xe vừa mở, nhóm vệ sĩ lập tức xuống xe. Điểm khác biệt là người đàn ông hung hãn dẫn đầu nhóm giờ đây đã có hai người đàn ông mặc áo cổ tàu đi cùng. Rõ ràng là họ đã mời các võ cổ giả đến đây. Hừ, tên nhóc kia, không phải anh vừa mới khoác lác nói không thể anh không thể bị xúc phạm sao? Lần này, tôi đặc biệt mời hai võ cổ giả tới, hy vọng các anh vẫn có thể cứng rắn như vậy trước mặt họ. Để tôi nhắc lại những gì anh vừa nói. Tần Tịch Giao nhìn thấy vậy, sắc mặt thay đổi hẳn. Cô nắm chặt tay bản thân, lẩm bẩm, xong rồi, xong rồi. Bọn họ đưa võ cổ giả đến đây thật rồi. Đương nhiên, Đường Y Y đã nghe nói về sức mạnh của các võ cổ giả. Người bình thường không đủ khả năng để động tới họ. Vì thế, cô ta quay sang cầu cứu bạn trai mình là Hàn Mộc Xuân, anh. Anh có thể giải quyết được, không? Nhìn thấy cảnh này, Hàn Mộc Xuân cũng cảm thấy không chắc chắn cho lắm. Tuy rằng anh ta là người của quân đội Ung Châu nhưng dù sao anh ta cũng chỉ là một tên lính quèn, người tài giỏi thật sự là anh họ của anh ta. Không sao đâu, Hàn Mộc Xuân giả vờ bình tĩnh, nói, để anh đi thuyết phục bọn họ rời đi. Nói xong, Hàn Mộc Xuân tiến lên thương lượng, tôi là Hàn Mộc Xuân của quân đội Ung Châu. Anh họ của tôi là Lý Bình Lương, một trong bát kỵ của Ung Châu. Nể mặt anh họ của tôi cũng như quân đội Ung Châu. Các vị hãy để cô Tần đi đi. Nghe vậy, hai võ cổ giả khinh thường cười khẩy. Ung Châu bát kỵ cái gì chứ, cáo mượn oai hùng thì có. Hai người đó vốn không coi trọng Hàn Mộc Xuân, cũng không để ý những gì anh ta nói. Mục đích thực sự của việc họ đến đây là để xem. Liệu Diệp Lâm mà những vệ sĩ vừa nói đến có thực sự là Diệp Lâm mà họ nghĩ hay không? Dù sao ông lớn đó hiện đang ở Yến Kinh, họ muốn biết xem có phải ở Ung Châu đang có người dùng tên tuổi của anh để dọa người hay không? Lúc này, Diệp Lâm nhìn thấy là võ cổ giả nhà họ Tần, cũng tiến lên một bước, chắp tay sau lưng. Diệp Lâm không nói gì, cũng không cần mở miệng. Khí tức cường đại từ trong ra ngoài của anh lập tức thu hút sự chú ý của hai võ cổ giả nhà họ. Tân. Hả. Nhìn thấy điều này, mắt hai người đột nhiên mở, lớn, hít vào một hơi lạnh. Không ngờ lại trùng hợp đến thế, đúng là ông chủ Diệp Lâm. Là anh ta. Đúng là anh ta rồi. Hai người đều bị sốc, liên tục lùi lại. Hàn Mộc Xuân nhìn thấy cảnh này, cũng không ngờ tên anh họ của mình lại có uy lực như vậy. Anh ta lầm tưởng rằng chính danh tiếng của anh họ mình đã khiến hai võ cổ giả sợ hãi. Vì thế, lòng tin của anh ta tăng lên gấp đôi, tiếp tục nói, đúng vậy, anh họ của tôi là Lý Bình Lương. Mấy ngày nữa anh ấy sẽ trở thành chiến thần Ung Châu tiếp theo. Đi, đi mau, trở về báo cáo với chủ nhân. Hai võ cổ giả nhà họ Tân không dám trì hoãn, phải nhanh chóng đem tin Diệp Lâm tới đây trở về,
chờ đợi quyết định của gia chủ. Dù sao thì toàn bộ giới võ cố đã bị lật đổ trong trận chiến ở Bạch Vân Quan. Hơn nữa, rất có khả năng là việc này có liên quan đến Diệp Lâm. Giờ phút này, nhìn thấy Diệp Lâm, đừng nói là võ cổ nhà họ Tân mà bất kỳ cổ võ giả nào cũng sẽ sợ hãi. Điều khiến họ càng lo lắng hơn là nếu Diệp Lâm ở đây, vậy chẳng lẽ cường giả thần bí sau lưng anh cũng tới Ung Châu rồi sao? Nhìn thấy nhóm người đó vội vã đến và đi, không dám làm khó họ. Đường Y Y không khỏi vui mừng khôn xiết, được rồi. Anh giỏi quá đi, ngay cả võ cổ giả phải nghe theo. Ha ha, Hàn Mộc Xuân gãi đầu, cười nói, xem ra anh họ của anh rất nổi tiếng. Phù, Tần Tịch Giao cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà bọn họ đã rời đi. Cô thực sự lo lắng những võ cổ giả này sẽ không tha cho Diệp Lâm. Cả hai cô gái đều nghĩ rằng chính lời nói của Hàn Mộc Xuân đã khiến võ cổ giả sợ hãi. Nhưng họ không hề biết, người thực sự khiến võ cổ giả rút lui chính là Diệp Lâm đứng sau lưng Hàn Mộc Xuân. Sau đó, họ lên xe. Sau khi nghe toàn bộ chuyện vừa xảy ra, Đường Y Y mỉm cười nói với Diệp Lâm. Anh đẹp trai, vậy thì anh phải cảm ơn bạn trai của tôi rồi. Nếu không nhờ anh ấy dọa hai võ cổ giả kia bỏ đi, vừa rồi anh đã gặp rắc rối rồi. Cho dù anh giỏi đánh nhau đến đâu liệu có thể đánh bại võ cổ giả không? Nếu võ cổ giả ra tay thì sẽ chết chắc đấy. Nhà họ Tân, một trong 7 gia tộc cổ võ, thống trị dãy núi Tần Lĩnh, ai cũng phải sợ hãi, không dám đối đầu. Chính nhờ sự chống lưng của những võ cổ giả đáng sau họ, nhánh này của họ Tân ở thế tục, cũng chính là gia tộc của họ Tân Tịch Giao, mới có thể đứng vững ở Ung Châu và trở thành một gia tộc nổi tiếng ở địa phương. Ha ha, Hàn Mộc Xuân kiêu ngạo cười nói. Mặc dù võ cổ giả rất mạnh, nhưng quân đội Ung Châu có đến 30 vạn quân, khí thế ngút trời, ngay cả võ cổ giả cũng không dám xem thường. Hơn nữa, anh họ của anh là một trong bát kỵ của Ung Châu, có nhiều khả năng sẽ trở thành chiến thần mới. Những võ cổ giả biết điều tất nhiên sẽ phải nể mặt chúng ta rồi. Diệp Lâm nghe được lời này, khẽ mỉm cười. Hầm nghĩ, lý do khiến những võ cổ giả đó sợ hãi bỏ chạy chẳng phải vì họ đã nhận ra mình hay sao? Nhìn thấy Diệp Lâm chẳng những không nói cảm ơn cũng không biểu đạt gì, thậm chí còn lắc đầu chán ghét. Đường Y Y lập tức không vui, cho rằng người này thật bất lịch sự, giả vờ lạnh lùng gì cơ chứ. Giao Giao, sao hai người lại gặp nhau vậy? Lúc này, Đường Y Y tò mò hỏi. Cô ta thầm nghĩ, nếu là quan hệ bình thường thì lát nữa mình sẽ đá anh chàng thô lỗ này xuống xe. Ồ, là như thế này, có một ông già. Sau đó, Tân Tịch Giao kể lại chuyện thần kỳ về Thiên Cơ Tử. Người đã chỉ cho cô một con đường sáng suốt. Ông già đó thật tài giỏi, tớ đã thành công tìm. Được anh Diệp, anh ấy thực sự đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Nếu không, tớ đã bị vệ sĩ ở nhà bắt về rồi. Nghe vậy, Đường Y Y không tin tưởng cho lắm. Người đầu tiên gặp được cái gì chứ, chỉ là trùng hợp mà thôi. Đường Y Y nói, có lẽ thầy bói đó đang nói về bạn trai của tớ dù sao lúc đó bọn tớ cũng ở gần đây. Nghe được lời này, Tần Tịch Giao cảm thấy cũng có khả năng. Tuy nhiên, dù sao thì Diệp Lâm cũng đã cứu cô, quả thực đúng như lời ông lão nói, anh là người đầu tiên cô gặp, điều này khiến Tần Tịch Giao cảm thấy rất biết ơn. Vì sao bọn họ lại bắt cô? Lúc này, Diệp Lâm mới tò mò hỏi. Ừ, sao đột nhiên cậu lại bỏ nhà đi thế? Là bạn thân của cô, Đường Y Y vẫn chưa biết nội tình. Nghe vậy, Tần Tịch Giao bất đắc dĩ thở dài, tất cả là do những võ cổ giả kia. Y Y, chắc cậu cũng biết nhà họ Tân chúng tớ chỉ là một nhánh của gia tộc võ cổ họ Tân. Gần đây, bên bọn họ hình như có xáo trộn gì đó, nghe nói có rất nhiều các tài năng trẻ tuổi đã chết. Vậy là họ muốn mở rộng nhánh, đào tạo thêm nhiều người trẻ, thậm chí còn chọn những người từ thế giới trần tục của chúng ta để kết hôn và sinh con. Hai, tớ là người xui xéo bị họ chọn chúng, họ còn nói tớ có chút tài năng, nhưng tớ không hiểu họ đang nói gì nên lén lút chạy ra ngoài. Nghe vậy, Đường Y Y cảm thấy cưới một võ cổ giả xem ra cũng không tệ. Suy cho cùng, các võ cổ giả cũng mạnh hơn người thường rất nhiều. Đừng nằm mơ nữa, Tân Tịch Giao nói, nghe nói người tớ sắp cưới là một ông già 40 tuổi, vừa mới mất đi con trai. Hả, xui xẻo quá vậy. Đường Y Y vừa nghe nói người kia đã 40 tuổi thì lập tức không có hứng thú nữa, vậy thì đúng là phải chạy thật, tớ ủng hộ cậu. Diệp Lâm nghe được lời này, trong lòng có chút chột dạ. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là bị mình giết sao? Khó trách Thiên Cơ Tử lại dẫn người này tới chỗ của mình, đúng là có chút quan hệ.
Khi chúng ta đến doanh trại Ung Châu, tớ sẽ giới thiệu cho cậu một quân nhân. Đường Y Y nói, một người tài giỏi như bạn trai tớ vậy, những võ cổ giả đó sẽ không dám có ý đồ gì với cậu nữa. Vừa hay là anh họ của tôi còn chưa có bạn gái. Hàn Mộc Xuân cũng cười nói, nếu cô cưới anh họ của tôi, ở Ung Châu, thậm chí cả đại hạ cũng không có ai dám làm phiền cô nữa. Nói không chừng cậu còn có thể trở thành phu nhân của chiến thần tương lai đấy. Đường Y Y có chút hâm mộ, nói, loại cổ phiếu tiềm năng này nhất định phải chiếm trước. Nghe vậy, Tân Tịch Giao cũng bị danh hiệu phu nhân chiến thần làm cho dao động. Cô thầm nghĩ, nếu có thần chiến tranh chống lưng, ngay cả giới võ cổ cũng không dám làm gì mình chứ đừng nói đến võ cổ nhà họ Tân. Đúng lúc này, một đôi tay đột nhiên vươn tới. Nắm lấy cổ tay của cô ấy. Tân Tịch Giao giật mình, ngẩng đầu lên, thấy chính là Diệp Lâm. Như thể đang chẩn đoán mạch đập, những ngón tay của anh di chuyển quanh cổ tay cô. Anh Diệp, anh đang làm gì vậy? Tần Tịch Giao cả kinh, đây là lần đầu tiên trong đời cô bị một người đàn ông xa lạ chạm vào, cánh tay cũng cảm thấy ngứa ngáy. Băng cơ ngọc cốt, Diệp Lâm nhẹ nhàng chạm vào xương tay Tần Tịch Giao, lập tức nhận ra. Chẳng trách võ cổ giả lại muốn cưới cô, hóa ra là bị thu hút bởi thể chất đặc biệt hay nói cách khác là tài năng thiên bẩm của cô. Cũng giống như bản thân Diệp Lâm, vì có thể chất hiếm có nên mới được các cao thủ trong tụ ưu ái. Này, buông ra, lúc này, Đường Y Y vội kéo hai người ra, cảnh giác nhìn Diệp Lâm, tôi cảnh cáo anh, đừng có mà nhân cơ hội lợi dụng Giao Giao. Tuy nhiên, Diệp Lâm lại nói tiếp, nếu cô tìm một sư phụ và bắt đầu luyện tập võ thuật ngay bây giờ thì vẫn chưa quá muộn, phải xem sự lựa chọn và vận mệnh của cô như thế nào mà thôi. Có thể chất đặc biệt khác với người thường sẽ có thể tiến bộ nhanh chóng, loại tài năng này không thể bù đắp bằng sự chăm chỉ được, cũng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Nhìn thấy Diệp Lâm nói hùng hồn như vậy, Đường Y Y càng khinh thường, anh nói như có vẻ biết rất rõ vậy, sao anh không nói thẳng là anh muốn anh làm sư phụ của cô ấy đi cho rồi. Theo Đường Y Y thấy, Diệp Lâm đã nhân cơ hội này để lừa Tân Tịch Giao thì có. Tôi không có hứng thú thu nạp đồ đệ, Diệp Lâm đáp. Bốn công tử nhà giàu kia đều là đồ vô dụng, còn nhận một thiên kim tiểu thư cái gì cũng không biết để làm gì chứ. Nhìn thấy Diệp Lâm kiêu ngạo và thô lỗ như vậy, Đường Y Y càng thêm khinh thường. Bạn trai của tôi tài giỏi như vậy còn chưa nói thì thôi, cho dù có thu đó để cũng không đến lượt anh. Đừng có mà tự mình đa tình như vậy. Nói xong, Đường Y Y càng quyết tâm lát nữa sẽ đá người đàn ông vô danh này xuống xe, kẻo anh lại lợi dụng bản thân của cô. Két! Đúng lúc này, Hàn Mộc Xuân đang lái xe đột nhiên dừng xe trước một khách sạn. Đi tiếp chúng ta sẽ tiến vào đường núi, hãy dùng bữa ở đây trước đã. Thế là cả nhóm xuống xe và đi vào khách sạn. Nhưng vừa bước vào cửa đã bị mấy thanh niên mặc áo đạo giáo chặn lại. Hôm nay nơi này đã được Hoa Sơn của chúng tôi bao trọn rồi, không mở cửa kinh doanh, những người không liên quan xin hãy nhanh chóng rời đi. Cái gì? Bao trọn rồi ư? Nghe vậy, bốn người đều sửng sốt. Họ không ngờ rằng ngay cả một nhà hàng bình thường ở vùng ngoại ô hẻo lánh này mà cũng có người đặt trước. Các người là người của Hoa Sơn sao? Hàn Mộc Xuân cau mày, thầm nghĩ. Đệ tử Hoa Sơn đến đây làm gì? Hơn nữa còn bao cả khách sạn, hoành tráng như vậy sao? Đệ tử dẫn đầu kiêu ngạo nói, đúng vậy, chúng tôi là đệ tử Hoa Sơn. Hôm nay có mấy vị tổ sư gia của Hoa Sơn chúng tôi đang dùng bữa ở đây nên mới bao trọn khách sạn. Ông chủ phía sau cũng tỏ ra bất lực. Họ không đủ khả năng để xúc phạm những đạo sĩ này. Tất nhiên, số tiền đặt trước cũng đã trả đầy đủ, đó là niềm an ủi duy nhất của ông ta. Chúng tôi cứ muốn ăn cơm ở đây đấy. Đường Y Y nói, ăn xong, chúng tôi sẽ rời đi. Không được, nhóm người kia không đồng ý, các người nên đi ăn chỗ khác đi. Hàn Mộc Xuân nghe vậy, lập tức nổi cơn tam bành, ở đây còn có chỗ ăn uống nào khác sao? Dù sao thì anh ta cũng ở doanh trại Ung Châu quanh năm nên biết rất rõ về khu vực này. Trước khi vào núi, khách sạn này là nơi dừng chân cuối cùng. Vậy thì tôi không quan tâm, nhóm người này rất ngang ngược. Nói gì cũng không chịu cho qua, các người có thể đi đâu tùy thích, dù sao thì hôm nay chúng tôi cũng đã đặt chỗ rồi. Hay là các người đợi ở bên ngoài, sau khi tổ sư gia của chúng tôi ăn uống no say xong thì các người có thể vào dùng bữa. Làm gì có cái lý đó. Hàn Mộc Xuân nghe được lời này, trong lòng nổi lửa giận. Các anh đừng có mà ức hiếp người quá đáng. Hàn Mộc Xuân quát lên. Sao nào, những đệ tử Hoa Sơn kia cười nhạo.
tên nhóc này, muốn đánh nhau sao? Núi Hoa Sơn ở Tây Nhạc là hang động thứ tư của đạo giáo, là địa linh nhân kiệt, rất nhiều nhân tài xuất chúng. Các đệ tử trong môn phái đương nhiên rất kiêu ngạo và có ít đối thủ. Anh biết tôi là ai không? Hàn Mộc Xuân thấy đối phương không thân thiện, định công bố thân phận trước khi ra tay, tôi đến từ quân đội Ung Châu, phụ trách bên hậu cần. Ha ha, một tên lính quèn cũng sao dám ra vẻ. Trước mặt chúng tôi sao? Tôi còn tưởng rằng anh là chiến thần nữa cơ đấy, lớn lối thật. Các đệ tử Hoa Sơn nghe vậy thì cười lớn, không hề quan tâm. Lý nào lại vậy? Hàn Mộc Xuân càng tức giận hơn khi bị một số đệ tử trẻ tuổi của Hoa Sơn phớt lờ. Những việc khác thì không tính, nhưng bàn đến đánh nhau thì Hoa Sơn chẳng ngán ai ở Ung Châu cả. Vì vậy, anh ta tiếp tục nói về anh họ của mình, anh họ của tôi là Lý Bình Lương, một trong bát kỵ của Ung Châu. Các anh không biết tôi, nhưng chắc đã nghe nói về anh họ của tôi rồi nhỉ. Sau khi nói ra tên anh họ, Hàn Mộc Xuân không khỏi lộ ra vẻ mặt đắc ý, khuôn mặt như bừng sáng. Lý Bình Lương, mấy đệ tử Hoa Sơn nhìn nhau, thấy không quen biết, họ định trả lời. Nhưng ngay lúc đó, mấy người đang làm gì ở đó vậy? Sao ồn ào thế? Mấy đệ tử Hoa Sơn quay đầu lại, sửng sốt, cúi đầu bước sang một bên, miệng gọi một tiếng trưởng lão. Chỉ thấy một ông già có dáng người cao lớn, khí chất phi phàm, phong thái uy nghi. Khi ông ta vừa xuất hiện, đệ tử Hoa Sơn đều cúi đầu, không dám thở một hơi. Diệp Lâm nhìn kỹ hơn, không khỏi ngạc nhiên. Anh thầm nghĩ, thật là trùng hợp. Người tới không ai khác chính là Tàng Kiếm Thượng Nhân, lần trước ở Bạch Vân Quan cùng làm trọng tài với quan chủ Lữ Đạo Hiên. Diệp Lâm không ngờ hôm nay lại trùng hợp như vậy, gặp được ông ta ở đây. Đương nhiên, lúc đó người đang nói chuyện với Tàng Kiếm Thượng Nhân chính là sư phụ Sở Vô Đạo của anh. Diệp Lâm không có quan hệ gì với người này cả. Lên ngoài có một nhóm người cứ đòi ăn cơm ở đây bằng được ạ. Các đệ tử trẻ tuổi giải thích đơn giản. Không phải đã đặt chỗ rồi sao? Tàng Kiếm Thượng Nhân bình tĩnh nói, đuổi bọn họ đi, bảo bọn họ đi nơi khác ăn cơm. Mấy vị sư huynh của ta thích không gian ăn uống yên tĩnh. Nhìn thấy trưởng lão Hoa Sơn tiến tới, Hàn Mộc Xuân cố gắng thương lượng, chúng tôi không phải người bình thường. Tôi đến từ quân đội Ung Châu, và anh họ của tôi là Lý Bình Lương, một trong bát kỵ của Ung Châu. Ông hãy nể mặt quân đội Ung Châu, cho chúng tôi dùng bữa trong đại sảnh, sau đó chúng tôi sẽ rời đi ngay. Đương nhiên là Tàng Kiếm Thượng Nhân không coi trọng bát kỵ Ung Châu, hơn nữa ông ta cũng chưa từng nghe nói đến Lý Bình Lương. Ồn ào, ông ta vừa định vẫy tay, muốn đuổi họ đi. Kết quả là, Tàng Kiếm Thượng Nhân cứng đờ tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì ông ta nhìn thấy một khuôn mặt đáng sợ và quen thuộc trong số bốn người đối diện. Đó không phải là... Tàng Kiếm Thượng Nhân toàn thân run rẩy, đầu óc hỗn loạn, không khỏi nhớ lại trận chiến cuối cùng ở Bạch Vân Quan. Ông ta may mắn sống sót nhưng đã để lại một nỗi ám ảnh suốt đời. Vốn dĩ ông ta định kiếp này sẽ không đến vào thành phố nữa, cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa. Nhưng sợ điều gì thì điều đó lại đến. Ông ta không đi nhưng đối phương lại như một bóng ma đuổi tới tận đây. Bây giờ phải làm sao đây? Cậu! Tầng Kiếm Thượng Nhân lại đối mặt với Diệp Lâm, trong lòng hoảng sợ không biết nên xưng hô thế nào với anh. Không biết đằng sau gương mặt này có còn linh hồn của cao nhân kia không? Mọi thứ về cao nhân lớn đó đều trở thành điều cấm kỵ đối, ông ta không thể nói ra được, thậm chí chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến trái tim ông ta đột ngột ngừng đập, khí huyết dâng trào khắp cơ thể, như thể đang chạm vào cái chết vậy. Đây chính là sức mạnh của thuật cấm kỵ. Theo lời dặn của vị cao nhân đó, sau này nếu gặp lại khuôn mặt này thì nhất định phải nghe theo, không được trái lời. Tàng Kiếm Thượng Nhân đứng sững lại, ông ta chỉ muốn chạy thật nhanh, không muốn đối mặt với khuôn mặt khiến mình sợ hãi nữa. Chúng tôi muốn ăn cơm ở chỗ này, Diệp Lâm nói. Tầng Kiếm Thượng Nhân Nhân nghe được lời này, không khỏi hít một hơi thật sâu. Đây có phải là mệnh lệnh cho ông ta không? Lúc này, Đường Y Y trợn mắt nhìn Diệp Lâm, dường như đang trách anh nhiều lời. Anh có tiếng nói gì ở đây cơ chứ? Hàn Mộc Xuân một lần nữa tiết lộ danh tính của anh họ mình. Mau, Tàng Kiếm Thượng Nhân không nghe được gì nữa, chỉ biết lời nói của Diệp Lâm chính là thánh chỉ, bắt buộc phải tuân theo. Đây cũng là sức mạnh của thuật cấm kỵ. Tất cả lui xuống. Hãy để họ dùng bữa ở đây như ý họ muốn. Tầng Kiếm Thượng Nhân nói, liên tục lùi lại vì sợ. Hãi! Các đệ tử xung quanh thấy vậy thì lấy làm ngạc nhiên,
không ngờ Tàng kiếm trưởng lão lại nhượng bộ một tên linh quèn. Chuyện này là sao? Các cậu đều điếc hết rồi sao? Tôi bảo tất cả lui xuống. Tầng kiếm thượng nhân lại mắng, đẩy mấy đệ tử trẻ tuổi ở cửa ra. Sau đó, do vẫn không quen đối mặt Diệp Lâm, Tàng kiếm thượng nhân chỉ gật đầu. Trong lúc nhất thời không biết nên gọi anh như thế nào, ông ta quay đầu như bỏ chạy, trở về tầng 2 của khách sạn. Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Lâm nữa, Tàng kiếm thượng nhân mới có thể thả lỏng đôi chút. Sư đệ, sao lại hoảng hốt như vậy? Lúc này, trong phòng riêng trên tầng 2, mấy ông già có râu đang nhắm mắt thiền định. Nhưng tất cả đều có chút bất ngờ khi thấy Tàng kiếm thượng nhân tỏ ra hoảng sợ như thể đang trốn tránh một kẻ thù hùng mạnh nào đó. Không, không có việc gì, Tàng kiếm thượng nhân lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng cảm thấy thật thống khổ. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó đã trở thành điều cấm kỵ, ông ta không thể nói gì về chuyện đó, cũng không thể giải thích với ai. Ông ta chỉ sợ mình sẽ phải sống trong cái bóng của người đó suốt đời, không thể sống yên bình được. Là bởi vì thanh niên kia sao? Lúc này, một ông lão đầu chọc khác cúi đầu nhìn xuống. Như thể mở ra con mắt thánh, có thể nhìn ra toàn bộ khách sạn mà không bị cản trở. Xuyên qua sàn nhà, ánh mắt ông ta rơi vào người Diệp Lâm. Lúc này, ở đại sảnh tầng 1, đám đệ tử Hoa Sơn chặn cửa cũng rút lui. Nhóm 4 người cuối cùng cũng có thể vào khách sạn nghỉ ngơi. Wow, anh yêu, anh thật tuyệt vời. Nhìn thấy điều này, Đường Y Y càng ngưỡng mộ bạn trai mình hơn, nghĩ rằng bạn trai mình đúng là toàn năng. Các võ cổ giả phải nể mặt anh, ngay cả trưởng lão uy nghiêm của Hoa Sơn cũng phải cho anh thể diện. Đặc biệt là vừa rồi Hàn Mộc Xuân công bố thân phận và tên của anh họ mình, ông lão lại lộ ra vẻ mặt hoảng sợ như vậy, khiến mọi người nhìn thấy đều ngạc nhiên. Ngay cả Tân Tịch Giao cũng không ngờ rằng bát kỵ của quân đội Ung Châu lại có danh tiếng lớn như vậy. Chỉ cần nói đến tên, từ võ cổ đến Hoa Sơn đều sẽ nhượng bộ 3 phần. Nếu đây là chiến thần của quân đội Ung Châu thì chẳng phải càng tuyệt vời hơn sao? Có vẻ như việc bản thân bảo cô ấy đến tìm chiến thần hỗ trợ thực sự có hiệu quả. Ha ha, cũng bình thường thôi. Hàn Mộc Xuân cũng có chút đắc ý, không ngờ lần này danh hiệu của anh họ anh ta lại đột nhiên hữu dụng như vậy. Lần trước vào quán bar, anh ta muốn ghi nợ nên báo tên anh họ của mình ra nhưng không được. Xem ra những người luyện võ như Võ Cổ và Hoa Sơn vẫn có mắt nhìn hơn. Quý khách, đây là những món ăn đặc biệt của quán chúng tôi, mời dùng bữa. Mọi thứ các vị dùng hôm nay đều miễn phí. Nếu cần bất cứ điều gì, xin hãy gọi cho tôi. Lúc này, chủ quán cũng đích thân phục vụ đồ ăn, rượu và chiêu đãi họ một cách chu đáo. Bởi vì chính ông ta cũng nhìn thấy cảnh vừa rồi. Không ngờ ngay cả những đạo sĩ đó cũng phải tỏ ra lịch sự, vậy thì thân phận và lai lịch của nhóm người này không hề đơn giản. Được rồi, cảm ơn ông chủ. Hàn Mộc Xuân không khách khí chút nào, tận hưởng cảm giác được người ta bợ đỡ. Anh Hàn, chuyến đi này, tôi thật sự rất biết ơn anh. Tân Tịch Giao cũng đích thân rót một ly rượu cho Hàn Mộc Xuân bày tỏ lòng biết ơn. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Hàn Mộc Xuân uống hết một ly, cười nói. Nếu anh trai của tôi ở đây, không khéo mấy ông già đạo sĩ kia còn phải đích thân xuống mời rượu ấy chứ. Vừa dứt lời, anh ta đột nhiên nghe thấy một giọng. Nói già nua từ phía trên truyền đến. Anh bạn nhỏ này, cậu có thể lên lầu nói chuyện được không? Âm thanh tuy không lớn nhưng lại truyền đến tai mọi người có mặt. Ánh mắt Tân Tịch Giao và Đường Y Y rơi vào người Hàn Mộc Xuân. Tự động mặc định anh bạn nhở trong miệng đối phương được chính là Hàn Mộc Xuân. Khụ khụ. Tôi đã nói rồi mà, Hàn Mộc Xuân mỉm cười, đứng lên, rót một ly rượu, nói, nếu là đạo trưởng Hoa Sơn đã mời, vậy tôi cung kính không bằng. Anh ta còn chưa nói xong, Diệp Lâm ngồi ở một bên đã tiếp lời, không cần đâu. Một câu nói không đi của Diệp Lâm lập tức khiến cho bầu không khí ở hiện trường trở nên cứng lại. Đường Y Y nổi giận nói, anh lắm miệng cái gì? Có phải gọi anh đâu? Đúng vậy, người ta nể mặt anh họ tôi mới mời tôi lên trò chuyện. Ai bảo anh từ chối thay tôi? Thật là buồn cười. Hàn Mộc Xuân cũng bị câu nói kia của Diệp Lâm chọc giận. Sau đó, anh ta cười nói với bên trên, ngại quá, là anh ta không hiểu chuyện nói năng lung tung, tôi lên ngay đây. Dứt lời, Hàn Mộc Xuân một tay bưng cốc rượu, chừng Diệp Lâm một cái rồi mới qua người đi lên lầu. Một lát sau, quả nhiên, Hàn Mộc Xuân mặt mày tức giận đi trở về, rượu trong cốc vẫn còn nguyên. Rõ ràng là anh ta đi lên lại không được cho vào. Sao vậy? Đường Y Y vội vàng hỏi. Hừ,
đều là vì anh ta hết. Hàn Mộc Xuân chút giận lên người Diệp Lâm, một câu vừa rồi của anh ta đắc tội với đạo trưởng Hoa Sơn, làm hại tôi chẳng nhìn thấy mặt người ta. Tức chết tôi rồi. Tại sao lại như vậy chứ? Nghe vậy, Đường Y Y cũng trách ngược lại Diệp Lâm, đều tại anh hết. Phải biết rằng lúc nấy là cao nhân Hoa Sơn tự mình lên tiếng mời, nếu có thể đi lên kính một cốc rượu, chụp một tấm ảnh chung, thì sẽ có mặt mũi lắm. Loại cơ hội này không phải ai cũng có thể gặp đâu. Kết quả là tất cả đều bị người ngoài Diệp Lâm phá hư. Ây da, Y Y, anh Hàn, hai người đừng trách anh ấy. Tân Tịch Giao vội vàng lên tiếng bảo vệ Diệp Lâm, anh ấy không cố ý mà. Hừ, tôi thấy anh ta là cố ý. Đường Y Y nói, Giao Giao, tớ nghi ngờ anh ta có động cơ xấu, cố ý dùng kế anh hùng cứu mỹ nhân để tiếp cận cậu, tán tỉnh cậu. Kết quả là tớ dẫn bạn trai theo gây ảnh hưởng tới kế hoạch của anh ta. Vậy nên anh ta mới cố ý phá hư chuyện tốt của bọn tớ. Không có đâu, Tân Tịch Giao nhìn về phía Diệp Lâm với ánh mắt nghi ngờ, cảm thấy anh không phải là loại người như vậy. Sao lại không hả? Đường Y Y hùng hùng hổ hổ nói, hai người mới quen biết bao lâu? Còn bọn mình lại quen biết bao lâu? Giao Giao, sao cậu có thể dễ dàng tin người ngoài mà không tin tớ vậy? Y Y, không phải là tớ không tin cậu, mà là tớ cảm thấy chuyện có hiểu lầm. Tân Tịch Giao cười khổ nói. Đường Y Y quay sang chất vấn Diệp Lâm, anh nói xem, vì sao anh lại muốn phá hư chuyện tốt của chúng tôi? Có phải là anh ghen ghét bạn trai tôi mạnh hơn anh hay không? Ha ha, tôi ghen ghét anh ta hả? Nghe vậy, Diệp Lâm không nhịn được bật cười, lạnh nhạt nói, tôi chỉ là từ chối lời mời của Hoa Sơn dành cho tôi thôi. Cô cho rằng lúc nãy Hoa Sơn mời bạn trai cô hả? Nghe vậy, Hàn Mộc Xuân tức giận đến mức bật cười. Tôi nói này người anh em, có phải là anh bị bệnh ảo tưởng không hả? Mời anh cho rằng anh là ai hả? Đúng vậy, Đường Y Y phụ họa, lúc ra cửa anh quên uống thuốc rồi hả? Giao Giao, tớ thấy anh ta có vấn đề về đầu óc, lát nữa chúng ta đừng dẫn anh ta theo. Diệp Lâm cũng đang có ý này, dù sao cũng tới chỗ rồi, mình có thể tự tìm đường đi, không cần thiết đi chung với đám người này nữa. Sau bữa cơm, đám người giải tán trong không vui. Thấy đám người Diệp Lâm đi rồi, Tàng Kiếm Thượng Nhân thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ xem như tiễn vị thần kia đi rồi. Lúc này, trưởng giáo Hoa Sơn hỏi một người đệ tử trẻ tuổi, Trác Xuyên, cậu thấy thực lực của người trẻ tuổi lúc nấy so với cậu thế nào? Có nắm chắc đánh thắng cậu ta không? Nghe vậy, một đạo nhân trẻ tuổi mặt mày sắc bén đứng dậy nói, thưa sư tôn, chắc là đệ tử có thể đánh thẳng anh ta trong vòng 10 chiêu. Nghe vậy, Tàng Kiếm Thượng Nhân chấn động, vội vàng nói, Trác Xuyên, cậu đừng khinh địch. Cậu có biết cậu ta? Vừa nói đến đây, sắc mặt Tàng Kiếm Thượng Nhân lập tức thay đổi. Bởi vì có cấm kỵ cho nên có rất nhiều lời nói ông ta không thể nào nói ra được. Sư đệ, rốt cuộc hôm nay đệ bị làm sao thế? Đám trưởng lão Hoa Sơn cảm thấy hành vi hôm nay của Tàng Kiếm Thượng Nhân có chút kỳ lạ. Dường như là từ lúc người trẻ tuổi kia đến, ông ta bắt đầu trở nên nghĩ thần nghĩ quỷ, lo lắng hãi hùng. Bọn họ chợt nảy sinh một suy nghĩ khó tin. Có khi nào Tàng Kiếm sư đệ từng thua nặng trong tay thằng nhãi kia không? Vậy nên sư đệ mới có thái độ kiêng kỵ, ném chuột sợ vỡ đồ như thế. Không thể nào. Mọi người lập tức vứt bỏ suy nghĩ khó tin kia đi, cho rằng nó thật sự khó có thể tin nổi. Tàng Kiếm sư thúc, Lưu Trác Xuyên tràn đầy tin tưởng mà cười nói, nếu anh ta muốn đi đại doanh Ung Châu, tham gia tuyển chọn chiến thần, thì tôi sẽ tự mình đánh thẳng anh ta, giành lấy vị trí chiến thần. Có điều. Nói tới đây, Lưu Trác Xuyên lắc lắc đầu, nói tiếp, chắc là anh ta không có tư cách tham gia, anh ta chỉ là một người ngoài cuộc đi xem trò hay thôi. Rốt cuộc thì không phải ai cũng có tư cách tham gia tuyển chọn chiến thần. Hoa Sơn bọn họ khó lắm mới có thể xin được một danh ngạch quý giá từ chỗ Bộ Quốc phòng. Xin được là vì những năm qua Hoa Sơn vẫn luôn âm thầm làm việc cho nhà nước, và Lưu Trác Xuyên cam đầu một đám thanh niên tài tuấn gia nhập ám các do Bộ Quốc phòng bí mật thành lập ngay từ lúc nhỏ, lập được khá nhiều công trạng. Tóm lại là Hoa Sơn bọn họ xứng đáng có được, một danh ngạch. Ai ra, Tàng Kiếm Thượng Nhân thở dài, cuối cùng chỉ có thể khuyên nhủ, tóm lại là cậu phải cẩn thận, tuyệt đối đừng khinh địch. Nhắc nhở thì nhắc nhở như thế, chứ Tàng Kiếm Thượng Nhân biết rõ, nếu Diệp Lâm đến đây vì vị trí chiến thần, thì dù Lưu Trác Xuyên có khinh địch hay không đều sẽ không có gì khác nhau. Ra khỏi quán ăn, Diệp Lâm chào tạm biệt đám người, một mình lên đường. Hừ, thằng nhãi kia cũng tự biết mình đấy chứ. Đường Y Y cười lạnh nói,
biết chúng ta sẽ không chở anh ta đi nên tự giác đi rồi. Hãy, làm hại anh bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ cao nhân Hoa Sơn. Hàn Mộc Xuân vừa tức giận vừa bực bội, lên xe đi, hy vọng lát nữa tới đại doanh Ung Châu sẽ có cơ hội gặp gỡ các vị trưởng lão Hoa Sơn. Tân Tịch Giao thấy bóng dáng lẻ loi, một mình đi đường của Diệp Lâm thì hơi do dự rồi vẫn đuổi theo. Các cậu đi trước đi, Tần Tịch Giao phất tay, tớ đi cùng anh Diệp. Ồ, Giao Giao, cậu điên rồi hả? Đường Y Y giật nảy mình. Tần Tịch Giao mặc kệ sự phản đối và ngăn cản của bản thân, dứt khoát đuổi theo bước chân của Diệp Lâm. Ơ, sao cô lại đuổi theo tôi? Diệp Lâm khó hiểu. Bởi vì tôi tin tưởng lời nói của ông cụ kia, Tần Tịch Giao nói bằng giọng điệu kiên quyết, ông ấy nói tôi gặp anh là được cứu. Vậy nên tôi phải đi theo anh, chắc chắn là không sai được. Cô chắc chắn như vậy hả? Diệp Lâm bất đắc dĩ cười hỏi, không sợ tôi là kẻ lừa đảo hoặc là có ý xấu hả? Không sợ, Tân Tịch Giao lắc đầu, kiên định nói, tôi tin tưởng anh. Lúc này, Hàn Mộc Xuân và Đường Y Y lái xe đuổi theo. Giao Giao, cậu làm gì vậy? Đừng tùy hứng nữa, mau lên xe đi. Đường Y Y gọi Tần Tịch Giao. Tân Tịch Giao lắc đầu, kiên trì nói, không cần đâu, các cậu đi trước đi, bọn tớ tự đi là được rồi. Hàn Mộc Xuân cười lạnh nói, dù các cô có đi qua, nhưng không có tôi dẫn đường là sẽ không có tư cách đi vào. Mau lên đây. Nghe vậy, Tân Tịch Giao cũng cảm thấy có lý. Bọn họ vốn đĩ đi theo Hàn Mộc Xuân, nếu bây giờ tự tách riêng ra thì chắc cũng chẳng đi được. Anh Diệp, hay là, thấy hai người kia đồng ý tiếp tục chở Diệp Lâm cùng đi, Tân Tịch Giao định khuyên Diệp Lâm lên xe. Cô muốn lên xe thì lên đi, cứ mặc kệ tôi. Diệp Lâm nói, tôi tự có cách. Hừ, anh có cách gì chứ? Hàn Mộc Xuân không tin, đi lên phía trước nữa là đại doanh quân đội, người bình thường không thể nào đi vào được. Diệp Lâm mặc kệ bọn họ, tiếp tục đi lên phía trước. Thấy Diệp Lâm không lên xe, Tần Tịch Giao cũng kiên quyết mà đi theo Diệp Lâm. Đường Y Y cực kỳ tức giận, nhưng cũng phải đành chịu thôi. Đúng lúc này, bíp bíp bíp, có vài chiếc siêu xe từ từ dừng lại bên cạnh Tần Tịch Giao. Ơ, đó là Tân Đại Tiểu Thư hả? Chẳng lẽ Tân Đại Tiểu Thư cũng đi xem trận chiến tranh trước chiến thần Ung Châu? Sao không lái xe đi mà đi bộ vậy? Xe hư rồi hả? Tần Tịch Giao nhìn thì thấy đều là người quen. La Thiếu, Bành Thiếu. Cửa xe mở ra, một người trẻ tuổi nhiệt tình mời, mau lên xe đi, tôi chở các người một đoạn đường. Thấy vậy, Tân Tịch Giao kéo Diệp Lâm lên xe ngồi. Cảm ơn La Thiếu, Tân Tịch Giao cười cảm ơn. Hay, La Thiếu hơi lúng túng. Thầm nghĩ tôi chỉ mời một mình cô thôi mà, sao cô còn kéo theo một người đàn ông nữa? La Thiếu có loại cảm giác như bị người ta đoạt tình yêu ngay tại trận vậy. Có điều, La Thiếu vẫn miễn cưỡng cười nói, được chở người đẹp nhất Tân Lĩnh là vinh hạnh của tôi. Tân Tịch Giao không chỉ có tiếng là người đẹp nhất Tân Lĩnh, mà còn là đối tượng yêu thích của đám con cháu nhà quyền quý Ung Châu. Nếu có thể nhân cơ hội dẫn riêng Tân Tịch Giao theo thì tốt rồi. Người anh em tên gì vậy? La Thiếu vừa lái xe vừa tò mò nhìn về phía Diệp Lâm, chủ động hỏi, trông anh lạ mặt quá, không phải là người địa phương chúng tôi, đúng không? Anh ấy là bạn của tôi, Tân Tịch Giao vội vàng trả lời thay cho Diệp Lâm, anh ấy tới Ung Châu để xem trận đấu lựa chọn chiến thần. Ha ha, xem ra trận chiến tuyển chọn chiến thần Tần này thu hút rất nhiều người vùng ngoài La Thiểu liệt kê, ví dụ như cao nhân Hoa Sơn, cổ võ lánh đời. Thậm chí còn có chiến thần các châu khác lục tục tới tọa trấn. Hình như còn có khá nhiều cao thủ đến từ nước ngoài. Rốt cuộc thì Ung Châu chúng ta là địa điểm quân sự quan trọng, vị trí chiến thần liên quan đến rất nhiều thế lực. Nghe vậy, Diệp Lâm giật nảy mình, không ngờ chỉ là một buổi tuyển chọn chiến thần thôi mà lại dẫn tới nhiều người không liên quan như vậy. Tần Tịch Giao là con gái, không thường chú ý mấy chuyện này. Cô thấy La Thiếu nói rõ ràng dễ hiểu mới tò mò hỏi thêm, La Thiếu, anh cảm thấy vị trí chiến thần Ung Châu sẽ rơi vào nhà ai? À, La Thiếu sửng sốt rồi cười khổ nói, vậy thì eo. Phải xem lần này có bao nhiêu người ngoài tham gia tuyển chọn. Nếu chỉ trong Ung Châu thôi thì tất nhiên là Ung Châu Tám Kỵ, một sự tồn tại mạnh nhất quân đội Ung Châu. Có điều, nghe nói lần này là công khai tuyển chọn, không chỉ chọn trong Ung Châu mà còn chọn từ bên ngoài nữa, ngay cả triều đình cũng phái khá nhiều cao thủ trẻ tuổi đi tranh vị trí chiến thần. Triều đình cũng phái người tới nữa hả? Tần Tịch Giao giật mình. Vậy thì khó mà nói kết quả được. Có điều, vị trí chiến thần Ung Châu để trống đã lâu rồi, sao lại đột nhiên công khai tuyển chọn vậy? Tân Tịch Giao vẫn còn một chút ấn tượng với chuyện này.
Từ sau khi chiến thần Côn Luân mất tích, vị trí chiến thần Ung Châu vẫn cứ để trống cho tới tận hôm nay. Đôi lần trong các cuộc liên hoan gia đình, cô có nghe người lớn trong nhà nói về chuyện này, mãi mà chưa thấy người được chọn cho vị trí chiến thần. Hôm nay lại đột nhiên gióng trống khua chiêng công khai tuyển chọn, thật sự là có chút đột nhiên. La Thiếu nói, đó là bởi vì không tìm thấy soái ấn Ung Châu. Soái ấn, Tân Tịch Giao không hiểu. Chính là hổ phù đấy. La Thiếu nói, tôi nghe nói 300.000 quân Ung Châu chỉ nhận hổ phù chứ không nhận người. Vậy nên, dù là triều định phái người hay là tuyển chọn nội bộ, nếu không có hổ phù thì cũng như không, không danh chính ngôn thuận một chút nào. Vậy nên vị trí chiến thần vẫn cứ để trống cho tới hôm nay. Ồ, Tân Tịch Giao gật đầu, thì ra là thế. Vậy bây giờ đột nhiên tuyển chọn chiến thần chính là vì tìm được hổ phù rồi hả? Diệp Lâm tò mò hỏi, bởi vì hổ phù đang nằm ở trong tay anh. Không có La Thiếu nói, nghe nói là triều đình chế tạo một hổ phù mới, sẽ ban cho chiến thần mới, dòng trận tuyển chọn lần này, rốt cuộc thì ba quân không thể không có chủ mãi được. Chỉ là không biết lúc bàn giao có dùng được hay không thôi. Hóa ra là hổ phù trước đây đã thất lạc, vậy nên không thể tùy tiện phái người tới thay vị trí chiến thần. Lần này triều đình chế tạo hổ phù mới, vì để thuyết phục người trong thiên hạ, triều đình ra quân lệnh là người có năng lực sẽ được tiếp quản vị trí chiến thần. Tất cả mọi người trong quân Ung Châu đều có tư cách cạnh tranh vị trí chiến thần. Dù vậy, triều đình vẫn phái thêm cao thủ dự thi đế để phòng bất cứ tình huống nào. Có điều, tới nay vẫn chưa biết cái hổ phù hoàn toàn mới này có thể điều động được bao nhiêu quân Ung Châu. Có đồng ý nghe lệnh hổ phù mới chiến thần mới, tất nhiên cũng sẽ có bảo thủ mong chờ chiến thần cũ trở về. Đến thời điểm bàn giao, thế nào cũng sẽ xảy ra một số vấn đề tranh chấp. Vì nhanh chóng ổn định lòng quân, khiến tất cả đều một lòng, lần tuyển chọn này được tổ chức rất hoành tráng. Trong lúc nói chuyện, xe đã chạy tới gần doanh địa. Bởi vì đây là căn cứ quân sự quan trọng, cho nên cần phải đi bộ vào trong và phải có người đi cùng. Rốt cuộc thì đây không phải là công viên trò chơi, tất nhiên là không thể tự ý lái xe đi rồi. La Thiếu đỗ xe xong rồi nói, xuống xe đi. Một hàng ba người vừa mới xuống xe thì đã thấy đám người Đường Y Y và Hàn Mộc Xuân. Hân Mộc Xuân thấy Diệp Lâm dám đi theo, nhớ lại dọc đường đi Diệp Lâm bất kính với mình thì rất là khó chịu. Vậy nên anh ta gọi điện thoại cho anh họ, nhờ anh họ nói với gác cổng là không cho Diệp Lâm vào trong. Cậu định làm cái gì nữa vậy? Sau khi bắt máy, đối với yêu cầu của em họ Hàn Mộc Xuân, Lý Bình Lương cảm thấy khó hiểu, vốn định không xen vào. Anh họ, anh nghe em nói nha, vì để anh họ ra tay, Hàn Mộc Xuân thậm chí cố ý hắt nước bẩn lên người Diệp Lâm. Vụ oan một vài tội có lẽ không, anh ta kia có hành vi cử chỉ rất kỳ lạ, lỡ như anh ta là đặc vụ do địch quốc phái tới thì sao? Nói sao thì cuộc tuyển chọn chiến thần lần này cũng có liên quan đến khắp nơi, anh cũng không muốn giữa chừng xảy ra ngoài ý muốn, đúng không? Em cũng là người trong quân, em tin tưởng trực giác của mình, em lừa anh làm gì chứ? Nghe vậy, Lý Bình Lương cũng sợ nếu lỡ xảy ra ngoài ý muốn thì anh ta sẽ chẳng thể chối tội của mình. Vậy nên tuân theo nguyên tắc thả rằng giết sai cũng không thể bỏ sót, nói, được rồi, cậu gửi ảnh chụp của thằng nhãi kia qua đây đi, anh sẽ sắp xếp. Cảm ơn anh họ Hàn Mộc Xuân nghe vậy thì rất vui mừng, vội vàng chụp lén Diệp Lâm một tấm ảnh rồi gửi cho anh họ, sau đó chỉ đợi trò hay mở màn. Lúc này, Đường Y Y và vài tên đại thiếu cùng giới đang tụ tập một chỗ, chuẩn bị cùng nhau đi vào trong doanh địa. Đợi đã, lúc này, Hàn Mộc Xuân tràn đầy tự tin đi tới, nói. Để tôi dẫn các cậu đi vào, chỉ có anh ta là không được đi vào. Dứt lời, Hàn Mộc Xuân chỉ về phía Diệp Lâm. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Diệp Lâm bằng ánh mắt khó hiểu. Tuy rằng Diệp Lâm là người lạ, nhưng thấy anh ta đi cùng Tân Tịch Giao nên mọi người cũng không nói gì nhiều. Anh Hàn, anh có ý gì vậy? Tân Tịch Giao có chút bực bội. Không có ý gì cả, Hàn Mộc Xuân nói, tôi vừa nhận điện thoại của anh họ tôi. Nghĩ ngờ anh ta có vấn đề về thân phận, không đủ tư cách đi vào bên trong. Tốt nhất là các cậu cũng cách xa anh ta một chút, để tránh bị liên lụy và mất đi tư cách đi vào bên trong. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều giật mình. Thân phận có vấn đề. Chẳng lẽ anh ta là gian tế nước ngoài hả? Ha ha, quả nhiên là. Đường Y Y vui sướng khi người gặp họa, từ ánh mắt đầu tiên là tôi đã cảm thấy anh ta có chỗ không đúng rồi. Giao Giao. Cậu mau cách xa anh ta một chút. Đám con nhà giàu xung quanh vốn dĩ liền có chút ghen ghét khi thấy Tân Tịch Giao thân thiết với Diệp Lâm, nghe vậy thì cũng nhân cơ hội lên tiếng.
Tân đại tiểu thư, thân phận của anh ta có vấn đề, cô mặc kệ anh ta đi. Đúng vậy, chúng ta mau vào trong đi, dù sao cô cũng đâu quen biết anh ta. Thấy vậy, Diệp Lâm liền biết ngay là Hàn Mộc Xuân giở trò quỷ. Có điều, mình là truyền nhân của chiến thần, sao có thể sợ mấy cái trò vặt vãnh này chứ? Giao Giao, cậu mau lại đây. Đường Y Y vội vàng kéo bản thân cách xa Diệp Lâm. Nhưng mà, càng là những lúc như thế này, Tần Tịch Giao càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình, các cậu vào đi thôi, nếu anh Diệp không đi thì tớ cũng không đi. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều rất khó hiểu. Bọn họ không hiểu vì sao Tần Đại Tiểu Thư lại làm như vậy. Chẳng lẽ là thích thắng nhãi kia? Trong nhất thời, bọn con trai đều nhìn về phía Diệp Lâm bằng ánh mắt nhìn tình địch. Thật sự không hiểu thằng nhãi kia rốt cuộc có tài đức gì mà có thể khiến cho người đẹp nhất Tân Lĩnh cố chấp đi theo anh ta. Ngay lúc hai bên đang dây dưa, đám nhãi danh các con tụ tập ở đây nói chuyện gì vậy? Còn không mau đi vào bên trong đi. Một đám đàn ông Tây Trang dày da đột nhiên đi tới, tất cả đều là nhân vật có tiếng, đại lão thương giới Ung Châu, cũng là bậc cha chú trong nhà của đám con cháu nhà giàu bên kia. Bọn con đang định đi vào trong. Có điều ở đây có một tên không rõ thân phận. Không rõ thân phận. Đám đại lão nhìn theo hướng chỉ của đám con cháu rồi thấy được Diệp Lâm. Trong đám bọn họ có khá nhiều đại lão thương nghiệp từng gặp Diệp Lâm ở Yến Kinh, thậm chí hai bên còn ký khá nhiều dự án hợp tác. Dù rằng sau đó Diệp Lâm đắc tội với đại thiếu viện kiểm sát, bọn họ sợ bị liên lụy nên sôi nổi đi về. Có điều, sau lưng Diệp Lâm vẫn còn cao nhân thần bí, lại thêm có người của Bộ Tài chính bảo đảm. Vậy nên Diệp Lâm vẫn là một sự tồn tại khiến bọn họ phải ngước lên nhìn. Lúc gặp lại Diệp Lâm, bọn họ không dám làm lơ, sôi nổi đi lên chào hỏi thân thiết. Diệp tiên sinh. Hóa ra là cậu hả Diệp tiên sinh. Sao cậu tới Ung Châu mà không báo trước một tiếng, để tôi phái người đi đón cậu. Trong nhất thời, có hơn một nửa đại lão thương nghiệp đi lên chào hỏi Diệp Lâm. Còn người không quen biết Diệp Lâm. Thấy đám ông tổng bên cạnh mình khép na khép nép với Diệp Lâm thì cũng không dám lơ là, sôi nổi đi lên chào hỏi hoặc là gửi danh thiếp tự giới thiệu. Thấy phản ứng của bậc cha chú trong nhà, đám con cháu Đường Y Y đều ngây ngẩn cả người. Nhất là Đường Y Y và bạn trai Hàn Mộc Xuân của cô ta. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ rằng thằng nhãi ăn nói lung tung kia lại có thế khiến cho đám đại lão ở đây khom lưng chào hỏi. Cha ơi, Đường Y Y thậm chí nhìn thấy cha mình đứng bên cạnh Diệp Lâm. Cúi đầu khom lưng nói chuyện, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Đã lâu lắm rồi cô ta mới lại nhìn thấy dáng vẻ khom lưng uốn gối của cha. Trời ạ, người mà tôi thuận đường trở đi lúc nấy lại là một vị đại lão giấu mặt. La Thiếu thấy vậy thì giật nảy mình, đồng thời cảm thấy may mắn vì lúc ấy mình nể mặt Tân Tịch Giao. Không có lắm miệng mà đuổi anh ta xuống xe, nếu không thì thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả. Anh Diệp, anh, Tân Tịch Giao cũng rất bất ngờ. Không ngờ Diệp Lâm không chỉ giỏi đánh nhau, mà còn có thân phận hiển hách nữa. Thấy các đại lão nhà họ Đường, nhà họ La đều khúm núm trước Diệp Lâm, Tân Tịch Giao thầm nghĩ nếu nhà họ Tần ở đây thì chắc cũng sẽ như vậy mà nhỉ. Tân Tịch Giao nhớ lại cảnh lúc trước gặp ông cụ nói Diệp Lâm có thể cứu mình, có lẽ không phải chỉ có đánh nhau cứu mình, mà còn có thể dùng thân phận đi cứu mình. Có khi nào cổ võ giá nhìn thấy Diệp Lâm cũng sẽ có thái độ như thế hay không? Hừ! Cho dù quen biết vài ông chủ thì sao chứ? Sau cơn ngạc nhiên, Hàn Mộc Xuân bắt đầu khinh thường Diệp Lâm. Nếu anh họ tôi ở đây thì bọn họ cũng sẽ nịnh bợ lấy lòng anh họ tôi thôi. Chờ sau khi anh họ tôi trở thành chiến thần Ung Châu, bọn họ ngay cả tư cách nói chuyện với anh họ tôi cũng không có. Hứ, Diệp tiên sinh cái gì chứ? Ngay cả sách giày cho anh họ tôi cũng không xứng. Hàn Mộc Xuân và Đường Y Y đều rất khó chịu. Nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Diệp Lâm trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường, giống như những vì sao xoay quanh mặt trăng vậy. Anh ta đắc ý không được bao lâu đâu. Mau xem kìa, người nhà họ Tân tới rồi. Ha ha. Hàn Mộc Xuân đột nhiên sáng mắt lên, chỉ một ngón tay ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp họa. Một sự kiện quan trọng của Ung Châu, sao có thể thiếu sự có mặt của gia tộc quyền thế bản địa như nhà họ Tần được. Đường Y Y nhìn theo hướng mà bạn trai chỉ. Giật mình, bác Tân. Hai nhà họ Tần và Đường đều là danh môn vọng tộc của Ung Châu, có mối quan hệ tốt với nhau qua nhiều đời. Đường Y Y thấy cha của Tân Tịch Giao thì cũng phải gọi một tiếng bác. Người lớn trong nhà Tần Tịch Giao đều đi về phía bên này, bên cạnh bọn họ là một đám cổ võ giả mặc đồ Đường khí thế hơn người,
khiến người ta vừa nhìn là cảm thấy sợ hãi. Wow, người nhà họ Tần tới rồi. Trời ạ, ngay cả cổ võ giả đứng sau nhà họ Tần cũng tới nữa hả? Đám đại lão ở đây thấy người nhà họ Tần tới thì sôi nổi nhường đường gật đầu chào hỏi. Không xong rồi. Tần Tịch Giao vừa quay đầu liền thấy ánh mắt giận dữ của cha mình. Cô rất bối rối, hoảng loạn, không biết phải làm sao. Nhất là khi thấy nhà họ Tần cổ võ cũng đi theo thì có loại cảm giác chắp cánh khó thoát. Ngay sau đó, Tần Tịch Giao nhìn về phía bạn thân Đường Y Y, hy vọng bạn trai của bạn thân có thể đứng giữa hòa giải. Chỉ là lần này, Đường Y Y và Hàn Mộc Xuân đều tỏ vẻ sống chết mặc bây, chợt xem kịch vui, không định giúp đỡ. Giao Giao, là cậu tin tưởng thằng nhãi kia, không nghe lời nói của tớ cơ mà. Đường Y Y khoanh tay trước ngực, lùi ra sau một bước, nói, cậu tự nghĩ cách đi. Tớ không quan tâm cậu nữa. Nhà họ Tần cổ võ, quân Ung Châu chúng tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà các người. Hàn Mộc Xuân hô lớn lên để phủi sạch quan hệ. Sau đó, anh ta lạnh lùng nhìn về phía Diệp Lâm, thầm nghĩ, anh đắc tội nhà họ Tần cổ võ rồi, để tôi xem anh sẽ giải quyết thế nào. Tần Tịch Giao thấy vậy thì trong lòng nặng nề đến cực điểm. Lần này mình trốn không thoát, mình còn liên lụy đến anh Diệp nữa, có khi anh ấy sẽ bị đám cổ võ giả của gia tộc đánh chết mất. Anh Diệp, anh mau chạy đi, Tần Tịch Giao nhỏ, giọng nói. Chạy hả, Diệp Lâm mỉm cười, dù có chạy thì cũng là bọn họ chạy. Diệp Lâm sao có thể sợ hãi nhà họ Tần một trong bảy thị cổ võ chứ? Hừ, chết đã đến nơi rồi mà còn dám mạnh miệng. Hàn Mộc Xuân nghe vậy thì cười lạnh liên tục, chỉ mong lát nữa bị đánh, anh vẫn còn có thể kiên cường như vậy, đừng có cầu xin tôi cứu giúp. Lúc bọn họ đang nói chuyện, đám người nhà họ Tần lục tục đi tới. Tịch Giao, con cũng ở đây hả? Thật là bướng bỉnh, còn không mau lại đây. Ông Tần thấy con gái thì lập tức quát lớn, bảo con gái lại đây nhận sai với nhà họ Tần cổ võ. Thấy vậy, Tần Tịch Giao vô thức đi lên một bước che trước người Diệp Lâm, không muốn liên lụy tới Diệp Lâm. Có điều, Hàn Mộc Xuân đứng bên cạnh, dáng vẻ chỉ sợ chuyện không lớn hơn nữa, cố ý chỉ phía Diệp Lâm, nói, chú Tần, giúp con gái chú đào hôn và đánh bảo vệ nhà họ Tần đều là việc làm của thằng nhãi kia kìa. Nghe vậy, người nhà họ Tần đều lướt qua Tần Tịch Giao, đồng thời nhìn về phía Diệp Lâm. Đa số người nhà họ Tần thế giới bình thường đều cảm thấy Diệp Lâm rất lạ, không quen biết Diệp Lâm. Chỉ có Tần thị cổ võ là sôi nổi lộ ra vẻ mặt sợ hãi, thầm nghĩ, đúng là cậu ta rồi. Trước đó có hai tộc nhân chạy về báo tin là nhìn thấy Diệp tiên sinh, quả nhiên là không có nhận sai người. Lúc này, Tần Tuyết Dung đột nhiên đi qua bên này. Wow! Cô nàng kia xinh đẹp quá đi, lại còn rất có khí chất nữa. Không hổ là cổ võ giả, cảm giác không bình thường một chút nào. Mọi người ở hiện trường, đặc biệt là đám trai trẻ đã từng thấy đủ loại người đẹp, mới lần đầu tiên thấy loại người đẹp cổ võ có được khí chất hơn hẳn người thường như Tần Tuyết Dung, đều không nhịn được xem đến mê mẩn. Ngay cả Tần Tịch Giao cũng cảm thấy tự ti khi đối mặt với người chị họ cố võ cùng tộc là Tần Tuyết Dung. Dù cho Tần Tịch Giao cũng là người đẹp trăm dặm mới có một trong thế giới bình thường, nhưng khi so với Tần Tuyết Dung có danh hiệu người đẹp đẹp nhất thì vẫn có một sự chênh lệch rất lớn. Đúng là một đóa hoa hồng có gai. Nhìn thấy Tần Tuyết Dung, Hàn Mộc Xuân không nhịn được khen ngợi một câu. Nghĩ thân phận cổ võ giả của đối phương, anh ta không dám có suy nghĩ xấu xa, anh ta cho rằng chỉ có cao thủ như anh họ mình mới có thể chinh phục người đẹp như Tần Tuyết Dung. Hừ, có thể được người đẹp cấp bậc này đánh. Cũng coi như là anh ta có phúc. Đường Y Y thấy vậy thì cho rằng Tần Tuyết Dung qua đây để đánh Diệp Lâm. Thấy vậy, Tần Tịch Giao có chút sợ hãi, vội vàng ngăn cản ở giữa hai người, lên tiếng cầu xin, chị Tuyết Dung, chị đừng. Tần Tịch Giao còn chưa nói xong thì thấy Tần Tuyết Dung đi lên khom người hành lễ, xin chào tiên sinh. Tất cả mọi người đều cho rằng cổ võ nhà họ Tần đi sang bên này là vì đánh Diệp Lâm. Kết quả tuyệt đối không ngờ rằng người ta lại gọi một tiếng Diệp tiên sinh giống đám đại lão thương nghiệp lúc nãy. Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi người giật mình nói không nên lời. Cho đến khi càng lúc càng nhiều cổ võ giả nhà họ Tần đi lên chào hỏi. Diệp tiên sinh. Đúng là Diệp tiên sinh rồi. Đã lâu không gặp, lần trước ở Bạch Vân Quan không thấy Diệp tiên sinh. Tuy rằng mọi người đã bị xóa bỏ đoạn ký ức về trận chiến ở Bạch Vân Quan. Nhưng mà ký ức về kết quả trận chiến ấy thì chỉ như mới đây, giới cổ võ bị tổn thất nặng nề, thương vong vô số, cứ nghĩ tới là cảm thấy sợ hãi. Nhất là nhà họ Tần, vốn dĩ nghi ngờ Diệp Lâm có quan hệ với kiếm tiên, lần này gặp lại càng thêm không dám lơ là,
ai nấy đều dè dặt khom người chào hỏi. Ơ kia! Một màn này khiến mọi người xung quanh đều ngây ngẩn cả người. Thấy vậy, đám đại lão các giới Ung Châu càng thêm kính phục Diệp Lâm. Bọn họ thầm nghĩ không hổ là Diệp tiên sinh, năng lực rất mạnh, đến mức khiến cho Tần thị cổ võ cũng phải chịu thua. Hai người Hàn Mộc Xuân và Đường Y Y thấy vậy thì trợn to mắt ra nhìn, trợn to tới mức suýt rơi cả tròng mắt. Sao có thể chứ? Đường Y Y lắc đầu liên tục, cho rằng mình đang nằm mơ. Một tên trông có vẻ bình thường như anh ta sao có thể làm cho đám cổ võ giả kính sợ được chứ? Có khi nào là một đám cổ võ giả giả hay không? Ơ kìa, Hàn Mộc Xuân trợn mắt há mồm, cực kỳ xấu hổ. Anh ta vốn định xem trò cười của đối phương, kết quả là đối phương không có trò cười, ngược lại là mình trở thành trò cười. Người nhà họ Tân cứ mở miệng ra là Diệp tiên sinh, thật sự giống như là tát lên mặt Hàn Mộc Xuân, khiến anh ta đứng ngồi không yên. Nhớ lại vừa rồi mình làm bậy làm bạ, thậm chí còn châm ngòi người ta, kết quả là người ta không hề để ý tới mình, Hàn Mộc Xuân nghĩ nghĩ rồi thấy cực kỳ mất mặt. Có khi nào cổ võ nhà họ Tân, nhận sai người rồi không? Hàn Mộc Xuân có chút buồn bực vò đầu. Anh ta thầm nghĩ thằng nhãi kia có tài đức gì mà có thể làm cho nhà họ Tân cổ võ khom lưng chứ? Cho dù anh họ mình ở đây thì cũng chưa chắc có nhiều mặt mũi đến như vậy. Thằng nhãi kia con mẹ nó quỷ dị quá đi. Anh Diệp, chị Tuyết Dung, hóa ra là hai người quen nhau hả? Tân Tịch Giao trợn to đôi mắt đẹp, giật mình tới mức không khép miệng lại được. Cô còn đang lo lắng mình sẽ liên lụy đến đối phương, kết quả là mình lo lắng nhiều rồi. Người ta đã quen biết nhau từ lâu, còn có vẻ rất thân thiết nữa. Ừ, bọn chị quen nhau lâu rồi, Tân Tuyết Dung cười nói. Chính là vì cô ta lần lượt ra mặt hòa giải, nên mỗi khi bảy thì cổ võ có xích mích với Diệp Lâm. Nhà họ Tần đều có thể đứng ngoài cuộc, dẫn đến mối quan hệ giữa hai bên không đến mức căng thẳng. Tân Tịch Giao lập tức hiểu ra vấn đề. Cô thầm nghĩ lúc nãy hai vị cổ võ giả nhà họ Tần vừa thấy bọn họ liền bỏ đi, không phải là vì lời nói của Hàn Mộc Xuân, mà là vì thấy anh Diệp. Tịch Giao, cậu này là... Thấy vậy, ông Tần kích động đi lên hỏi thăm. Rốt cuộc thì đây chính là người mà chỗ dựa cổ võ của nhà họ Tần bọn họ cũng phải tôn kính, ông ta phải nghĩ cách làm quen mới được. Không ngờ con gái lại có được một người bạn ghê gớm như vậy. Cha, anh ấy là... Tần Tịch Giao kể lại một lần cảnh gặp nhau giữa mình và Diệp Lâm. Ồ, cảm ơn cậu đã cứu con gái tôi. Ông Tân kích động tỏ vẻ cảm ơn. Ông ta hoàn toàn quên mất đám vệ sĩ kia là do ông ta phái ra. Đám vệ sĩ đi theo sau ông Tần lập tức xấu hổ, có loại cảm giác bị ông chủ phản bội. Bọn họ thầm nghĩ, hay là bỏ đi thôi. Giờ phút này... Diệp Lâm nhớ lại lúc nãy Tân Tịch Giao thấy có nguy hiểm thì bảo mình chạy đi, thậm chí còn che trước người mình, dùng thân hình nhỏ yếu đi bảo vệ mình. Vậy nên có qua có lại, Diệp Lâm cũng giúp Tân Tịch Giao hỏi một câu, nghe nói giới cổ võ đang liên hôn rầm rộ. Có chuyện này nữa hả? Nghe vậy, đám cổ võ giả nhà họ Tân đều đờ người ra, không biết nên trả lời thế nào. Thì là lựa chọn một số hạt giống tu luyện tốt. Tân Tuyết Dung thấy em Tịch Giao dường như có gì đó với Diệp tiên sinh nên vội vàng ra mặt giải thích. Em Tịch Giao vừa khéo có thể chất băng cơ ngọc cốt, thiên phú cao hơn cả tôi nữa. Nếu em ấy muốn. Diệp Lâm trả lời thay Tần Tịch Giao, cô ấy không muốn. Vâng vâng, Tân Tuyết Dung lập tức câm miệng, bảo đảm, chúng tôi sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Ông Tân đứng bên cạnh nghe mà trợn mắt há mồm, không ngờ chỗ dựa cổ võ giả sau lưng mình lại bảo sao nghe vậy. Không dám cãi lại một chút nào với người thanh niên kia. Ây ra, Tịch Giao, con không muốn sao không nói sớm. Ông Tần cười hòa giải, sau này cha sẽ không bắt buộc con nữa. Nghe lời nói của cha, Tân Tịch Giao mới hồi hồn lại từ cơn chấn động. Nhất là khi nghe câu cô ấy không muốn cực kỳ bá đạo của Diệp Lâm, Tân Tịch Giao cảm thấy lòng mình vô cùng rung động. Trời ạ, Đường Y Y và Hàn Mộc Xuân thấy vậy đều ngây ngẩn cả người. Không ngờ chuyện Tân Tịch Giao đào hôn lại bị Diệp Lâm giải quyết bằng một câu nói. Cổ võ giả nhà họ Tân hèn nhát quá vậy. Sao lại nghe theo lời của thằng nhãi kia chứ? Hàn Mộc Xuân nghĩ muốn nát đầu óc cũng không nghĩ ra được chuyện này là sao. Diệp tiên sinh, anh đến đây để xem trận đấu tuyển chọn chiến thần Ung Châu hả? Ngay sau đó, Tân Tuyết Dung đối sang đề tài khác để hòa hoãn bầu không khí. Không phải Diệp Lâm lắc đầu. Hả, Tân Tuyết Dung giật mình. Vậy là Diệp tiên sinh đến đây để tham gia thi đấu vị trí chiến thần. Với thực lực mạnh mẽ của Diệp Lâm, anh đúng là có tư cách cạnh tranh chức vị chiến thần.
cũng không phải Diệp Lâm lắc đầu lần nữa. Nghe vậy, mọi người ở đây đều không hiểu ra sao. Không phải tới xem thi đấu, cũng không phải đến tham gia thi đấu. Vậy anh ta tới đây làm gì? Tôi tới tiếp quản 300.000 đại quân Ung Châu. Diệp Lâm nói ra lời nói chấn động toàn trường bằng giọng nói bình tĩnh nhất. Lời nói của Diệp Lâm giống như sấm sét đánh xuống đất bằng, khiến mọi người ở đây đều giật nảy mình, cả buổi chưa thế hồi hồn lại được. Vị trí chiến thần chưa có chủ. Cuộc tuyển chọn còn chưa bắt đầu. Vậy mà anh ta dám nói rằng mình đến đây để tiếp quản 300.000 quân Ung Châu. Bởi vì người nói ra câu nói cực kỳ kiêu ngạo kia là Diệp Lâm, cho nên đám đại lão và cổ võ giả ở đây dù có chấn động cũng không dám phản bác. Nếu đổi lại là người khác thì chắc là bị mảng điên rồi. Nói thẳng ra là dù có thông qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn, thẳng được chức vị chiến thần, thì khi bàn giao hổ phù mới cũ, 300.000 quân Ung Châu chỉ nhận hổ phù không nhận người chưa chắc đã nghe lệnh. Vậy mà bây giờ, khi mà mọi thứ còn chưa đâu vào đâu, Diệp Lâm lại dám tuyên bố là tới đây tiếp quản quân Ung Châu, có khác gì đang kể chuyện cười quốc tế đâu chứ. Kể cả đám cổ võ giả nhà họ Tân cũng cảm thấy lời nói việc làm của Diệp Lâm có chút quá xa sự thật. Phụt! Nghe xong lời nói của Diệp Lâm, Hàn Mộc Xuân suýt chút nữa hộc máu. Anh ta thầm nghĩ có phải là thằng nhãi kia điên rồi không? Tạm thời không nói anh ta có tư cách tham gia tuyển chọn chiến thần hay không. Cho dù anh ta có tham gia được đi, thì nhiều lắm chỉ là đi ngang qua sân khấu rồi thôi. Hừ, đừng tưởng rằng quen biết vài tên cổ võ giả là có thể bày ra cái vẻ ta đây vô địch thiên hạ. Chức vị chiến thần Ung Châu cuối cũng vẫn sẽ rơi vào tám kỵ thôi. Ngay cả anh họ tôi cũng không dám nói là mình thắng chắc rồi, huống chỉ là anh. Đúng là không biết tự lượng sức mình, khiến cho người ta cười đến rụng răng. Đường Y Y cũng phụ họa bạn trai, nhìn về phía Diệp Lâm bằng ánh mắt khinh thường, theo em thì Mộc Xuân anh có tư cách đoạt vị trí chiến thần hơn cả anh ta nữa. Rốt cuộc thì anh cũng là quân Ung Châu chính quy mà. Nghe vậy, Hàn Mộc Xuân cười nói thì nói như vậy, chứ quân Ung Châu chúng ta nhân tài đông đúc, anh có tự mình hiểu lấy mình, sẽ không mơ mộng viển vông. Chỉ có kẻ điên và kẻ ngu mới có thể ăn nói bậy bạ, mơ mộng hão huyền. Muốn thống lĩnh 300.000 quân Ung Châu hả? Ha ha, kiếp sau cũng không có cơ hội đâu. Tuy rằng lời nói của Diệp Lâm dẫn tới sự chấn động và khó hiểu của mọi người, nhưng mà vì nể mặt Diệp Lâm, mọi người vẫn phụ họa vài câu, ví dụ như là dám nghĩ dám làm, chuyện thành do người. Đa số người đều không coi trọng lời nói của Diệp Lâm, cho rằng chỉ là một lời nói đùa mà thôi. Lúc này, có người nói, chúng ta vào trước đi. Thấy vậy, Hàn Mộc Xuân chợt nhớ đến sự sắp xếp của anh họ. Vậy nên anh ta thả chậm bước chân đi cuối cùng, dáng vẻ muốn xem kịch vui. Anh ta thầm nghĩ, muốn thống lĩnh 300.000 quân Ung Châu hả? Anh đi qua được cổng lớn quân doanh rồi hãy nói. Đúng lúc này, đột nhiên có người dừng bước hô lên, mau xem kìa, là người của Hoa Sơn. Wow, là đệ tử Hoa Sơn thật nha. Nghe nói Hoa Sơn Tây Nhạc cũng sẽ tham gia trận đấu đoạt vị chiến thần lần này, không ngờ là thật nha. Rốt cuộc thì trong phạm vi Ung Châu, Hoa Sơn là một thế lực có địa vị quan trọng và không thể khinh thường. Thấy đám người Hoa Sơn đi tới, mọi người không nhịn được cảm thán và dừng bước nhìn qua, thậm chí định chờ bọn họ lại gần thì đi lên chào hỏi vài câu. Hàn Mộc Xuân thấy vậy thì rất vui mừng. Nhất là khi thấy Tàng Kiếm Thượng Nhân, một vị cao nhân Hoa Sơn mà anh ta từng gặp một lần ở quán ăn lúc nãy. Anh ta vốn định cầm rượu lên lầu, nhân cơ hội chào hỏi các vị trưởng lão Hoa Sơn và cao nhân Hoa Sơn. Kết quả là vì một câu nói không biết tự lượng sức mình của Diệp Lâm, dẫn tới anh ta bỏ lỡ cơ hội tốt, khiến anh ta cực kỳ hối hận. Lúc này, thấy đám người Hoa Sơn, Hàn Mộc Xuân lập tức chủ động đi lên chào hỏi. Đạo trưởng, lúc nãy chúng ta gặp nhau một lần ở quán ăn. Hàn Mộc Xuân cười nịnh nọt giải thích hiểu lầm vừa rồi. Tôi tên là Hàn Mộc Xuân, anh họ của tôi là Lý Bình Lương, một trong tám kỵ Ung Châu. Các vị mời tôi lên lầu trò chuyện. Đến cùng không thành đều là do thằng nhãi họ Diệp kia phá hư. Tàng Kiếm Thượng Nhân liếc Hàn Mộc Xuân một cái, thầm nghĩ thằng nhãi này là ai vậy? Lúc nãy trong quán ăn, tăm mắt của Tàng Kiếm Thượng Nhân hoàn toàn bị Diệp Lâm thu hút, cơ bản là không để ý đến người khác. Giờ phút này, thấy Hàn Mộc Xuân nói năng cứu hai người rất thân thiết với nhau, Tàng Kiếm Thượng Nhân ngây ngẩn cả người. Có điều, khi nghe Hàn Mộc Xuân nhắc tới họ Diệp, Tàng Kiếm Thượng Nhân lập tức giật nảy mình. Giống như là phản xạ có điều kiện, cảm giác sợ hãi người kia đã khắc sâu trong lòng. Nói trùng hợp thì cũng trùng hợp, Tàng Kiếm Thượng Nhân đi tới,
vừa mới ngẩng đầu lên liền thấy Diệp Lâm đứng ở đối diện. Khoảnh khắc hai người bốn mắt nhìn nhau, Tàng Kiếm Thượng Nhận khựng bước lại. Ông ta muốn rời tầm mắt giả vờ không thấy, nhưng nhớ tới lời dặn dò của vị kia thì không dám làm vậy. Rốt cuộc thì vị kia là một sự tồn tại khủng bố không thể miêu tả. Vị kia đã dặn là sau này phải nghe lời Diệp Lâm, không được trái ý một chút nào. Tàng Kiếm Thượng Nhân, lúc này, Diệp Lâm đột nhiên mở miệng, chủ động gọi ông ta lại. Nghe vậy, Tàng Kiếm Thượng Nhân lại giật mình. Đối mặt với lời nói của Diệp Lâm, ông ta không thể coi như không nghe thấy, đành phải căng ra đầu đi lên phía trước, khom người thi lễ, Diệp. Diệp tiên sinh cần gì vậy? Thấy một vị trưởng lão Hoa Sơn lại bị Diệp Lâm gọi thẳng tên lại, hiện trường lại rơi vào chấn động và yên tĩnh. Trời ạ, Hàn Mộc Xuân giật nảy mình, cằm suýt rơi xuống đất. Một màn này gây cảm giác chấn động cho anh ta chẳng thua kém gì ban ngày ban mặt đâm quỷ. Đồng thời, trong lòng anh ta nảy sinh một suy đoán khó tin, chẳng lẽ lúc nãy trong quán cơm, đệ tử Hoa Sơn cho bọn họ vào cửa và lời mời gặp gỡ trò chuyện đều là vì thằng nhãi kia. Một bên khác, dù là đại lão thương giới Ung Châu hay là cổ võ giả Tân Thị, khi thấy một màn này đều lộ ra vẻ mặt kính nể Diệp Lâm. Có thể dùng một câu gọi một vị trưởng lão Hoa Sơn đến hỏi chuyện, có thể thấy được là lời nói của anh ta có sức nặng đến thế nào. Ít nhất là ở hiện trường, không có ai dám nói chuyện kiểu như vậy với trưởng lão Hoa Sơn. Cho dù là Tân Thị cổ võ cũng không dám. Còn Diệp Lâm thì dám nói, điều khiến người ta khó tin hơn nữa là Tàng Kiếm Thượng Nhân thật sự nghe lời đi qua, và thái độ đối với Diệp Lâm giống hệt như đám đại lão lúc nãy. Đều là khom lưng đứng một bên, giống như là cấp dưới chờ cấp trên ra lệnh. Một màn này không chỉ khiến cho mọi người chấn động, mà còn khiến cho đám người Hoa Sơn cũng chấn động, sôi nổi dừng bước quay đầu lại nhìn. Sư Thúc, Liêu Trác Xuyên vô cùng khó hiểu vì sao Sư Thúc lại nghe lời của thằng nhãi kia. Đám người trưởng giáo Hoa Sơn chợt nhớ lại một chuyện, từ sau khi gặp người trẻ tuổi họ Diệp kia, lời nói việc làm của Tàng Kiếm Thượng Nhân đều trở nên là lạ. Dường như là có lý do gì đó khó nói. Bây giờ Tàng Kiếm Thượng Nhân lại bị một câu nói của đối phương gọi đi nữa. Rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thật sự là khiến người ta không hiểu ra sao. Diệp tiên sinh cần gì vậy? Tàng Kiếm Thượng Nhân có một chút lo sợ, không biết Diệp Lâm gọi mình lại đây để làm gì. Tôi hỏi ông Diệp Lâm nói, hôm nay là tuyển chọn chiến thần, Hoa Sơn các ông tới đây để làm gì? Chẳng lẽ là phái người tới tham gia tuyển chọn hả? Trong trận chiến Bạch Vân Quan lần trước, Hoa Sơn chỉ phái có một mình Tàng Kiếm Thượng Nhân thôi. Còn trong trận chiến tuyển chọn chiến thần lần này, Hoa Sơn lại có trưởng giáo dẫn đầu và một đám trưởng lão đi theo, mức độ coi trọng khá là cao. Vậy nên, Diệp Lâm thắc mắc là liệu có phải Hoa Sơn cũng tham gia tuyển chọn chiến thần hay không? Nếu không thì sao lại phái ra nhiều người như vậy chứ? Thật ra thì ở hiện trường, không chỉ có Diệp Lâm, mà mọi người xung quanh cũng cảm thấy tò mò với vấn đề này. Đã lâu lầm rồi bọn họ không thấy cảnh nhiều đạo nhân đi xuống núi cùng lúc. Đúng vậy. Đối mặt với vấn đề của Diệp Lâm, Tàng Kiếm Thượng Nhân gật đầu thừa nhận. Nghe vậy, hiện trường trở nên xôn xao ồn ào hẳn lên. Không ngờ, đệ tử Hoa Sơn cũng sẽ tham gia tuyển chọn chiến thần. Nhưng mà, sao Hoa Sơn lại có tư cách tham gia vậy? Chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn âm thầm làm việc cho quốc gia hả? Nghe nói giáo phái Thế Tục có sự hợp tác chặt chẽ với chính phủ, thậm chí còn phái ra một số lớn cao thủ tạo nên một tổ chức thần bí. Xem ra trận tranh đoạt vị trí chiến thần lần này sẽ kịch liệt lắm đây. Mọi người châu đầu ghé tai nhỏ giọng bàn tán. Hàn Mộc Xuân nghe thấy Hoa Sơn cũng phái người đi tranh chức vị chiến thần thì cảm thấy lo lắng đối với anh họ mà nói, đây chính là một sự khiêu chiến lớn, lỡ như chức vị bị cao thủ Hoa Sơn đoạt lấy thì phải làm sao đây? Anh ta hận không thể lập tức báo tin tuyệt mật này cho anh họ, để anh họ chuẩn bị sẵn tâm lý. Là ai vậy? Diệp Lâm nhìn lướt qua đám người Hoa Sơn. Giờ phút này, đám người Hoa Sơn cũng nhìn sang bên này bằng vẻ khó tin, thậm chí là giận dữ, nhiều hơn nữa là bất mãn vì Tàng Kiếm Thượng Nhân không biết giữ miệng. Sư đệ, trưởng giáo Hoa Sơn mở miệng ngăn cản, vì sao phải báo với người ngoài chuyện của Hoa Sơn chúng ta hả? Nói năng cẩn thận, quay lại ngay. Có điều. Diệp Lâm vẫn cố chấp muốn biết đáp án, rốt cuộc thì Hoa Sơn phái ai đi tranh chức chiến thần? Là ai vậy? Diệp Lâm nhìn đám người Hoa Sơn, lặp lại một lần nữa. Đối mặt với áp lực đến từ cả hai bên là trưởng giáo và Diệp Lâm, Tàng Kiếm Thượng Nhân cuối cũng vẫn chịu thua trước uy áp của cấm kỵ, tuyệt đối nghe theo lời nói của Diệp Lâm. Là,
Lưu Trác Xuyên, Tàng Kiếm Thượng Nhân nói, cậu ta là quan môn đệ tử của sư huynh trưởng giáo của tôi. Cậu ta đang nhậm chức trong ám các nhà nước, vậy nên được Bộ Quốc phòng đặc biệt cho phép tham gia tranh đoạt vị trí chiến thần. Ám các. Diệp Lâm từng nghe nhị sư phụ nhắc đến tổ chức thần bí lại ít ai biết kia. Nói dễ hiểu thì đây chính là găng tay đen của nhà nước. Có một số việc là không thể quang minh chính đại làm ra, mà phải có người âm thầm xử lý. Vậy nên tổ chức ám các được ra đời đúng thời điểm. Có thể nói là bên trong ngọa hổ tàng long, thần bí khó lường. Xem ra là anh ta đã lập công lao lớn. Diệp Lâm và Lưu Trác Xuyên liếc nhau, cười nhạt, mới có thể đi lên ánh sáng từ trong một nơi đen tối giống như ám các. Tàng Kiếm Thượng Nhân gật đầu, đúng vậy, cậu ta lập công lớn, được Bộ Quốc phòng cho phép đi tham gia tranh đoạt vị trí chiến thần. Tuy rằng tôi sống trong bóng tối, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn hướng tới ánh sáng. Lưu Trác Xuyên kiêu ngạo nhìn Diệp Lâm, bình tĩnh nói, tôi nhất định phải đoạt được vị trí chiến thần. Vậy thì anh phải bước qua một ải là tôi dõi. Diệp Lâm đáp lễ. Hình ảnh hai người đối chọi gay gắt và nội dung cuộc nói chuyện lại gây sóng to gió lớn. Ám các là gì? Chuyện của nhà nước, bớt hỏi thăm đi. Quả nhiên, bên trong Hoa Sơn đang có nhân tài làm việc cho quốc gia. Khác với cổ võ lánh đời, giáo phái thế tục như là Hoa Sơn, võ đăng này kia đều có mối liên hệ chặt chẽ với mọi tầng lớp xã hội trong cả nước. Sư đệ, đệ chúng ta gì vậy? Trưởng giáo Hoa Sơn nổi giận, còn không mau quay lại. Một tiếng quát giận như là sư tử giống khiến Tàng Kiếm Thượng Nhân tâm thần sao động, suýt nữa ngất xỉu. Diệp tiên sinh, Tàng Kiếm Thượng Nhân khó xử mà ôm quyền, tôi nói đủ nhiều rồi, xin lỗi. Ừ, tôi biết rồi. Diệp Lâm gật đầu, quay về đi. Nghe vậy, Tàng Kiếm Thượng Nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm, ôm quyền, cảm ơn. Sau đó, ông ta quay về chỗ đám người Hoa Sơn, áy náy cúi đầu, thậm chí có chút không mặt mũi đối mặt với đám người sư huynh trưởng giáo. Sau khi trở về, đệ lập tức lên sườn núi suy nghĩ lại mình đi. Trưởng giáo Hoa Sơn răn dậy. Vâng, sư huynh, Tàng Kiếm Thượng Nhân không, dám nhiều lời, nhỏ giọng đáp. Sau đó, đám người Hoa Sơn lục tục đi vào bên trong. Nhãi danh, tôi không quan tâm cậu là ai, cũng không quan tâm cậu dùng yêu pháp gì khống chế sư đệ tôi. Tôi chỉ khuyên cậu một câu là đừng xen vào chuyện của Hoa Sơn chúng tôi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo với cậu. Trước khi đi, trưởng giáo Hoa Sơn quay đầu lại lạnh lùng liếc Diệp Lâm một cái. Còn nữa, Ung Châu chính là địa bàn của Hoa Sơn Tây Nhạc chúng tôi, vậy nên Hoa Sơn chúng tôi nhất định phải đoạt được vị trí chiến thần Ung Châu, tuyệt đối sẽ không để chức vị quan trọng như thế rơi vào trong tay người khác. Nếu cậu cũng mơ ước vị trí chiến thần Ung Châu, thì tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ lại đi. Nói xong, trưởng giáo Hoa Sơn dẫn đầu đám người đi vào đại doanh Ung Châu. Sau khi đám người Hoa Sơn đi rồi, mọi người lại lên tiếng cảm thán. Một màn mới vừa xảy ra thật sự khiến người ta chấn động. Anh Diệp, lúc này, Tân Tịch Giao lo lắng mà nói Hoa Sơn là một thế lực rất lợi hại ở bản địa, thứ mà bọn họ coi trọng, người bình thường sẽ không tranh. Giành nổi đâu? Hiện giờ cao nhân Hoa Sơn muốn lấy chức vị chiến thần, người bình thường làm gì có năng lực giành với Hoa Sơn? Đúng vậy, Tân Tuyết Dung lắc đầu nói, có thể nói là lần này Hoa Sơn phái ra hết cao thủ, chắc là nhất định phải đoạt được vị trí chiến thần. Hơn nữa người trẻ tuổi nhậm chức trong ám các là quan môn đệ tử của trưởng giáo Hoa Sơn, có thể đoán được thực lực của anh ta thế nào. Tuy cổ võ Tân Thị biết Diệp Lâm lợi hại, nhưng nếu muốn lấy sức của một người đi đấu với cả môn phái Hoa Sơn thì là không đủ. Thấy cao nhân Hoa Sơn tham gia, mọi người đột nhiên không còn lạc quan về triển vọng tranh đoạt vị trí chiến thần của Diệp Lâm nữa. Hừ, anh ta vốn dĩ chỉ nói mạnh miệng mà thôi, vậy mà các người đều tin là thật hả? Lúc này, tiếng cười của Hàn Mộc Xuân truyền đến từ xa xa. Đừng nói là đấu với cao đồ Hoa Sơn, chắc là ngay cả tám kỵ Ung Châu cũng có thể đè bẹp anh ta. Hừ, cho dù anh có quen một vị trưởng lão Hoa Sơn thì sao chứ? Hoa Sơn cũng sẽ không nương tay với anh. Thậm chí lúc nấy còn cảnh cáo anh đừng mơ. Mộng viển vông nữa, ha ha. Hàn Mộc Xuân vừa nói vừa dẫn bạn gái Đường Y Y đi vào đại doanh Ung Châu. Chúng ta cũng đi thôi. Các vị đại lão còn lại thấy vậy thì cũng lục tục đi vào bên trong. Tạm thời bỏ qua chuyện ai sẽ là người đoạt được vị trí chiến thần. Bây giờ cứ vào bên trong xem náo nhiệt và mở rộng tầm mắt trước đã. Anh Diệp, anh còn muốn đi nữa không? Tân Tịch Giao có chút lo lắng. Nếu Diệp Lâm cứ nhất quyết đi thì sẽ phải đắc tội Hoa Sơn, gây nên phiền phức lớn.
Đương nhiên là đi rồi, Diệp Lâm cười nói, tới cũng tới rồi, sao có thể không đi vào bên trong chứ? Hơn nữa, ở đây là đại doanh Ung Châu, chứ không phải là địa bàn của Hoa Sơn bọn họ. Vị trí chiến thần Ung Châu vốn dĩ là ai có năng lực thì làm, Hoa Sơn bọn họ người đông thế mạnh cũng không thể ngăn được tôi. Dứt lời, Diệp Lâm ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía. Đại doanh! Đứng lại! Lúc này, khi đám người còn lại lục tục đi vào bên trong, Diệp Lâm lại bị binh linh gác cổng chặn lại. Hả, có chuyện gì vậy? Lâm nhíu mày, không hiểu vì sao đám người này chặn mình lại. Anh tên gì vậy? Binh lính hỏi thăm. Diệp Côn Lôn, Diệp Lâm đáp. Đúng là anh ta rồi. Không sai đâu, lúc này, một binh lính trong đám binh lính cầm một tấm ảnh chụp của mình. Phía trên thông báo xuống là anh có thân phận không rõ, vậy nên anh không được phép đi vào đại doanh Ung Châu. Mời anh đi về. Cái gì? Nghe vậy, Diệp Lâm vừa ngạc nhiên vừa tức giận, mình có thân phận không dố. Là ai đang bịa đặt hãm hại mình vậy? Anh chắc chứ? Diệp Lâm hỏi lại, không có nhận sai người. Ảnh chụp của anh vừa mới được gửi xuống, sao có thể sai được? Binh lính dẫn đầu đưa ảnh chụp Diệp Lâm ra cho Diệp Lâm xem, phía trên ra lệnh là không cho anh vào trong. Ha 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 ha, lúc này, Hàn Mộc Xuân đi vào trong đột nhiên quay lại, vui sướng khi người gặp họ nói, ây ra, anh ngay cả tư cách đi vào bên trong cũng không có thì còn mơ mộng gì tranh vị trí chiến thần. Thật sự là buồn cười chết mất. Ha 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 ha, tôi khuyên anh thức thời một chút, mau đi về đi, ở đây không chào đón anh. Trong nhất thời, mọi người ở toàn trường đều được cho phép đi vào bên trong, chỉ có một mình Diệp Lâm là bị ngăn cản, nói sao cũng không cho đi. Các anh có lầm hay không vậy? Tân Tuyết Dung đứng ra nói thay Diệp Lâm, Diệp tiên sinh đến từ Yến Kinh, là đại thiếu gia của nhà họ Diệp tại Yến Kinh, không phải là người không rõ thân phận. Đúng vậy, các đại lão có chút hiểu biết về Diệp Lâm cũng lên tiếng phụ họa, chắc là có hiểu lầm gì rồi. Các vị quân gia, hay là châm trước cho tất cả chúng tôi cùng đi vào đi. Có người lấy xì gà và một bao lì xì ra định xin châm trước cho đi. To gan! Binh lính gác cửa kỷ luật nghiêm khắc, sao có thể nhận hối lộ? Huống chỉ phía trên mới vừa ra lệnh là phải canh giữ nghiêm ngặt, nếu gặp người đáng nghi ngờ thì không thể cho đi vào, nếu không là bọn họ không làm hết chức trách. Ai ra, chuyện khó xử rồi đây. Diệp tiên sinh, cậu xem. Mọi người bắt đầu có ý định khuyên Diệp Lâm đi về. Rốt cuộc thì người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu? Người ta không cho cậu đi vào, cậu đúng là chẳng có cách nào nữa. Thấy vậy, Diệp Lâm bình tĩnh nói, nếu tôi cứ muốn vào thì sao? Ha ha, nghe vậy, đám binh lính ngay cửa nhanh chóng tụ tập lại, nếu anh dám xông vào thì chúng tôi cũng chỉ có thể bắt anh lại giao cho phía trên xử lý. Chúng tôi khuyên anh thức thời, ngoan ngoãn đi về đi, nếu không sẽ xử lý theo quân lệnh, khi ấy chỉ khổ cho anh thôi. Bầu không khí tại hiện trường đột nhiên trở nên căng thẳng. Diệp tiên sinh, đừng xúc động, Tân Tuyết Dung vội vàng khuyên nhủ. Chúng ta đi về trước rồi từ từ nghĩ cách sau. Đúng vậy, Diệp tiên sinh, bình tĩnh đi. Đám đại lão còn lại cũng lên tiếng khuyên nhủ. Rốt cuộc thì ở đây là đại doanh Ung Châu, gần đây có đại quân 300.000 người đóng quân, không phải là nơi mà người bình thường có thể dương. Cho dù bọn họ biết rõ Diệp Lâm rất mạnh, nhưng mà ở nơi này, có là rồng thì cũng phải nằm, hổ cũng phải cuộn tròn. Ha 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 ha, Hàn Mộc Xuân thấy Diệp Lâm bị mất mặt ngay cửa thì trong lòng rất vui vẻ. Lại thấy người khác lên tiếng cầu xin cũng chẳng làm nên chuyện gì thì cảm giác ưu việt càng cao. Nếu anh cầu xin tôi thì tôi có thể suy xét đi gọi điện thoại cho anh họ tôi xin bọn họ châm trước một ít. Rốt cuộc thì việc Diệp Lâm bị ngăn cản ở bên ngoài là do Hàn Mộc Xuân đứng giữa gây khó dễ, cho vào hay không cho vào chỉ là một câu nói của anh họ. Phải rồi, Tần Tịch Giao đột nhiên nhớ đến chuyện bạn trai của bản thân có thể giúp đỡ. Vậy nên cô cầu xin thay cho Diệp Lâm, anh Hàn, giúp đỡ đi mà. Để chúng tôi vào đi. Y y, cậu nói giúp tớ với. Có điều, Hàn Mộc Xuân cười lạnh lắc đầu, Tần đại tiểu thư, cô cầu xin tôi cũng vô dụng, phải bảo thắng nhãi kia tự mình mở miệng cầu xin tôi mới được. Đúng vậy, lúc này, Đường Y y lên tiếng phụ họa, cười nhạo, tên họ Diệp kia trâu bò lầm mà. Quen biết cổ võ giả, rồi quen biết trưởng lão Hoa Sơn, sao bây giờ ngay cả cổng lớn binh doanh cũng không bước vào được vậy? Hừ. Đến cuối cùng cũng phải cầu xin bạn trai tôi giúp đỡ đấy thôi. Bảo anh ta tự nói đi, ai nói thay cũng không được. Hai người Hàn Mộc Xuân và Đường Y Y muốn buộc cho Diệp Lâm cúi đầu với bọn họ. Diệp Lâm thấy vậy liền hiểu rõ.
hóa ra tất cả là do tên Hàn Mộc Xuân kia đứng giữa giở trò quỷ chặn đường mình. Hàn Mộc Xuân, anh là quân chính quy Ung Châu, lại vì không hợp với tôi mà ngầm làm chuyện bẩn thỉu, lấy việc vông trả thù việc tư. Tôi cho anh một cơ hội quay đầu lại, tôi có thể không truy cứu trách nhiệm của anh. Nếu không thì thân phận quân Ung Châu của anh coi như xong, và tôi cũng sẽ truy cứu đến cùng, xử lý theo quân pháp. Cái gì? Nghe vậy, Hàn Mộc Xuân lập tức nổi giận. Anh ta vốn định làm khó dễ Diệp Lâm, buộc Diệp Lâm phải cúi đầu với anh ta. Nào ngờ đối phương lại lên mặt uy hiếp mình ngay trước mặt mọi người. Còn nói cái gì mà xử lý theo quân pháp? Mẹ nó, nhãi danh, mày hù dọa ai vậy? Hàn Mộc Xuân giận dữ nói. Mày cho rằng mày là ai? Chuyện còn chưa đâu vào đâu mà đã coi mình là chiến thần Ung Châu rồi hả? Anh nói là xử lý tôi. Anh ngay cả cổng lớn quân doanh cũng không vào được thì làm sao xử lý tôi? Đường Y Y thấy vậy cũng không nhịn được bật cười thành tiếng, anh không khoác lác là chết hả? Tới tận bây giờ rồi mà vẫn còn nói năng tào lao. Chúng ta đi thôi, nếu anh ta không biết tốt xấu thì cứ để cho anh ta đứng ở cổng, tiếp tục giận mà không làm được gì đi. Thấy vậy, Hàn Mộc Xuân cũng biết rõ Diệp Lâm mềm cứng đều không ăn, muốn làm cho anh ta cúi đầu với mình là chuyện không thể nào. Cứ tiếp tục ở đây dây dưa với anh ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao thì mình đã đạt thành mục đích là ngăn cản anh ta ở bên ngoài. Được rồi, chúng ta đi thôi, Hàn Mộc Xuân quay người, chúng tôi không ở đây lăng phí thời gian với anh nữa. Anh cứ tiếp tục đứng ngay cổng đi. Thấy Đường Y Y không chỉ không giúp mình, ngược lại còn đi giúp bạn trai, quay lại khó xử mình, Tân Tịch Giao cực kỳ giận dữ. Y Y, các cậu quá đáng thật đấy. Đường Y Y khoác lên cánh tay bạn trai, lắc đầu nói, là anh ta không chịu cúi đầu nhận thua, tớ có thể làm gì được đây. Tần Tịch Giao nói với Diệp Lâm, anh Diệp, chúng ta đi thôi, không vào thì không vào, ai cần cơ chứ. Chúng ta quay lại thành phố ăn ngon. Tần Tuyết Dung cũng nói, anh Diệp, tôi đi cũng với anh. Hôm nay anh đến Ung Châu chúng tôi, nhà họ Tần chúng tôi sẽ làm hết lễ nghĩa chủ nhà, tiếp đãi anh thật tốt mới được. Mọi người sôi nổi lên tiếng khuyên nhủ, đưa cho Diệp Lâm một bậc thang đi xuống, để tránh anh làm ra việc cực đoan, khiến chuyện trở nên phiền phức lớn hơn nữa. Có điều, Diệp Lâm lại lắc đầu nói, mới vừa ăn rồi mà. Bây giờ còn chưa đến giờ cơm, gấp cái gì hả? Đại doanh Ung Châu không phải là nơi do một mình Hàn Mộc Xuân anh ta quyết định. Anh ta không cho tôi đi vào là tôi không đi vào được hả? Ha ha, tôi có cách hết mà. Diệp Lâm có hổ phù. Nghĩa là tay cầm binh quyền, sao có thể bị ngăn cản bên ngoài quân doanh? Đây chẳng phải là trò cười lớn nhất thiên hạ hay sao? Nghe thấy Diệp Lâm chưa từ bỏ ý định, còn tuyên bố có thể đi vào, Hàn Mộc Xuân không nhịn được dừng bước lại, quay đầu cười lạnh với Diệp Lâm. Để tôi xem anh đi vào kiểu gì? Ở đây là địa điểm quân sự quan trọng, chẳng lẽ anh thật sự muốn tìm chết xông đi vào hả? Lúc anh ta nói chuyện, đám binh lính gác cửa tụ tập lại mấy trăm người. Canh giữ nghiêm ngặt, dáng vẻ sẵn sàng đón quân địch, sợ Diệp Lâm thật sự xông vào. Diệp tiên sinh, đừng xúc động mà. Tân Tuyết Dung lại đứng trước người Diệp Lâm lần nữa, sợ anh làm ra chuyện khác người nào đó rồi không thể cứu vãn được nữa. Ngay lúc này, phía sau truyền đến từng đợt tiếng phanh gấp. Một lượng lớn xe quân sự lao đến. Quân Ung Châu ghê gớm thật đấy, ngay cả anh em của tôi cũng chặn ngoài cửa, không chịu cho đi vào. Một người đàn ông dáng người vạm vỡ mặc quân phục bước xuống xe. Ông ta đứng tại chỗ, khí thế chấn động núi sông, khiến người ta phải kính nể. Binh lính gác cổng nhận ra ông ta, lập tức cúi chào, cung kính gọi, Hàn Chiến Thần. Ông ta chính là Chiến Thần Thanh Châu Hàn Sơn Hà. Chiến Thần Thanh Châu Hàn Sơn Hà. Thấy ông ta, mọi người ở hiện trường, dù là binh lính hay là người thường đều rất kính nể. Ngay cả Hàn Mộc Xuân cũng thu lại vẻ cợt nhã và vui sướng khi người gặp họa, đi về phía Hàn Sơn Hà, nghiêm nghị cúi chào, không dám làm lơ. Đồng thời, mọi người lại cảm thấy khó hiểu, không biết người anh em trong miệng Hàn Chiến Thần là thần thánh phương nào, bọn họ không nghe ai nói có anh em của Hàn Chiến Thần ở đây. Anh là anh em của Hàn Chiến Thần hả? Tôi là muốn gọi ông ấy một tiếng anh, chỉ sợ ông ấy không đồng ý thôi. Chúng tôi có tài đức gì mà có thể gọi anh xưng em với Chiến Thần cơ chứ? Dù có nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời. Mọi người nhỏ giọng bàn tán, hỏi qua hỏi lại cũng không hỏi ra được ai là anh em của Hàn Chiến Thần. Sau đó, mọi người rời tầm mắt về phía Diệp Lâm. Có khi nào là Diệp tiên sinh không? Không thể nào,
giữa hai người họ cách nhau một thế hệ cơ mà. Cách một thế hệ thì sao chứ? Nếu Hàn Chiến Thần đồng ý thì ông ấy có thể có thêm một đứa con trai ngay bây giờ. Nói thì nói như vậy, nhưng nhớ lại lúc nãy Hàn Chiến Thần nói là quân Ung Châu dám ngăn cản anh em của ông ấy, có lẽ Diệp Tiên Sinh thật sự có chút quan hệ với Hàn Chiến Thần. Thảo nào lúc nãy Diệp Tiên Sinh chắc chắn là mình có cách để đi vào. Hóa ra là sau lưng anh ta còn có một mối quan hệ với Hàn Chiến Thần. Mục Xuân, bọn họ nói Hàn Chiến Thần gì vậy, có khi nào là họ hàng nhà anh không? Đường Y Y có chút phấn khích mà nói, các anh đều họ Hàn kìa. Nghe vậy, Hàn Mộc Xuân cười khổ một tiếng, thiên hạ có rất nhiều người họ Hàn, sao có thể là anh em của Hàn Chiến Thần hết được? Có lẽ 800 năm trước là người một nhà. Dứt lời, Hàn Mộc Xuân dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn về phía Hàn Sơn Hà, thầm nghĩ, nếu mình có được một người anh là Chiến Thần thì chắc là mình sẽ thích thú lắm đây. Sau này đi đường đều sẽ đi ngang. Có điều, có lẽ không bao lâu nữa là mình sẽ có được một người anh họ Chiến Thần. Anh Diệp, Hàn Anh mặc bộ đồ thể thao rộng rãi đi lên, cười nói, anh giấu kỹ quá đi. Đến bây giờ tôi mới biết được anh chính là Diệp Côn Lôn. Sao lần trước hỏi anh lại nói không biết hả? Diệp Lâm thản nhiên trả lời, bởi vì khi ấy tôi còn chưa trở thành Chiến Thần Côn Lôn, vậy nên không muốn làm nổi bật quá mức. Vậy bây giờ anh là Chiến Thần Côn Lôn rồi hả? Hàn Anh nghịch ngợm hỏi. Sắp rồi. Diệp Lâm quay đầu nhìn thoáng qua lối vào liên doanh 800 dặm, bên trong có 300.000 quân Ung Châu đóng quân, chỉ còn kém một bước nữa thôi. Vậy tôi chúc anh mã đáo thành công. Hàn Anh cười nói. Sau khi xác nhận được một thân phận khác của Diệp Lâm, Hàn Anh chợt nhớ tới Kim Lũ Y. Trong lần gặp mặt trước, qua lời nói của Kim Lũ Y, Hàn Anh mới biết được Yến Kinh xuất hiện một vị tuổi trẻ tuấn kiệt mang phong thái Chiến Thần. Chỉ là không ngờ Diệp Côn Lôn trong miệng Kim Lũ Y lại xa tận chân trời gần ngay trước mắt như thế. Hàn Anh cảm thấy buồn cười, cô nàng ngốc Kim Lũ Y kia còn chưa biết ai là ai, dẫn tới mình cũng hiểu lầm luôn. Ha Hàn, lúc này, Hàn Sơn Hà sải bước đi tới, cười vang dội nói, hôm nay đại ca đặc biệt đến đây để chứng kiến lão đệ vinh quang lên trước Chiến Thần, sau này hai anh em ta cùng nhau ra trận giết địch, kề vai chiến đấu. Cảm ơn Hàn đại ca. Diệp Lâm cười nói. Nghe vậy, mọi người ở hiện trường đều hiện lên vẻ chấn động. Bọn họ không ngờ rằng Diệp Lâm thật sự là người anh em trong miệng Hàn Chiến Thần. Trời ạ, Diệp tiên sinh vậy mà lại còn một người anh Chiến Thần. Sao tôi chưa từng nghe nói vậy? Đợi đã, lúc nãy con gái của Hàn Chiến Thần gọi Diệp tiên sinh là anh mà. Sao Hàn Chiến Thần lại gọi Diệp tiên sinh là lão đệ? Quan hệ có chút loạn, tôi phải tính tính lại đấp. Thấy Diệp Lâm có thể gọi anh xưng em với Hàn Chiến Thần, đám người nhà họ Tân đều rất chấn động. Nhất là Hàn Mộc Xuân, anh ta giật mình tới mức trợn mắt há mồm, sắp ngu cả người luôn rồi. Thằng nhãi họ Diệp kia quen biết Hàn Chiến Thần. Sao có thể chứ? Người ta là Chiến Thần, dù là thực lực hay là địa vị đều không phải là người bình thường có thể leo lên được. Thằng nhãi kia làm sao mà làm được chứ? Có điều, nghĩ lại mình dám đắc tội với anh em Chiến Thần, Hàn Mộc Xuân có chút sợ phá gan. Ngay sau đó, Hàn Sơn Hà đi tới cổng quân doanh, lớn tiếng chất vấn, vừa rồi là ai không cho anh em tôi vào cổng? Đám binh lính nghe vậy cứ vâng vâng dạ dạ không biết nói làm sao. Hàn Sơn Hà tiếp tục nói, Diệp Lâm là em trai của tôi, đồng thời được tôi tiến cử đến đây tranh đoạt chức vị Chiến Thần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sau này cậu ấy sẽ là người lãnh đạo trực tiếp của các cậu. Còn không mau tránh ra để chúng tôi đi vào. Đối mặt với Hàn Sơn Hà hùng hổ dọa người lại cực kỳ khí phách, đám binh lính không kịp báo lên bên trên, chỉ có thể nhường đường. Nếu không lỡ như chọc giận Chiến Thần, mà đại doanh Ung Châu bọn họ lại không có Chiến Thần chấn giữ, thì ai có thể gánh nổi cơn giận của Chiến Thần. Huống chỉ đối phương còn là ứng cử viên được Chiến Thần Thanh Châu đề cử, lỡ như anh ta thật sự trở thành người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ. Vậy thì bọn họ càng không dám ngăn cản. Người anh em, chúng ta đi thôi. Hàn Sơn Hà kéo Diệp Lâm, không coi ai ra gì mà đi vào bên trong. Thấy Diệp Lâm dựa vào Hàn Chiến Thần phá tan trở ngại, thuận lợi đi vào bên trong, Hàn Mộc Xuân vừa kiêng kỵ lại vừa không phục. Hừ, chỉ là quen biết một vị Chiến Thần thôi mà, cáo mượn oai hùm. Hàn Mộc Xuân thầm mắng. Lúc này, lại có một chiếc xe quân sự chạy đến. Ây da, bên đây náo nhiệt quá đi. Một người đàn ông vạm vỡ bước xuống xe, vẫy tay chào hỏi Hàn Sơn Hà. Lão Hàn, lần này ông tới sớm hơn tôi nữa, ha ha. Ông ta chính là Chiến Thần Doanh Châu Đoạn Thiên Hào.
Mọi người thấy vậy thì lại cảm thấy chấn động. Trước sau đã có hai đại chiến thần đến rồi. Cái loại trường hợp này rất là hiếm thấy. Bên cạnh chiến thần Doanh Châu Đoạn Thiên Hào là con trai Đoạn Tử Du của ông ta. Cả hai cha con đều mặc quân phục, khí thế hơn người. Vừa nhìn thấy Hàn Anh, Đoạn Tử Du liền rất vui vẻ, định chạy tới chào hỏi thì thấy bên cạnh là Diệp Lâm. Đoạn Tử Du cảm thấy buồn bực, sao lần nào cũng có Diệp Lâm vậy? Diệp Lâm, anh tới đây tranh chức chiến thần Ung Châu hả? Đoạn Tử Du tò mò hỏi. Đúng vậy, Diệp Lâm gật đầu. Ha ha, trùng hợp thật đấy. Đoạn Tử Du đổi giọng, nhưng mà tôi chỉ đến xem thôi. Ha ha, Hàn Anh nghe vậy thì bật cười, tôi còn tưởng rằng anh đến tranh chức vị nữa cơ đấy. Đoạn Tử Du cười nói, tôi cũng muốn làm, chỉ là không đủ thực lực, vẫn là đừng đi làm trò cười thì hơn. Lúc này, Đoạn Thiên Hào đột nhiên xen vào, nói giúp cho con trai, Tử Du vì một người nên mới cố ý đến đây. Đoạn Thiên Hào nhìn Hàn Anh, cô gái khiến con trai mình mê tới mức chẳng còn biết gì nữa. Thầm nghĩ một tên vạm vỡ như Hàn Sơn Hà lại sinh ra được một đứa con gái xinh đẹp như vậy, làm con dâu nhà mình cũng không tệ. Ai mà có mặt mũi đến như vậy? Hàn Anh sửng sốt, rồi chợt bừng tỉnh, ồ, hóa ra là anh cũng đến cổ vũ cho Diệp Lâm hả? Tử Du, không nhìn ra anh cũng nghĩa khí đấy. Hàn Anh cười nói, biết Diệp Lâm lần này tới tranh đoạt vị trí chiến thần, còn đặc biệt chạy đến cổ vũ hỗ trợ. Cảm ơn rất nhiều, Diệp Lâm cũng cảm ơn nói. Hai cha con nhà họ Đoạn nghe vậy, liền thở dài một hơi. Không ngờ chủ đề lại phản tác dụng. Ồ, cậu chính là anh bạn Diệp à? Sau đó, Đoạn Thiên Hào lại nhìn Diệp Lâm từ trên xuống dưới, âm thầm gật đầu, quả nhiên, anh hùng xuất thân từ thiếu niên. Đồng thời trong lòng nghĩ thầm, chẳng trách trong mắt con gái lão Hàn đều là cậu ta. Căn ngoại hình, có ngoại hình, cần thực lực, có thực lực, nếu tôi là phụ nữ, e là cũng sẽ động lòng. Có trách chỉ trách con trai mình không được như mong đợi, nếu nó có năng lực bằng một nửa mình, đem so sánh với tên tiểu tử này, sao phải lo lắng người trong lòng không đối xử khác với mình. Lần này tôi được mời đến chủ trì đại cục tuyến chọn chiến thần, chúc cậu thành công. Đoạn Thiên Hạo cũng có vẻ công tâm nói. Lão Đoạn, ông phải thiên vị người anh em của tôi một chút. Hàn Sơn Hà thấp giọng nói. Có cái dám, ông coi tôi là cái thứ gì chứ? Đoạn Thiên Hào tức giận nói, chính vì người như ông. Tôi càng phải công tâm. Tuyệt đối không thiên vị. Đây là lựa chọn chiến thần, liên quan đến mạng, sống của hàng trăm ngàn tướng sĩ, sao có thể là trò trẻ con. Nếu tôi đổ thêm nước ở đây, trên chiến trường máu sẽ đổ càng nhiều. Hàn Sơn Hà cười mắng, nghiêm túc thế làm gì? Tôi không phải đang nói đùa sao? Hơn nữa, người anh em của Hàn Sơn Hà tôi sao có thể là kẻ thua cuộc? Còn cần ông chiếu cố sao? Chắc chắn có thể giành được chiến thẳng cuối cùng. Đoạn Thiên Hào nói, hy vọng như vậy. Diệp Lâm, cậu phải nghiêm túc lên, cố gắng hết sức, tôi sẽ không thiên vị hay chiếu cố cậu chút nào đâu. Vừa nói, Đoạn Thiên Hào vừa nghĩ, vì con trai tôi không nhầm vào cậu đã là tốt lầm rồi. Còn muốn tôi yêu ái cậu? Không có cửa. Ồ, đúng rồi, Diệp Lâm. Lúc này Đoạn Tử Du lại nói, Giang Đường nhờ tôi nhắn với anh một câu, cô ấy còn đang ở quân doanh huấn luyện đặc biệt, không có thời gian tới. Cô ấy nói nếu tôi có thể gặp anh ở đây, thì cổ vũ cho anh, đừng quên lời hẹn của hai người. Lúc này, mọi người xung quanh nhìn thấy Diệp Lâm cùng hai vị chiến thần trò chuyện cười nói vui vẻ, đều không khỏi kinh ngạc nhìn nhau. Trời ơi, anh Diệp này thật ngầu quá, đến chiến thần Đoạn ở Doanh Châu cũng quen biết. Chẳng trách vừa rồi dám xông vào cửa doanh trại, nhìn quan hệ của người ta, thật sự không đơn giản. Với mối quan hệ bền chặt như vậy, nói không chừng lần này chiến thần Ung Châu sẽ là anh Diệp. Còn người trong nhà họ Tần cũng sửng sốt, không ngờ Diệp Lâm lại có nhiều mối quan hệ trong quân đội như vậy. Hai vị chiến thần, hoặc xưng hô với anh ta là anh. Em, hoặc cùng anh ta trò chuyện cười đùa, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Anh Diệp, thật lợi hại, Tân Tịch Giao cũng bị sốc và nín thở. Trong lòng thầm nghĩ, ông lão đó đã chỉ cho mình con đường rõ ràng này, thật là tuyệt vời. Không ngờ lại may mắn ôm được cặp đùi vàng như vậy. Thằng nhóc này, làm sao có thể? Ở bên kia, Hàn Mộc Xuân cũng bị sốc không thể. Tả được. Đầu tiên là cổ võ giả, sau đó là Hoa Sơn trưởng. Lão, bây giờ là hai vị chiến thần. Hàn Mộc Xuân có nằm mơ cũng không ngờ rằng, những mối quan hệ đắng sau tên nhóc mà mình coi thường lại đáng kinh ngạc và vượt quá sức tưởng tượng của mình như vậy. Tiêu rồi. Hàn Mộc Xuân thầm nghĩ.
tên này thật sự không phải muốn dựa vào quan hệ giữa hai vị chiến thần mà trực tiếp đi cửa sau, nhậm chức, trở thành thống lĩnh đấy chứ. Chẳng trách tên nhóc này vừa rồi lại dám thốt ra những lời ngông cuồng, nói rằng mình có thể trở thành chiến thần. Thì ra có người đứng sau. Hơn nữa còn không phải là những người bình thường, mà còn là hai vị chiến thần. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Xuân không còn thời gian để suy nghĩ nữa, anh ta phải nhanh chóng báo cho anh họ lớn của mình biết tin tức xấu này mới được. Tên nhóc này muốn đi cửa sau, chính là trở ngại lớn nhất cho anh họ lớn trong cuộc tranh đoạt vị trí chiến thần. Ngay sau đó, Hàn Mộc Xuân nhanh chóng tiến vào quân doanh, đi tìm anh họ lớn của mình để báo tin. Bắt bắt bắt. Đúng lúc này, lại một chiếc trực thăng vũ trang khác bay ngang qua giữa không trung. Mọi người đều ngước lên, tự hỏi nhân vật quan trọng sắp đến là ai. Chỉ thấy chiếc trực thăng đang lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, một bóng người từ trên trời hạ xuống. Ầm ầm hạ xuống đất, chấn động mọi hướng. Điều ở đây sao, xem ra tôi cũng không đến muộn. Người đàn ông trung niên hơi giơ nắm đấm về phía mọi người có mặt. Có người liếc mắt liền nhận ra người này chính là chiến thần U Châu, Lý Úc Bạch. Chiến thần Du Châu cũng đến rồi. Trời ạ, xem ra lần tuyển chọn chiến thần U Châu này sẽ rất náo nhiệt. Ba vị chiến thần cùng tụ họp ở đây, đúng là hiếm có trên thế giới. Nếu được qua đó chụp ảnh cùng, thì thật là ngầu quá. Dưới sự chú ý của mọi người, Lý Úc Bạch đi về phía Hàn Sơn Hà. Nào nào nào, lão Lý, Hàn Sơn Hà nhiệt tình chào hỏi, giới thiệu với ông một chút, đây là người anh em của tôi, Diệp Lâm, cũng là người sắp lên nhậm chức chiến thần U Châu. Ồ, Diệp Lâm, Lý Úc Bạch nghe vậy liền có chút giật mình, cái tên này đổi với ông rất quen thuộc. Bởi vì ông đã nghe thấy anh ta rất nhiều lần từ miệng cô con gái nuôi Kim Lũ Y. Lại là cậu, Y. Nhưng Diệp Lâm không biết cha nuôi của Kim Lũ Y chính là Lý Úc Bạch. Tưởng nhầm rằng đối phương đã nhận ra mình. Thế là chắp tay cười nói, chiến thần Lý, ở biệt thư Vân Thượng Phong Hoa, chúng ta đã giao nhau ba. Cũng là cậu. Lý Úc Bạch lại kinh ngạc khi nghe điều này. Đêm hôm đó, bản thân cảm thấy một sức mạnh không giống bình thường, tình cờ đang ở gần biệt thự, sau chuyến thăm không có kết quả, cảm thấy ngứa ngáy và ra ba chiêu từ trên không. Không ngờ người đối đầu với mình đêm đó lại là Diệp Lâm. Vậy thì, con gái nuôi của mình đã sống trong biệt thự của mình lâu như vậy, lẽ nào không phát hiện ra? Lão Lý, thì ra hai người đã quen biết lâu rồi. Hàn Sơn Hà nhìn thấy cảnh này thì cười ha ha, xem ra em trai kết nghĩa của tôi cũng khá nổi tiếng. Nhìn người có thực lực có thể so sánh với mình, Diệp Lâm, ở trước mặt, Lý Úc Bạch âm thầm thở dài trong lòng, không ngờ tên nhóc này ra tù lại thay ra đổi thịt, trở nên mạnh như vậy. Lại nghĩ về cô con gái nuôi đang một lòng muốn trả thù. Cũng là người này. E là cả đời này cũng không có cơ hội. Lý Úc Bạch không khỏi thầm nghĩ, đúng là tạo hóa trêu đùa. Nhưng vào lúc này, mọi người xung quanh nhìn thấy Diệp Lâm và chiến thần U Châu cũng là người quen cũ. Càng kinh ngạc, bái phục vô cùng. Với mạng lưới quan hệ như vậy, chính là trải khắp nơi rồi. Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau vào đi, Đoạn Thiên Hào thúc giục. Ngay lập tức, một nhóm người lần lượt bước vào. Đường Y Y đứng ở một bên, cũng sốc đến mức thở không nổi. Cổ Võ, Hoa Sơn trưởng lão, chiến thần. Những con người xuất sắc này chính là sự tồn tại mà tôi cần hướng tới. Mà Diệp Lâm lại có thể thảo luận ngang hàng, trò chuyện vui vẻ với bọn họ. Trời ơi, rốt cục lúc đó mình đang nghĩ cái quái gì chứ? Đường Y Y vò đầu bứt tai, hối hận phát điên. Vốn dĩ thật may mắn khi quen biết được một nhân vật to lớn như vậy. Kết quả lại bị bản thân mình và bạn trai bỏ lỡ đáng tiếc, thậm chí còn đắc tội nữa. Nghĩ đến cảnh tượng lần đầu gặp nhau, Đường Y Y muốn tìm một cỗ máy thời gian, quay về quá khứ để bù đắp mọi thứ. Nếu có thể làm lại, việc đầu tiên bản thân làm là lập tức chia tay bạn trai, sau đó lao ra sân bay để gặp người này trước bản thân mình. Nhưng tiếc thay, hiện thực lại không có cỗ máy thời gian cũng như không có thuốc hối hận. Đường Y Y chỉ có thể tiếc nuối nhìn bản thân của mình may mắn có thể ở bên cạnh Diệp Lâm, cùng nhau tiến vào hội trường. Với rất nhiều ngôi sao vây quanh, bản thân thậm chí không có cơ hội chen vào xin lỗi. Khi Đường Y Y hồi phục sau cú sốc, cô nhận ra bạn trai mình đã biến mất. Tên khốn này! Đắc tội với một nhân vật lớn như vậy, bản thân thì chạy mất, bỏ rơi mình ở đây. Lập tức, Đường Y Y tức giận đi theo sau đội ngũ, từng bước đi vào. Nghĩ đến lát nữa tìm cơ hội để nhờ bản thân Tần Tịch Giao giúp đỡ,
xin lỗi ông lớn. Sau khi đến sân tập trong doanh trại, ba vị chiến thần Hàn Sơn Hà, với tư cách là khách mời đặc biệt và người phụ trách cuộc thi, đều có vị trí đặc biệt của họ, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Diệp Lâm. Người anh em, tôi đi trước đây. Hàn Sơn Hà tạm thời tạm biệt Diệp Lâm, lát nữa cậu đợi thông báo, cuộc thi sẽ sớm bắt đầu thôi. Được rồi, anh Hàn, anh đi làm việc đi. Diệp Lâm vẫy tay tạm biệt. Còn các cổ võ giả, cùng các ông chủ doanh nghiệp đến xem náo nhiệt cũng có những khu ngắm cảnh đặc biệt của riêng mình. Thế là bọn họ cũng lần lượt tách ra khỏi Diệp Lâm, chúc Diệp Lâm có thể giành chiến thắng. Một lúc sau, xung quanh Diệp Lâm không còn ai nữa. Dù sao, Diệp Lâm là thí sinh duy nhất còn lại trên sân tập. Diệp Lâm nhìn xung quanh, có thể cảm nhận được sức mạnh của liên doanh 800 dặm và 300.000 quân, giống như một con rồng khổng lồ bay lượn trên dãy núi Tần Lĩnh. Một khi được thức tỉnh và triệu tập cùng nhau, họ sẽ có sức mạnh chấn động thế giới. Không hổ là quân Ung Châu, quả nhiên là bậc thầy hổ sói. Diệp Long rất hài lòng với đội quân này. Diệp Lâm chắp tay đi đi lại lại, vừa định tới gần đó đi dạo. Nhưng đúng vào lúc này, một loạt bước chân dồn dập và một giọng nói ác ý từ xa truyền đến. Anh họ, chính là tên nhóc này. Chỉ thấy ở bên cạnh Hàn Mộc Xuân, có một người lính mặc áo giáp đi đến. Uy phong lẫm liệt, khí thế hừng hực. Khi những binh sĩ xung quanh nhìn thấy anh ta, họ đều chào và bước sang một bên để nhường đường. Một người biết rõ về anh ta lập tức kêu lên và tiết lộ tên người này. Nhìn xem, đó không phải là Lý Bình Lương, một trong bát kỵ Ung Châu sao? Nghe nói Lý Đại Nhân trời sinh thần thông, anh ta có sức mạnh đánh bại vạn kẻ địch trong quân đội. Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên rất đáng sợ. Chỉ thấy Lý Bình Lương, cao lớn dũng mãnh, mỗi bước đi đều có khí thế kinh người. Hả, Diệp Lâm nhìn thấy cảnh này không khỏi khẽ cau mày, không ngờ tên tiểu tử Hàn Mộc Xuân, đúng là âm hồn bất tán, lại đem người anh họ mà anh ta nói tới ra ngoài. Vẫn còn muốn gây rắc rối cho mình sao? Chính là tên nhóc này, định dựa vào quan hệ, đi cửa sau để được làm chiến thần Ung Châu sao? Lý Bình Lương đi tới trước mặt Diệp Lâm, tức giận nói, Ung Châu chúng ta không nuôi đồ vô dụng. Càng không thể để một người thông qua quan hệ lên làm chiến thần được. Tôi là một trong bát kỵ Ung Châu, cậu muốn trở thành chiến thần, trước hết phải qua được cửa của tôi. Thông qua quan hệ, Diệp Lâm bối rối sau khi nghe những gì Lý Bình Lương, một trong bát kỵ Ung Châu nói. Bản thân mình từ lúc nào mà trở thành một người thông qua quan hệ đi cửa sau vậy? Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Hàn Mộc Xuân đang đi theo Lý Bình Lương cười lạnh, Diệp Lâm chợt hiểu ra. Xem ra lại là Hàn Mộc Xuân giở trò ly tán, tạo thị phi ở sau lưng. Anh chính là anh họ mà Hàn Mộc Xuân luôn nhắc tới sao? Diệp Lâm tò mò hỏi. Hả, Lý Bình Lương nghe thấy điều này thì giật mình, anh ta không hề biết rằng em họ anh ta đi đến đâu cũng nhắc đến anh ta, nhưng anh vẫn đáp, đúng vậy, tôi là anh họ của cậu ấy. Nghe em họ tôi nói thân phận của cậu rất đáng ngờ, cậu thèm muốn vị trí chiến thần. Tôi đặc biệt tới đây để gặp cậu. Diệp Lâm nói. Cuộc tuyển chọn chính thức còn chưa bắt đầu sao? Hừ, nếu phải đợi bắt đầu, chẳng phải sẽ khiến cậu đắc ý sao? Lý Bình Lương hừ lạnh một tiếng, cậu có quan hệ và bối cảnh, đến lúc đó, cậu vượt qua tất cả, thì không ai có thể ngăn cản được nữa rồi. Diệp Lâm bất đắc dĩ nói, dưới con mắt của bao nhiêu người, làm sao có thể gian lận chứ? Đó không phải là điều tôi cần suy nghĩ, Lý Bình Lương nói, phải ngăn chặn từ trong trứng nước. Tóm lại, tôi phải đuổi cậu đi trước khi cuộc tuyển chọn chính thức bắt đầu. Cậu có dám thi đấu trước với tôi một chút không? Diệp Lâm cười nói, được thôi, vậy thì làm đi. Anh muốn thi đấu cái gì, mau ra đây đi. Cũng để tôi trước xem một chút, thực lực của bát kỵ Ung Châu như thế nào. Nhất thời, cuộc đối đầu giữa Diệp Lâm và Lý Bình Lương cũng thu hút sự chú ý của người xem từ xa. Nhìn kìa, hai người bên kia hình như sắp ra tay rồi. Cuộc thi chẳng phải vẫn chưa bắt đầu sao? Ây da, đó không phải là anh họ của Hàn Mộc Xuân sao? Chẳng trách phải ra tay trước. Mọi người đều bàn tán và đầy tò mò. Không biết Diệp Lâm, người có thể gây ấn tượng với các cổ võ giả, lại quen biết chiến thần trong quân đội, khi đối mặt với chiến tướng hàng đầu bát kỵ Ung Châu, sẽ đối phó với thử thách này như thế nào? Mà Tần Tịch Giao nhìn thấy cảnh này, cũng cảm thấy lo lắng thay cho Diệp Lâm. Còn vội vàng cầu cứu bạn thân Đường Y Y. Y, cậu mau tìm bạn trai cậu, khuyên anh ấy đừng làm bị thương anh Diệp. Nhưng lúc này, Đường Y Y vốn là muốn đến tìm Tần Tịch Giao làm hòa,
nhưng cô không ngờ anh họ của bạn trai mình vừa xuất hiện, lập tức xoa dịu hiện trường. Bản thân dường như cũng không cần làm hòa nữa, ngược lại, đối phương lại phải cầu xin mình. Thế là Đường Y Y lên mặt kiêu ngạo nói, hai, tôi cũng hết cách rồi, là tên tiểu tử họ Diệp đó không biết tự lượng sức mình, để anh ta nếm chút đau khổ cũng tốt, để tránh quen biết được vài nhân vật lớn lại tưởng mình cũng trở thành nhân vật lớn rồi. Dưới sự chú ý của mọi người có mặt, Hàn Mộc Sâu lại quay người lại và đi đến lối vào sân trường. Ở đó có hai chiếc đỉnh ba chân bằng đồng. Hàn Mộc Xuân đưa tay đập vào, chiếc đỉnh đồng lập tức phát ra một âm thanh dày đặc, giống như tiếng chuông, vang vọng khắp hiện trường. Chiếc đỉnh bằng đồng này nặng khoảng 500 cân. Lý Bình Lương nói, cậu chỉ cần có thể nhấc được một cái, chứng minh thực lực của mình, mới có tư cách tham gia lần tuyển chọn sau đây. Nếu không thì lập tức cút khỏi đây. Những lời này vừa nói ra, hiện trường lại một lần nữa trở nên ồn ào. Một chiếc đỉnh khổng lồ nặng 500 cân. Điều này vượt xa giới hạn của con người rồi. Dù sao, kỷ lục cử tạ thế giới nhiều nhất cũng chỉ là 300-400 cân. Ai có thể nhấc được chiếc đỉnh bằng đồng 500 cân chứ? Tuy nhiên, Lý Bình Lương kiêu hãnh nói, đối với quân đội Ung Châu chúng tôi mà nói, việc nâng một chiếc đỉnh 500 cân chỉ là cấp độ nhập môn. Cái gì? Những lời này vừa nói ra, hiện trường lại tràn ngập chấn động. Mọi người đều kinh ngạc. Quả nhiên không thể dùng lẽ thường để đánh giá những người mạnh trong quân đội. Mỗi người trong số họ đều là những người lính mạnh nhất được rèn bằng sắt và máu, đồng thời họ cũng tạo thành tuyến phòng thủ mạnh nhất ở Đại Hạ. Trọng lượng 500 cân, đối với những người bình thường chúng ta mà nói, đã là ngoài tầm với rồi, không ngờ đối với quân đội Ung Châu, lại chỉ là cấp độ nhập môn. Không hổ là quân Ung Châu uy chấn thế giới, trong quân đội quả nhiên đều là ngọa hổ tàng long. Có quân đội mạnh như vậy, Đại Hạ chúng ta làm sao có thể không hưng thịnh được? Mọi người đều kinh ngạc, cũng không khỏi đưa ánh mắt tôn sùng về phía Lý Bình Lương. Cấp độ nhập môn. Diệp Lâm không tin 300.000 quân Ung Châu đều có thể mạnh như vậy. Cũng quá phóng đại rồi. Anh ta có thể nhấc nó lên được không? Vừa nói Lâm vừa đưa tay ra chỉ vào Hàn Mộc Xuân đang nhìn anh họ với vẻ mặt sùng bái. NS như anh ta cũng là một thành viên trong quân đội Ung Châu của các người phải không? À cái này, những lời này vừa nói ra, vẻ mặt của Lý Bình Lương và Hàn Mộc Xuân đều lập tức cứng đờ. Giống như bị tát vào mặt, có chút không thể rời khỏi sân khấu. Lý Bình Lương trừng mắt nhìn em họ của mình, dường như đang chê anh ta ở đây cản đường, là một gánh nặng. Nếu dưới đất xuất hiện một vết nứt, Hàn Mộc Xuân cũng muốn trốn vào đó ngay lập tức. Cậu ấy phụ trách hậu cần Lý Bình Lương giải thích, cho nên không tính. Hàn Mộc Xuân nghe vậy, khóc không ra nước mắt. Đây là bị anh họ sa thải chỉ với một câu nói. Được, anh ta không tính, vậy anh nhấc một cái trước cho tôi xem. Diệp Lâm cười nói. Nghe vậy, Lý Bình Lương mỉm cười kiêu hãnh, như thể đã đạt được điều mình mong muốn. Cậu vừa nhìn là một người ngoài, không biết uy phong của Lý Bình Lương tôi ở trong quân đội. Tôi bẩm sinh thần thông không ai có thể so sánh được, đừng nói chỉ là một cái đỉnh bằng đồng nặng 500 cân, cho dù là hai cái, ba cái. Cũng không thành vấn đề. Cũng được, hôm nay tôi thể hiện cho cậu thấy thần lực của tôi một chút. Hãy mở to mắt ra mà xem, nhưng đừng có bị dọa cho ngây ra nhé. Vừa nói, Lý Bình Lương vừa sắn tay áo lên, đặt một lòng bàn tay lên đáy chiếc đỉnh khổng lồ. Sau đó, anh ta hét lớn một tiếng, dùng hết sức lực, dùng một tay nhấc chiếc đỉnh bằng đồng nặng 500 cân lên. Hiện trường bỗng nhiên vang lên những tiếng cảm thán, mọi người đều cảm thấy không thể tin được. Không ngờ rằng lại thực sự có người có thể nâng được một cái đỉnh khổng lồ nặng 500 cân lên, hơn nữa còn có thể làm được điều đó chỉ bằng một tay. Nhưng vẫn chưa hết. Ngay lập tức, chỉ thấy Lý Bình Lương di chuyển sang một bên vài bước. Binh, binh, binh. Từng bước một, lại đến bên cạnh một chiếc đỉnh bằng đồng khác. Một tiếng hét khác. Lên. Lý Bình Lương đưa tay còn lại ra, lấy hơi nhấc chiếc đỉnh bằng đồng nặng 500 cân còn lại lên. Nhất thời. Lý Bình Lương như hóa thân thành thác tháp thiên vương, một tay nâng một chiếc đỉnh. Khổng lồ cao quá đầu, đứng giữa sân, ngạo mạn. Ồ, hiện trường hoàn toàn bùng nổ. Tất cả mọi người như chứng kiến một phép lạ, đều đứng dậy reo hò, chăm chó kinh ngạc và vỗ tay như sấm. Không hổ là Bát Kỳ Ung Châu, quả nhiên trời sinh thần thông, danh bất hư truyền. Một tay nâng một cái đỉnh 500 cân, đây là hơn 1.000 cân đấy. Thật lợi hại quá.
chẳng trách nói nâng một chiếc đỉnh đồng ở đây chỉ là cấp độ nhập môn, quả nhiên như vậy. Còn Hàn Mộc Xuân ở đằng xa cũng nhảy cẳng lên phấn khích và hét lên anh họ thật tuyệt vời. Đồng thời thầm nghĩ, tên tiểu tử họ Diệp, cho dù có quen biết cổ võ hay chiến thần thì chẳng qua cũng là sói dạ uy hổ, phô trương thanh thế mà thị. Chỉ có lợi hại giống như anh họ mình, mới là lợi hại thật sự. Tên họ Diệp, xem anh họ tôi có lợi hại không? Cậu có phục không? Lý Bình Lương đang nhấc hai chiếc đỉnh khổng lồ cũng quay lại tìm bóng dáng Diệp Lâm. Nhưng nơi Diệp Lâm vừa đứng lại không có ai cả. Lý Bình Lương giật mình, thầm nghĩ tên tiểu tử đó không phải là đã bị dọa cho sợ chạy mất rồi chứ. Hừ, đúng là đồ vô dụng. Nhưng đúng vào lúc này, hiện trường đột nhiên rơi vào im lặng chết chóc, không có bất kỳ âm thanh nào. Như thể bị ai đó nhấn nút tạm dừng, tiếng kêu của mọi người đột ngột dừng lại, thậm chí biểu cảm của họ cũng cứng đờ. Hả, Lý Bình Lương cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Ngay sau đó anh ta phát hiện toàn thân mình như đang lơ lửng. Chuyện gì thế này? Trong tay tôi đang nâng một chiếc đỉnh khổng lồ, làm sao vẫn có thể lơ lửng trong không trung được? Lý Bình Lương lại nhìn xuống và bị sốc. Mắt gần như lồi ra ngoài. Chỉ thấy chân mình đã cách mặt đất 3 mét. Mà đứng dưới chân anh ta chính là Diệp Lâm. Chỉ thấy anh ta dùng một tay, cũng thực hiện động tác nâng tương tự, nhưng lại là nâng mình lên không trung. Làm thế quái nào? Làm sao có thế? Lý Bình Lương hít một hơi thật sâu, toàn thân run lên, như thể giữa ban ngày nhìn thấy ma, vẻ mặt không thể tin được. Anh ta cũng là một người lính đã trải qua hàng trăm trận chiến, có điều khủng khiếp, kỳ lạ và ly kỳ gì mà chưa từng thấy. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại chưa từng gặp. Thậm chí có nghĩ cũng không dám nghĩ. Hai tay mình đang nâng hai chiếc đỉnh khổng lớn nặng hơn 1000 kg. Mà tên nhóc đó lại nâng được mình lên. Thật là vô lý. Vô lý hết sức. Cùng lúc đó, hiện trường rơi vào một sự im lặng chết chóc, đương nhiên mọi người đều chết lặng trước cảnh tượng đáng kinh ngạc này. Vẫn chưa thể phục hồi sau cú sốc khi Lý Bình Lương nâng chiếc đỉnh khổng lồ lên, lại rơi vào một cú sốc lớn hơn, đến nỗi tạm thời mất giọng, sốc đến mức không thể diễn tả bằng lời. Lập tức, sau một hồi im lặng, khung cảnh lại bùng lên hỗn loạn. Tiếng cảm thán của mọi người tại hiện trường giống như núi lửa phun trào, lập tức quét sạch toàn bộ nơi đây. Mẹ kiếp, tôi không phải đang nã mơ đấy chứ. Đây đây đây, rốt cục là thật hay giả. Tiểu tử đó lại nâng Lý Bình Lương của bát kỳ, ung châu lên hơn nữa còn là cộng thêm cả đỉnh, cùng lúc nâng lên. Chết tiệt, đây có còn là con người không? Sức lực này lớn đến đâu chứ? Tôi nghĩ đây là một màn biểu diễn ngẫu hứng, để làm sôi động bầu không khí. Không thể là sự thật được. Tuy nói nghe là giả, nhưng thấy là thật. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã vượt xa sức tưởng tượng của người thường, cho dù mọi người có tận mắt nhìn thấy cũng hoàn toàn không thể tin được. Đến mức có người còn nghi ngờ liệu cả hai có phải đang phối hợp biểu diễn hay không. Nhưng, Lý Bình Lương thân là bát kỳ ung châu, có uy tín cao trong doanh trại, lại không giống như đang đích thân biểu diễn. Trời ạ, Tân Tịch Giao cũng sửng sốt. Vừa rồi cô còn lo lắng không biết Diệp Lâm gặp phải anh họ của Hàn Mộc Xuân có phải chịu thiệt thòi hay không. Còn muốn nhờ bản thân Đường Y Y đi nói giúp. Kết quả là hoàn toàn không thể ngờ rằng sự lo lắng của Minh là thừa, Diệp Lâm lại hóa giải nguy cơ, nhẹ nhàng đánh bại đối thủ bằng cách thức NM ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Cái này, Đường Y Y ở một bên cũng kinh ngạc, mồm ngoác đến tận mang tai, cô không ngờ anh họ mà bạn trai cô nói là vô địch thiên hạ lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Cái gọi là thần lực đã hoàn toàn bị nghiền nát. Đường Y Y chưa bao giờ thất vọng về bạn trai như bây giờ. Ha ha, không hổ là anh Diệp. Sau khi Tần Tuyết Dung nhìn thấy cảnh này, tuy có chút kinh ngạc, nhưng dựa vào hiểu biết của cô về thực lực của Diệp Lâm, nghĩ rằng anh ta có thể dễ dàng đối phó với bát kỳ ung châu, quả đúng như vậy. Khi những tướng sĩ xung quanh nhìn thấy Lý Bình Lương, một trong bát kỳ, lại bị người khác nâng lên theo cách này, họ cũng bị sốc và không thể chấp nhận được. Trong quá khứ, hình ảnh cao lớn, dũng mãnh vô song của Lý Bình Lương cũng đã sụp đổ trong lòng tướng sĩ. Mà thay vào đó chính là chàng thanh niên nhìn có chút gầy gò yếu đuối. Lúc này, anh ta đang giơ cao Lý Bình Lương, đứng ở đó như một tượng đài bất tử. Cảnh tượng này như một dấu ấn, in sâu vào lòng các tướng sĩ, khó xóa nhòa. Còn bên kia là chuyên khu của nhà nước. Một đám quan chức kiêu ngạo nhìn thấy cảnh tượng này cũng vô cùng kinh ngạc, hành động của Diệp Lâm hoàn toàn nắm ngoài dữ liệu của người bình thường. Người thanh niên trẻ tuổi này thật sự không đơn giản. Một người đàn ông trung niên mặc quân phục,
trông có vẻ giàu có bất giác đứng dậy kêu lên kinh ngạc. Người này không ai khác chính là Thẩm Thường Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng thời là một trong những người chủ trì cuộc thi chiến thần được nhà nước đặc biệt cử đến. Ông ta và chiến thần Doanh Châu Đoạn Thiên Hào, một văn một võ, ngồi tại chỗ. Và còn mang đến hổ phù Ung Châu mới. Ha ha, Thẩm đại nhân, Hàn Sơn Hà ở một bên cười lớn, người này chính là em kết nghĩa của tôi đấy. Thế nào, rất lợi hại đúng không? Nếu như không có chuyện bất ngờ gì xảy ra, em kết nghĩa của tôi sẽ sớm đảm nhận vị trí chiến thần Ung Châu. Màn trình diễn của người em kết nghĩa Diệp Lâm khiến Hàn Sơn Hà vừa vui mừng, vừa hài lòng. Vừa nói, Hàn Sơn Hà vừa nói với Đoạn Thiên Hào, thế nào? Thực lực người em kết nghĩa của tôi so với ông thế nào? Không cần ông thiên vị, cũng có thể lên nhận chức chiến thần chứ. Khụ khụ, Đoạn Thiên Hạo nghe vậy, ho khan một tiếng, nói, cũng chỉ qua loa thôi. Mặc dù nói như vậy, nhưng việc nâng cả người cả đỉnh nặng hơn 100 kg bằng một tay vẫn là một hành động vô cùng đáng kinh ngạc. Em kết nghĩa của ông tiến cử à, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thẩm Thường Thanh cau mày khi nghe điều này, sao ông không nói sớm? Sao thế, ông Thẩm, Hàn Sơn Hà nói, bây giờ nói cũng chưa muộn chứ. Cho ông một bất ngờ mà. Thẩm Thường Thanh thở dài, cười khổ nói, lần này tôi tới, Bộ Quốc phòng cũng đề cử một người tranh đoạt vị trí chiến thần Ung Châu. Cái gì, Bộ Quốc phòng các ông cũng muốn tranh giành vị trí chiến thần. Hàn Sơn Hà nghe được lời này có chút kinh ngạc, vị trí chiến thần Ung Châu thật là ngon. Thẩm Thường Thanh cười khổ nói, nếu là em kết nghĩa của Hàn chiến thần, đương nhiên không phải người bình thường, vậy thì kế hoạch của Bộ Quốc phòng bị các người phá hỏng rồi. Ông ấy quay vẽ, cũng thật khó để giải thích. Việc tranh đoạt chức chiến thần, vốn dĩ là của những người có năng lực. Hàn Sơn Hà nói, người chiến thẳng ở trên, và kế tầm thường ở dưới. Bộ Quốc phòng các ông chắc chắn cũng không nuôi dưỡng những người tầm thường, phải không? Lát nữa cũng để chúng tôi trải nghiệm một chút những nhân tài mà Bộ Quốc phòng các ông bí mật bồi dưỡng đi. Cùng lúc đó, bên trong sân đấu, sau khi tận mắt chứng kiến Diệp Lâm nâng anh họ của mình lên cao quá đầu, Hàn Mộc Xuân sững sờ như hóa đá, hai chân khẽ run lên. Không, không thể nào. Điều này tuyệt đối không thể. Một lúc lâu sau, khi hoàn hồn lại, Hàn Mộc Xuân gần như bị cảnh tượng trước mắt làm cho tè ra quần. Anh ta vừa sốc vừa sợ hãi, bên trong cơ thể cuồn cuộn như sóng biển, cả người vô cùng bất an. Hàn Mộc Xuân không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt, cũng không thể tưởng tượng được trước đó mình đã xúc phạm đến một kẻ đáng sợ như thế nào. Người anh họ bất khả chiến bại, sở hữu sức mạnh siêu nhiên trong đầu của anh ta đã hoàn toàn bị đối phương khống chế trong lòng bàn tay. Hàn Mộc Xuân cuối cùng cũng xem như mở rộng tầm mắt. Anh họ, cố lên nào! Hàn Mộc Xuân nắm chặt nắm tay, vô cùng khẩn trương, chờ đợi kỳ tích sẽ xảy ra, hy vọng một giây tiếp theo, anh họ của mình có thể lật ngược tình thế. Tuy nhiên, hiện thực tàn khốc cứ thế nối tiếp nhau. Diệp Lâm cười nhạo, anh vừa mới nói, nâng được một cái vạc ngàn cân mới có tư cách tham gia tuyển chọn chiến thì. Vậy anh xem, bây giờ tôi đã có đủ tư cách chưa? Nghe được lời này, Lý Bình Lương sửng sốt đến không nói nên lời. Toàn thân anh ta bị Diệp Lâm nâng lên không trung, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mơ hồ. Ngay sau đó, Diệp Lâm vung tay, khiến anh ta cùng hai cái vạc khổng lồ đồng thời bị hất bay ra ngoài. Chỉ nghe thấy tiếng ầm ầm cực lớn. Hai chiếc vạc khổng lồ tạo thành một hố sâu trong sân trường. Lý Bình Lương cũng bị đè dưới vạc, hồi lâu không thể động đậy. Hiện trường lại có một loạt tiếng cảm thán. Một lúc sau, Lý Bình Lương đẩy cái vạc khổng lồ đang đè lên mình ra, khó khăn bò lên khỏi mặt đất. Lúc này, anh ta lâm vào trạng thái xấu hổ, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Lâm. Sự khác biệt về sức mạnh giữa hai người giống như trời với đất vậy. Cú ngã vừa rồi đã hoàn toàn phá vỡ niềm tự hào của Lý Bình Lương. Cuối cùng, anh ta nhận ra rằng núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, đặc biệt là người trước mặt, người mà anh ta không thể với tới. Anh họ, anh có sao không? Hàn Mộc Xuân chạy tới, muốn giúp đỡ người anh họ đang khập khiễng của mình. Tuy nhiên, Lý Bình Lương đã đẩy anh ta ra và trừng mắt nhìn Hàn Mộc Xuân. Anh ta thầm nghĩ, rốt cuộc tên khốn này đã gây ra rắc rối gì cho mình vậy? Đây chính là cái mà gọi là đi cửa sau sao? Cửa trời chắc. Người này chẳng khác gì thần binh giáng thế, nghiền nát vạn vật. Lý Bình Lương bực bội vì suýt bị em họ hại chết. Đi lúc này, Diệp Lâm lại lên tiếng,
đi gọi những người còn lại của Bát Kỵ tới gặp tôi. Để tôi xem quân đội Ung Châu của anh mạnh đến mức nào. Hy vọng những người khác không dễ bị hạ gục như anh. Diệp Lâm giống như một người lãnh đạo, bình tĩnh chỉ huy. Lý Bình Lương nghe vậy, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, vội đáp lại rồi đi thông báo cho những người còn lại. Nhìn thấy anh họ đi rồi, Hàn Mộc Xuân đi cũng chẳng được mà ở lại cũng không xong. Do dự một lát, anh ta tình đối mặt với Diệp Lâm đang chậm rãi quay người lại. Nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Diệp Lâm, Hàn Mộc Xuân sợ hãi run lên. Ngay khi chân anh ta sắp khuỵu xuống đất, lúc này, anh ta mới ý thức được, những lời Diệp Lâm nói trước đó đều không phải là lời nói suông. Một người có thể tuyên thể kết nghĩa với chiến thần sao có thể là một kẻ yếu đuối được. Nếu sau này Diệp Lâm thực sự đảm nhận vị trí chiến thần, có khi anh ta lại bị trừng phạt cũng nên. Người anh em, tôi nghĩ, trước đây, chúng ta, chắc là có chút hiểu lầm. Hãy nghe tôi giải thích. Hàn Mộc Xuân sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, lời nói không mạch lạc. Anh ta đã cố gắng hết sức để cầu xin sự tha thứ của Diệp Lâm. Đối mặt với sự cầu xin của Hàn Mộc Xuân, mặt Diệp Lâm không vui cũng chẳng buồn, vẫn bình tĩnh thản nhiên. Tôi biết anh đang sợ, Diệp Lâm bình tĩnh nói, nhưng đừng sợ vội. Vì cuộc vui mới chỉ bắt đầu mà thôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 16.